đợi Vân Yên rời đi thì hắn mới có thể tỉnh táo ngồi xuống suy nghĩ. Bằng chứng, có bằng chứng nào cho điều đó không? E rằng sẽ không có ai tin điều đó. Cho nên hắn vẫn còn phải âm thầm điều tra, dù sao thì hắn cũng đã nhắc nhở, chuyện còn lại phụ thuộc vào Thiên Tông sẽ giải quyết thế nào. Đúng vậy, phải âm thầm điều tra. Đây cũng là kế hoạch của Vân Yên, cô ta sẽ tìm người của tình báo các để theo dõi Kim Huyền Trung trong một thời gian dài. Chuyện này không chỉ là vì Thiên Tông và Đại Hạ mà còn là vì đệ tử của Thiên Tông. Lỡ như Kim Huyền Trung thật sự là người của tộc xác chết, một ngày nào đó lão ta nổi điên lên thì không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử gặp tai ương. Đây, rốt cuộc là cái gì? Sau khi Vân Yên rời đi, Triệu Bân lại lấy viên gạch tím ra. Theo kinh nghiệm nhiều năm tầm bảo của hắn thì đây chắc chắn không phải là một vật bình thường, nhưng mất mấy ngày liền hắn cũng không thể nhìn thấu được bí mật của nó. Bên trong nó nhất định có ẩn dấu huyền cơ, Kim Huyền Trung theo dõi hắn chặt chẽ như thế cũng có thể chính là vì viên gạch tím này. Hắn rất muốn mạnh mẽ phá nó ra và xem bên trong có gì, nhưng lại sợ làm hỏng bảo vật. Rất lâu sau đó hắn mới chuyển tầm mắt, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Ngày mai sẽ phải đánh với ai đây? Triệu Bân thầm nghĩ, tất cả các đệ tử thăng cấp đều thuộc dạng tinh anh trong tinh anh. Vẫn như những gì đã suy tính trước đó. Chưa đến bước cuối cùng thì hắn thật sự không muốn đối đầu với Sở Vô Xương. Cô gái đó thật sự không hề đơn giản. Nguyệt Thần duỗi lưng, một mình ngồi trên mặt trăng nhìn về hư vô. Triệu Bân không biết cô ta đã tỉnh, hay có thể nói là Nguyệt Thần không muốn cho hắn biết, mây mù mờ ảo ngăn cách ý thức của Triệu Bân, là sư phụ, cô ta vẫn muốn để đồ đệ của mình tự do phát triển. Còn Sở Vô Xương, cả thần cũng nói cô ta là một nhân tài thì chắc hẳn chắc cô ta chính là nhân tài. Có một số việc Triệu Bân không thể nhìn thấu nhưng Nguyệt Thần lại biết rất rõ, đúng là cô ta có đủ tư cách để kiêu ngạo. Có điều, không biết cô ta có đủ sức để phủ nhận năng lực của Triệu Bân hay không. Ngược lại, Triệu Bân cũng chưa chắc đã có thể đánh bại Sở Vô Xương. Hôm sau, Triệu Bân ra khỏi phòng từ rất sớm. Khoanh chân ngồi xuống cả một đêm, hắn cực kỳ dồi dào sức sống. Đập vào mắt chính là hai bóng hình xinh đẹp đang đứng trước bàn bếp chuẩn bị bữa sáng. Một người trong đó tất nhiên là sư tỷ hắn, một người khác không phải Vân Yên mà là Huyễn Mộng của Ma Gia chạy đến tận đây nấu cơm. Đến đây, nấu ăn đi, Mục Thanh Hàn gọi một tiếng. Triệu Bân không từ chối, hắn nghĩ chắc Huyễn Mộng đến cùng với tin tức về ma tử. Mục Thanh Hàn là người biết điều nên Triệu Bân vừa mới vào tới thì cô ta đã đi, không ở lại làm bóng đêm. Lên được phòng khách xuống được nhà bếp, ta quả là một người vi di lý tưởng. Huyền Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp, chỉ cần sư đệ nói một câu thôi hôm ta sẽ không đi đâu nữa, đến đêm. Cùng nay nhau tâm sự về lý tưởng cuộc đời. Ta thả tán gẫu với ma tử còn hơn, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Nếu ngươi cứ nói năng kiểu đó thì sau này không thể cưới được vợ đâu, Huyền Mộng bĩu môi. Ta sợ tối đến cô sẽ bóp cổ ta chết mất. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu mà. Ta, thích nam. Triệu Bân nói một câu mang theo sự bùng nổ cực lớn. Xem ra ngươi với thánh tử nhà ta mới là chân ái, Huyễn Mộng bị chọc cười. Khi nào hắn mới đến? Vẫn còn bận chữa thương, bị ngươi đánh rất thảm. Đang hối hận vì không đánh chết hắn đây. Lấy nhiều gạo thế có ăn hết không? Huyễn Mộng nhìn sang Triệu Bân. Ta ăn nhiều cơm lắm, Triệu Bân nói xong lại bỏ thêm mấy nắm gạo. Một ngày mới, lại là một ngày thật tươi đẹp. Trên những ngọn núi Thiên Tông sương khói lượn lờ, ai cũng bận rộn nấu cơm, ăn sáng xong lại đi xem tỉ thí. Đình Tử Trúc cũng không ngoại lệ. Bình thường chỉ có Triệu Bân và Mục Thanh Hàn bận rộn trong bếp, hôm nay lại đổi thành Triệu Bân và Huyễn Mộng, người ma gia quả là đa tài đa nghệ, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, gia chủ Triệu gia cực kỳ xuất sắc cũng chỉ là người hỗ trợ mà thôi, nhưng hình ảnh vẫn rất hài hòa. Nhìn thế này thì hai đứa đó quả là xứng đôi đấy, Linh Lung cười nói. Con bé Huyễn Mộng đó cũng không tệ lắm, Đào Tiên Tử cười nhấp một ngụm trà. Vân Yên không nói gì mà chỉ lật xem sách cổ, nhìn sang Mục Thanh Hàn, hôm nay đồ nhi nhà cô ta trông có vẻ khá là mất mát, khoanh chân ngồi dưới tàng cây nhưng thỉnh thoảng lại lơ đáng liếc vào bếp, ai cũng từng trải qua cái tuổi đó nên cô ta biết rõ tâm tư của đồ đệ mình. Cô ta nhìn Mục Thanh Hàn rồi lại nhìn sang Triệu Bân. Tiểu đồ nhi này đúng là một nhân tài, trước đó viết thư tình cho Nguyệt Linh. Sau đó dây dưa với Thanh Giao, bây giờ lại là Huyễn Mộng trong tông trực tiếp chạy tới Đỉnh Tử Trúc nấu cơm.
Người ta thường nói thỏ thì không ăn cỏ gần hang, đúng là không sai. Ở nhà có một sư tỷ xinh đẹp như thế không ngó ngàng tới, lại đi chọc ghẹo con gái nhà người ta. Hay là hắn ngượng không dám ra tay? Sư tỷ nhà ngươi không ghen tuông gì đó chứ? Huyễn Mộng đang bận rộn bỗng nhiên nói một câu như thế, nói xong còn nhìn Mục Thanh Hàn. Triệu Bân không nói gì, chỉ ngồi đó cẩn thận múc gạo. Hay có thể nói hắn đang chìm vào trạng thái đầu gỗ. Hoàn toàn không nghe thấy ẩn ý trong lời Huyễn Mộng nói, hắn đang suy nghĩ xem đến lúc gặp lại ma tử thì sẽ chạy tới ôm trước. Hay là ném cho hắn ta một chiêu trước. Ma tử bảo ta mang đến, xem như quà gặp mặt. Huyễn Mộng vung tay lên, một bộ sách cổ xuất hiện, nó được gói rất kỹ càng. Thế này, làm vậy ta ngượng quá. Triệu Bân lau nước lên người, miệng thì nói thế nhưng tay lại bận rộn nhận lấy, trông chất liệu này thì có vẻ là bí thuật tông môn nào đó, hơn nữa còn là một bí thuật không hề tầm thường. Huyễn Mộng liếc xéo hắn, tốc độ trở mặt của tên này cũng nhanh thật đấy chứ. Ma cấm, tuyệt thiên ngũ hành. Triệu Bân mở ra xem thử, nhìn tên là biết đây là độn pháp ngũ hành, cái gì mà độn lôi, độn hỏa, độn thủy. Đủ loại, cũng khá là đầy đủ. Hắn cũng biết khá nhiều độn pháp ngũ hành, nhưng đó chỉ là chút da lông bên ngoài, nhưng thứ được ghi trong quyển sách cổ này lại là độn pháp thượng thừa. Khá được, Triệu Bân tiện tay nhét vào chiếc nhẫn ma, lát về phải nghiên cứu nó một phen. Tài nhiều không nặng người. Dù chỉ là độn pháp ngũ hành nhưng để hắn thực hiện thì vẫn có thể tạo nên sức tấn công rất mạnh. Người ta thường nói có qua thì phải có lại. Ngươi không có chuẩn bị, tặng cho ma tử thứ gì ư? Huyễn Mộng vừa cắt rau vừa chậm rãi nói, thế thì không biết điều lắm đâu nhỉ. Tặng, tất nhiên là có tặng rồi. Triệu Bân cúi người, sau khi chọn lựa tới lui mới lấy ra một bộ sách cổ. Nói chính xác hơn đó là một cuộn tranh. Theo Châm Ngôn Thiên Tông, thì đây là văn hóa phẩm thiết yếu, tất cả mọi người mang giới tính nam đều thích cả. Chắc là ma tử cũng thích thôi. Hắn nhìn thoáng qua Vân Yên, sau đó mới vùi đầu vào món hàng kia. Cái gọi là vùi đầu đó chính là nhét thêm mấy cái bùa nổ vào cuộn tranh, cái loại vừa mở cuộn tranh ra sẽ nổ ấy, cố gắng khiến ma tử bị nổ bay trước đã, tên đó chịu đòn giỏi nên không chết được đâu. Còn chưa xong, để cuộn tranh đó trở nên to lớn hơn, hắn còn cố tình gói lại. Xong việc, hắn dán thêm niêm phong vào, cuộn tranh này ma tử xem thì được, nhưng Huyền Mộng mà lật ra thì chắc chắn sẽ tạo thành hỗn loạn. Cái này, ta giữ gìn nhiều năm rồi đấy. Tặng hắn, về phần hắn lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem cơ duyên hắn thế nào. Cuối cùng Triệu Bân cũng xoay người, lời nói đầy thấm thía, lúc đưa cho Huyễn Mộng còn làm ra vẻ mặt quyến luyến như thể vừa cắt ruột từ bỏ thứ mình yêu thích, ai nhìn vào cũng không thể ngờ được trong cuộn tranh đó cất giấu mấy thứ đen tối. Công pháp hả? Huyễn Mộng nhận lấy, lật tới lật lui xem xét một phen, đang định dùng bí thuật nhìn lén thì lại đụng phải cấm chú, cô ta không thể nhìn thấu. Nhưng trông vẻ mặt Triệu Bân thế này chắc là vật bất phàm. Tặng cho ma tử nhà cô đấy, nếu cô dám lén lút mở ra xem thì hậu quả tự mà gánh lấy, Triệu Bân nói đầy đứng đắn, nếu cứ muốn mở ra xem thì ta cũng không cản, bị nổ đừng tìm ta. Ta biết những nguyên tắc đó, Huyễn Mộng không cho là đúng, tiện tay cất đi. Này thì gài ta cho ngươi nổ khóc luôn. Lòng Triệu Bân vui như nở hoa. Đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ma tử vùi đầu vào mở cuộn tranh, đang xem chảy cả máu mũi thì chợt nhìn thấy mấy cái bùa nổ. Có hoảng hốt không? Có bất ngờ không? Ngươi, cười cái gì thế? Huyễn Mộng liếc nhìn Triệu Bân. Không có gì, nấu cơm thôi, Triệu Bân lại ngồi xuống tiếp tục múc gạo. Bữa sáng được làm xong rất nhanh, mùi cơm chín lan tỏa khắp nơi. Bữa ăn này đã cho Huyễn Mộng mở mang tầm mắt về lượng cơm của Triệu Bân, hắn đúng là cái thùng cơm. Một gốc cải xanh như thế mà lại bị heo dẫm nát rồi. Bọn Tô Vũ lại tới, từ xa đã nhìn thấy Huyễn Mộng bèn thốt lên một câu như thế. Sau khi ăn xong, sấp nhỏ vẫn xuất phát đi trước. Nửa đường thì Huyễn Mộng đi mất, đi rất xa rồi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn Triệu Bân trong chốc lát. Triệu Bân cũng chỉ nhìn vậy rồi thôi. Cô gái đó, không phải là nhân vật tầm thường, một khi cô ta đã gài bẫy thì ngươi chết thế nào cũng chẳng biết, dù đến tận lúc này rồi hắn vẫn duy trì cảnh giác, cẩn thận một chút cũng không có gì xấu. Hôm nay quảng trường náo nhiệt hơn hôm qua nhiều.
Bọn Triệu Bân đến thì hầu như tất cả các vị trí đều có người ngồi. Hắn vừa mới vào đến nơi thì đã thu hút tầm mắt của tất cả mọi người, nhưng không còn ai dám khinh thường hắn nữa, tên cảnh giới chân linh đó đã qua được 3 vòng, không phải nhờ may mắn mà là thực lực, có thấy không, tất cả những người từng đánh với hắn như là Hàn Minh, hay Đường Hạo, hoặc Man Đằng mặt mũi đều tái mét hết cả, nhất là Man Đằng, đêm qua ngủ không hề ngon nên vác đôi mắt gấu mèo đến, nghỉ ngơi một đêm rồi nhưng chỗ nào đó vẫn còn ẩn ẩn đau nhức. Tất cả đều do Triệu Bân ban tặng. Một cước khiến hắn ta bị hư thận. Đừng để ta gặp lại ngươi trên đài, Man Đằng há miệng bèn mắng. Triệu Bân chỉ liếc mắt nhìn xuống quần Man Đằng, cái thứ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đó, không biết là đá thêm một cái nữa có còn hùng dũng như vậy hay không, hai quả trứng kia cũng đá nát luôn thì sao nhỉ? Nếu bàn về khoản thu hút ánh mắt người đời thì phải nhắc tới Sở Vô Xương. Cô ta vừa đến đã nhanh chóng gạt hết tất cả mọi hào quang của người khác. Trong đó cũng có cả Triệu Bân, tiểu võ tu đi cửa sau đó cùng lắm chỉ là một con hắc mã, còn đứa con cưng của trời sinh ra trong Sở gia mới là một đám mây không phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì, sự kiêu ngạo của cô ta là thứ không một đệ tử nào có thể so sánh. Ngươi nên cảm ơn ta. Cả ngươi nữa, cũng phải cảm ơn ta. Lúc Vệ Xuyên đi ngang qua thì Tô Vũ đã thốt lên một câu như thế. Hoàng Hiết lướt qua hắn ta lại bỏ thêm câu khác y hệt. Dù mặt mũi Vệ Xuyên và Hoàng Hiết tái mét nhưng cũng không phản bác lời Tô Vũ nói, đúng là họ nên cảm ơn hắn ta. Nếu không có hắn ta nhảy ra chắn đường thì chắc chắn hai người bọn họ sẽ bị Cơ Ngân dần cho một trận thảm thương rồi. Nói thật lòng, ta cũng muốn tìm ngươi luyện tay luyện chân, Vô Niệm cười với Triệu Bân. Cuộc sống tươi đẹp lắm, đừng nghĩ quẩn, Triệu Bân tùy ý trả lời, hắn liếc nhìn nhóm đệ tử yêu nghiệt ở đây, cả Sở Vô Xương cũng được liếc sang một chút, tiếp theo đây. Không biết sẽ bốc chúng ai. Ngày càng có nhiều người đến, ai cũng tìm chỗ ngồi xuống. Ngô Huyền Thông vẫn bước vào với dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, không biết là do thua tiền nhiều quá không ngủ được hay là đêm đến bận nghiên cứu văn hóa phẩm thiết yếu, thậm chí còn lao lực quá độ nên trông có vẻ yếu đuối thế. Theo Triệu Bân nghĩ thì chắc có luôn cả hai. Trưởng lão nào bước lên cũng liếc sang nhìn hắn một cái. Ánh mắt đó không hề hiền lành chút nào, hay có thể nói là phồng mang trợn má. Hoặc là mấy nếp nhăn già nua đen thui, cũng có người giống lão Trần Huyền nghiến răng kèn kẹt. Hôm nay tâm trạng ông ta khá tốt nhưng thấy mặt Triệu Bân là lại nổi cáu lên. Tên khốn, lúc đi ngang qua còn công khai mắng như thế. Lại đội nồi rồi, Kiếm Nam khéo hiểu lòng người, cầm một quyển sổ nhỏ ghi lại những người đã mắng Triệu Bân, sau đó đưa cho hắn, ý đồ rất rõ ràng, sau này từ từ giải quyết. Lên đài rút thăm. Ngô Huyền Thông rót một ngụm rượu cho thông cổ họng. Giọng nói vang vọng cả quảng trường. Tiếng ồn ào nhanh chóng biến mất, tất cả những người vào vòng trong đều xếp hàng bước lên đài. Chỉ có một người vẫn ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi như thể không nghe thấy lời Ngô Huyền Thông nói, tất nhiên đó là Sở Vô Xương, một con người kiêu ngạo đến mức ngông cuồng, im lặng nói cho mọi người biết các ngươi cứ thoải mái bốc, để lại phiếu cuối cùng cho ta, đối thủ là ai cũng được. Chậc chậc chậc. Quảng trường vang vọng tiếng chậc lưỡi thổn thức, nhìn xem. Đó người ta gọi là ngầu lòi đấy. Ngô Huyền Thông ho khan, được thôi, không bốc thì thôi, ta cho phép. Nhưng trong đáy lòng lão già ấy vẫn thấy bực bội lắm. Tất cả mọi người đều xuống bốc cái đi chứ. Tốt xấu gì ta cũng là người chủ trì, không chịu nể mặt người lớn gì cả. Nếu ngươi không phải là một nhân tài, nếu ta không nể mặt mũi nữ soái thì nhất định phải dạy cho ngươi biết thế nào là quy củ. Thiên linh linh địa linh, cầu cho ta bốc chúng Cơ Ngân. Thiên linh linh địa linh, cầu cho ta bốc chúng Cơ Ngân. Mỗi lần có rút thăm thì mấy lời lẩm bẩm cầu nguyện các thứ hoàn toàn không thể thiếu được. Lần này là thiếu chủ Đường Môn và tên to con Man Đằng, một trước một sau lẩm bà lẩm bẩm mãi không thôi, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, một kẻ bị Triệu Bân quật tàn phế, một tên bị Cơ Ngân đá vào tiểu đệ đệ, ai cũng muốn tìm lại mặt mũi. Lần nào cũng có người thích tìm kích thích nhi, Thanh Giao âm thầm lắc đầu cười. Chẳng hạn như Man Đằng hay Đường Hạo, hai người họ chính là loại đó. Đừng nói là đánh tay đôi, hai người cùng đánh cũng chưa chắc đã đánh lại Triệu Bân, thế mà vẫn không chịu ghi lại bài học. 21 người rút thăm, có 22 bảng tên được treo trên tường, bảng tên của Sở Vô Xương được Ngô Huyền Thông treo lên, sau khi treo xong còn nhìn Lâm Tả với ánh mắt thương hại, đối thủ ngẫu nhiên mà Lâm Tả bốc được chính là Sở Vô Xương, hơn nữa. Còn là trận đầu. Dùng hết may mắn rồi.
Tô Vũ thở dài một tiếng. Hôm qua đụng độ với Mạc Đao đang bị thương nặng, không cần đánh vẫn thăng cấp. Hôm nay ấy hả, một phát trúng ngay người mạnh nhất, cũng chính là Sở Vô Xương đó. Cũng khá là may mắn. Mục Thanh Hàn cười, cô ta nói mình và cũng nói Triệu Bân. Hai người đánh với đệ tử không quá mạnh, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có thể dễ dàng thăng cấp. Tay ta ấy à, chắc mới khai quang. Ta cũng may mắn vừa vừa. Danh sách đối đầu đã được công bố, có người mừng, cũng có kẻ lo. Lần này cho ngươi tránh được một kiếp, Đường Hạo và Man Đằng đều đen mặt nhìn Triệu Bân. Cầu nguyện tới cầu nguyện lui vẫn không thể bốc chúng hắn. Người rút thăm đều đã xuống đài. Chỉ còn mỗi mình Lâm Tà ở lại, không chỉ là đệ tử dưới dài mà cả Ngô Huyền Thông cùng với các trưởng lão đều nhướng mày, trông Lâm Tà có vẻ đang muốn tìm Sở Vô Xương luyện tay luyện chân đấy. Cũng đúng, bỏ quyền sẽ hoàn toàn bị loại ra khỏi cuộc chơi, đánh một trận thì vẫn còn cơ hội. Triệu Bân lẳng lặng nhìn, cũng có rất nhiều người giống hắn, từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu đến nay vẫn chưa được thấy Sở Vô Xương ra tay lần nào. Ai cũng muốn nhìn thử xem rốt cuộc đứa con cưng của trời đó có tư chất thế nào. Sư tỷ, cho ta vinh hạnh được đánh vài chiêu nhé, Lâm Tà cười nói. Ngươi không đủ tư cách làm đối thủ của ta, Sở Vô Xương khẽ nói. Cô ta còn chẳng thèm mở mắt ra nhìn, giọng nói hờ hững, trong trẻo nhưng lạnh giá. Cô ta vừa dứt lời thì làn khói nhẹ nhàng bốc lên từ người cô ta, sau đó bay xuống đài chiến đấu, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hóa thành hình người, đó là dáng vẻ của Sở Vô Xương đang bay lơ lửng. Phân thân, tất cả mọi người cùng nhíu mày. Đúng vậy, là phân thân. Sở Vô Xương đã nói Lâm Tà không đủ tư cách làm đối thủ của cô ta, chỉ xứng đánh với phân thân của cô ta. Đó là sự khinh thường lộ liễu. Pha hành động này đúng là con mẹ nó chói mắt, Kiếm Nam nhếch miệng chậc lưỡi. Cô ta có tư cách đó, Tô Vũ cười gượng, người ta như thế. Không phục cũng không được. Hay cho một cái phân thân. Triệu Bân thì thầm, hắn nhìn phân thân của Sở Vô Xương, không biết nó có được bao nhiêu lực chiến của bản thể, dù là phân thân thì thiên nhãn của hắn vẫn không thể nhìn thấu, có một sức mạnh thần bí nào đó ngăn cản hắn nhìn lén. Đó chỉ là một phân thân mà thôi, muốn nhìn xuyên bản thể của Sở Vô Xương thì mơ cũng không nên mơ. Xấu hổ nhất vẫn là Lâm Tà. Bao nhiêu năm nay, đánh nhau với những người cùng thế hệ không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên bị khinh thường đến thế, bản thể còn chẳng buồn nhúc nhích, dùng phân thân để đánh nhau, xem ra chút tu vi của hắn ta cũng chỉ xứng đánh với phân thân mà thôi. Nhà đầu, ngươi, Ngô Huyền Thông nhìn về phía Sở Vô Xương. Phân thân thua tức là ta thua, Sở Vô Xương thản nhiên nói một câu. Lời nói đó khiến pha hành động này lại càng thêm chói mắt. Quyết đoán biết là bao nhiêu. Nếu thất bại sẽ mất mặt biết là bao nhiêu cơ chứ. Nhưng nếu cô ta đã dám nói như thế thì hẳn là cũng nắm chắc phần thắng. Thế thì bắt đầu thôi. Ngô Huyền Thông chắp hai tay sau lưng, giả vờ giả vịt rời khỏi sàn đấu. Chủ trì nhiều trận tỉ thí như thế rồi. Chỉ có trận này là lạ đời nhất, dùng phân thân để thay thế bản thể. Tất cả mọi người đều nhìn lên đài chiến đấu. Lâm Tà đứng sừng sững trên đài, khí thế mạnh mẽ, rực rỡ chói mắt, dùng hết tất cả lực chiến của mình, mái tóc đen như suối, bầu trời bắt đầu nổi gió, không còn che giấu bất kỳ điều gì, dùng đến sức mạnh lớn nhất. Từ khi tỉ thí bắt đầu đến nay, phân thân Sở Vô Xương bên kia thì ngược lại, đứng yên đó, cả người xương khói lượn lờ. Dường như có mưa bụi lất phất, trông cứ như cảnh đẹp trong giấc mộng hư ảo, không nhiễm bụi trần, rất giống nàng tiên trong bức tranh. Sư tỷ, đắc tội. Lâm Tà hét lớn tiếng, ra tay trước, một đường kiếm hình vòm được rót thêm chân nguyên, khắc lực huyết mạch, kiếm quang hắn ta như gió, nhát kiếm đầy bá đạo. Mọi người đều liếc sang nhìn phân thân của Sở Vô Xương. Lâm Tà tung chiêu, cô ta vẫn như tảng băng đứng đó không nhúc nhích như chẳng có chuyện gì xảy ra. Keng! Trong nháy mắt, kiếm của Lâm Tà đã ập đến. Đến tận lúc này phân thân của Sở Vô Xương mới đưa tay lên, hai ngón tay ngọc kẹp lấy mũi kiếm của Lâm Tà, ngón tay chứa đầy chân nguyên nhanh chóng xóa tan kiếm uy. Mạnh thế ư, tất cả mọi người giật mình. Các đệ tử yêu nghiệt khác như là chân thể âm băng, như là Liễu Như Nguyệt, hay Vô Niệm, đều lộ vẻ giật mình. Người tĩnh lặng như Mạc Đao cũng nhìn cô ta với ánh mắt kiêng dè.
Người hiếu chiến như Man Đằng cũng nuốt nước bọt. Lực chiến của Lâm Tà không kém, một kiếm mạnh nhất lại bị phân thân của Sở Vô Xương thoải mái phá giải. Thảo nào sư phụ lại dặn dò nếu đụng độ với Sở Vô Xương thì cứ trực tiếp nhận thua cho an toàn. Người hoảng hốt nhất là Lâm Tà, dù hắn ta bùng nổ bao nhiêu chân nguyên thì cũng không thể đâm vào dù chỉ một chút. Đúng là yêu nghiệt, Triệu Bân hít một hơi thật sâu, bắt đầu lộ vẻ e dè từ khi tỷ thí Tân Tống bắt đầu đến tận hôm nay, không phải với phân thân Sở Vô Xương mà là bản thể, đúng là mạnh quá đáng. Các trường lão thì bình tĩnh hơn, họ biết con bé này nghịch thiên lắm nên cũng không khiếp sợ quá nhiều. Keng! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, ngón tay của phân thân Sở Vô Xương gõ nhẹ. Kiếm trong tay Lâm Tà run lên dữ dội, run đến mức Lâm Tà phải nhảy lùi về phía sau. Soạt! Phân thân Sở Vô Xương bám sát như một cái bóng, thân pháp biến hóa kỳ dị, khiến Triệu Bân ngồi xem phải nhíu mày. Khi hắn đang suy nghĩ thì Lâm Tà đã đáp xuống đất. Hắn ta chưa kịp đứng vững thì phân thân Sở Vô Xương đã đánh tới, một ngón tay chạm vào mi tâm hắn ta. Ta, thua, Lâm Tà cười tự giễu. Phân thân Sở Vô Xương đã nương tay rồi. Nếu muốn giết hắn ta thật thì một ngón tay đó đủ để đâm xuyên qua mi tâm. Hắn ta còn chưa dứt lời thì phân thân của Sở Vô Xương đã hóa thành làn khói lơ lửng, biến mất trên đài chiến đấu. Quá mạnh mẽ. Đa số các đệ tử có mặt đều bị trúng đòn của phân thân. Một trong số các phân thân đó đã đánh bại Lâm Tà chỉ trong một chiêu. Thực lực này mạnh tới mức nào cơ chứ? Khó trách người ta lại kiêu ngạo như thế, bởi vì người ta có dư thực lực để kiêu ngạo. Thử hỏi xem đệ tử nào có mặt có thể hạ gục Lâm Tà chỉ bằng một chiêu ngoại trừ cháu gái của nữ soái Sở Vô Xương. Triệu Bân trầm mặc, tâm tư rối loạn, không khỏi bàng hoàng. Những gì Sở Vô Xương làm được, hắn cũng có thể làm được. Hắn chỉ không chắc Sở Vô Xương còn mạnh đến mức nào. Trận đấu đầu tiên đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi Lâm Tà bước xuống đài thì đã phải ngồi tĩnh tu hồi lâu, hắn ta đã bị đả kích đến mức không ngẩng đầu lên được. Thua cô ta cũng không có gì mất mặt, Tô Vũ vỗ vai Lâm Tà. Vấn đề là thua chỉ trong một chiêu, Tư Không Kiếm Nam nói. Họ Sở kia thật sự quá mạnh. Còn xem, đến người kia, Tử Viêm lại vỗ vai Triệu Bân. Triệu Bân định thần lại, từng bước lên đài chiến đấu. Một nữ đệ tử khác cũng bước lên đài, đó chính là nữ đệ tử áo xanh ngày hôm qua trong vòng hồi sinh đã câu giờ cho sư huynh Mặc Đao của mình. Cô ta là sư muội của Mặc Đao cho nên chắc chắn nội tình cũng không tầm thường. Cơ sư đệ, ngươi sẽ không đập ta như những người khác chứ, nữ đệ tử áo xanh nở nụ cười nói. Không đập, Triệu Bân cười gượng nói. Vậy ngươi, Cơ Ngân, nhận lấy. Trước khi nữ đệ tử áo xanh mở miệng nói tiếp thì Tư Không Kiếm Nam đã cắt ngang. Cái tên này đã ném thứ gì đó lên đài, tạo ra âm thanh leng keng khi nó rớt xuống đài. Hắn ta ném lên cái gì? Đó chính là một đoạn côn sắt màu đen xì xì, cầm rất vừa tay. Huynh muốn chết sao? Đừng có đánh ta cho hắn mượn một món binh khí thôi. Cho mượn hả, ta cho huynh biết tay. Trận chiến trên đài còn chưa bắt đầu thì khán giả dưới đài đã bắt đầu náo loạn. Mộ Chiêu Tuyết đang đánh Tư Không Kiếm Nam, ném cái gì lên không ném, lại đi ném một đoạn côn sắt. Có hậu bối như vậy ta cũng cảm thấy an tâm rồi. Các nam trưởng lão có mặt đều vuốt râu ý nhị nói. Mấy nam đệ tử cũng đều ho khan, đoạn côn kia. Càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Không biết xấu hổ. Trong đôi mắt đẹp của các nữ đệ tử đều bốc hỏa, không khỏi ngượng ngùng mắng. Ánh mắt của các nữ trưởng lão cũng vô cùng ảm đạm, tựa hồ như biết đây là ý tứ gì. Sao vậy, đó chỉ là một đoạn côn sắt thôi mà. Man Đằng gãi gãi đầu, nhìn mãi mà không hiểu mọi người có ý gì. Hắn ta mặc dù to con nhưng vẫn còn là một tên nhóc rất ngây thơ. Côn sắt có thể dùng để đánh người. Tô Vũ hít sâu một hơi. Sau đó mới quay lại giải thích một cách hết sức tươi mát thoát tục. Sao có thể không đánh cái tên Tư Không Kiếm Nam đó chứ? Một đoạn côn sắt của hắn ta đã đập thẳng vào những người có mặt ở đây. Bầu không khí trở nên hết sức xấu hổ. Triệu Bân cũng là một nhân tài, hắn thật sự cầm đoạn côn sắt lên. Chỉ có điều hắn đã nhanh chóng nhét nó vào không gian bên trong chiếc nhẫn ma, thời buổi này mà còn ném côn sắt gậy gộc lên đây làm gì, đúng là. Lỗi thời. Cha Nam.
hai gò má của nữ đệ tử áo xanh đối diện cũng đã đỏ bừng hết cả lên, bên trong đôi mắt đẹp cũng đã bốc hỏa, không biết là do xấu hổ hay là do tức giận, người ngày thường vẫn luôn rụt rè như cô ta mà cũng phải quát lên một tiếng. Nó không phải là của ta mà, Triệu Bân oan ức nói. Chuyện này cũng chỉ có thể trách hắn. Nếu như trước giờ hắn có một chút võ đức thì cũng đã không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Keng! Nữ đệ tử áo xanh vừa xấu hổ vừa tức giận, ngay lập tức xuất kiếm. Lúc nổi giận thì nữ đệ tử áo xanh thật sự đã trở thành một con hổ cái, kiếm uy đâm tới hết sức sắc bén, khí tức cũng đủ cuồng bạo, một kiếm này có uy lực không tầm thường, đủ để giết chết người. Triệu Bân vẫn chưa nhúc nhích. Cho tới khi mũi kiếm còn cách hắn ba tấc thì hắn mới nghiêng người qua. Hắn đã tránh được đường kiếm đâm tới một cách dễ dàng. Nữ đệ tử áo xanh đâm kiếm vào không khí, loạng choạng lộ ra sơ hở. Triệu Bân tất nhiên là không bỏ qua cơ hội này, hắn ngay lập tức tóm lấy cổ tay của nữ đệ tử áo xanh. Lúc này, khán giả đều đồng loạt ngẩng cao đầu. Con mợ nó, còn không phải hắn định đập tan nát con gái nhà người ta hay sao? Lại là chiêu đó. Nhưng Triệu Bân không hề làm như vậy, hắn chỉ nhấc bổng nữ đệ tử áo xanh lên rồi ném cô ta thẳng xuống đài. Một chiêu, giải quyết xong trận chiến. Mặc dù nữ đệ tử áo xanh bị ném ra khỏi đài nhưng vẫn có thể tiếp đất vững vàng. Dù vậy, hai gò má của cô ta vẫn đang đỏ bừng bừng, đôi mắt xinh đẹp vẫn bốc hỏa, cô ta không quan tâm mình có được thăng cấp hay không, đoạn côn sắt kia đã làm cho cô ta hết sức tức giận. Đoạn côn đó đâu phải là của ta, khi Triệu Bân bước xuống đài thì trong lòng vẫn kêu oan. Bất luận nói thế nào thì hắn vẫn thắng, nhân tiện. Lại phải hứng chịu lửa giận của người khác. Lại nhìn sang tên ôn thần trợ công cho hắn, Tư Không Kiếm Nam đã bị Mộ Chiêu Tuyết đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập. Chuyện đó có nghĩa là gì? Man Đằng theo dõi từ đầu đến cuối nhưng vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ở chỗ này, hắn ta là người lớn đầu nhất. Có điều ở đây thì ai cũng có kinh nghiệm, chỉ có duy nhất hắn ta là không có, cho nên hắn ta không biết phải bắt đầu hiểu chuyện này từ đâu. Bên này Triệu Bân đã tìm được chỗ ngồi xuống, ngay bên cạnh lão Trần Huyền. Khuôn mặt già nua của lão Trần Huyền lại đen như đít nồi, cái gai nhỏ trong mắt của ông ta là cơ ngân lại thắng. Thực sự rất kỳ quái, ở đây có nhiều yêu nghiệt thiên tài như vậy mà sao vẫn không có ai trị được tên nhóc này thế. Triệu Bân rất hiểu tâm trạng của ông ta, hôm qua hắn đã cược hết túi ngân phiếu của mình cho trận chiến hôm nay. Thắng, ta cho ngươi thắng. Cũng như hôm qua. Lão Trần Huyền vò hết từng tờ ngân phiếu một ném vào trong cái túi lớn của Triệu Bân, vừa ném vừa mắng, cơ ngân thắng tức là ông ta thua, thua tới mức không ngóc đầu lên được. Triệu Bân không hề bận tâm, ông muốn vò thì cứ vò, chỉ cần không làm rách ngân phiếu là được. Vèo! Lại có người khác vừa nhảy lên đài. Người đó chính là Mạc Đao, tuy hắn ta rất ít nói nhưng lại có sức mạnh vô song. Đối thủ của hắn ta cũng không tầm thường. Sát khí của người đó còn mang theo huyết tinh khí, người bình thường đúng là không thể chống đỡ nổi, nhưng yêu nghiệt như Mạc Đao thì khác, chỉ mỗi khí thế cuồng bạo của hắn ta cũng đủ khiến cho đối thủ cảm thấy khiếp sợ rồi. Chiến! Tiếng gầm của hắn ta vang vọng khắp nơi. Sau đó là tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang lên, Mạc Đao vẫn ra tay mạnh mẽ dứt khoát như vậy, chém ra một đao hết sức bạo liệt, một chiêu kết thúc trận chiến. Đến đây! Không chờ Mạc Đao bước xuống đài thì Man Đằng đã ngay lập tức nhảy lên đài. Đối thủ của hắn ta cũng là một tên không biết sợ là gì và cực kỳ hiếu chiến, chủ yếu là do cái tên này không tin trên đời còn có yêu nghiệt thiên tài, tất cả đều tu luyện võ đạo như nhau, người mạnh thì ta cũng mạnh. Không tin cũng không sao, chỉ sau một lần thượng đài thì người sẽ biết thôi. Man Đằng ra tay hết sức ác liệt, đánh đối thủ tới bán thân bất toại. Trong suy nghĩ của Man Đằng, kể từ lúc này hắn ta đánh với ai thì cũng sẽ xem người đó như cơ ngân để chút giận. Chỉ hai chữ thôi, sảng khoái. Tiếp sau Man Đằng là Đường Hạo xuất hiện với khí thế mạnh mẽ. Thiếu chủ Đường Môn có khả năng hồi phục khiến mọi người kinh ngạc như thế cũng đều nhờ công của sư phụ hắn ta, để chữa trị cho tên này, không biết họ đã phải dùng hết bao nhiêu linh dược, hôm qua còn tàn phế mà hôm nay đã chạy nhảy lung tung được rồi. Còn về nhân tài cơ ngân đó thì hắn ta đã không còn dám chủ quan nữa. Trong các đệ tử mới nhập môn có rất nhiều nhân tài, không chừng vẫn còn có một nhân vật xuất sắc nào đó khác nữa. Không phải nói chứ,
đối phương không để lộ ra gì thì đúng là có chút bản lĩnh, không phải chỉ có hư danh mà có tiềm lực rất mạnh, có đủ các loại ám khí, chỉ một đòn đã đánh đối thủ rơi xuống sàn đấu. Trận thứ tư, Triệu Bân nhìn theo U Lan lên sàn đấu. Sát thủ của La Sinh Môn luôn mang vẻ lạnh lùng, đến giờ vẫn chưa dùng hết sức. Nhưng trận này cô ta đã gặp phải đối thủ đáng gờm, đó là Bát Nhã của nhà Phật. Vẫn là chú Đại Bi và chú Tịnh Thế với ma lực đáng sợ, những đệ tử có năng lực yếu sau khi nghe thấy thì đều bồn chồn trong người. Nhưng đó chỉ là những đệ tử ở bên dưới, còn U Lan thì phải chịu toàn bộ sức công phá. Ta, nhận thua. Lúc đến hiệp thứ 10 thì U Lan đã nhận thua. Không phải cô ta không đánh lại Bát Nhã mà là cô ta không coi trọng chuyện thắng thua, chủ yếu là muốn che giấu. Một khi dốc toàn bộ sức chiến đấu thì rất có khả năng sẽ bị người ta nhận ra. Sứ mệnh quan trọng, những thứ khác đều là thứ yếu. Hơn nữa, cô ta vẫn còn có cơ hội, đến giờ vẫn chưa phải tham gia vòng thi vớt. Lúc đi ngang qua Triệu Bân, cô ta đã liếc hắn một cái thật nhanh mà không ai phát hiện ra. Trong lòng U Lan cứ luôn cảm thấy ánh mắt của cái tên cơ ngân này nhìn cô ta không giống với người khác. Trong đôi mắt xa xăm đó ẩn chứa sự khó hiểu, dường như trong mắt hắn, bí mật và lai lịch của cô ta đều không thể nào che giấu được. Triệu Bân mỉm cười, ánh mắt thản nhiên. Sao ngươi thấy ai là dụ dỗ người nấy thế, lão Trần Huyền liếc Triệu Bân một cái. Đương nhiên Triệu Bân không cam tâm, liếc lại ông ta một cái, con mắt nào của ông nhìn thấy ta dụ dỗ cô ta chứ? Biết xấu hổ chút đi, lão Trần Huyền đút tay vào ống tay áo, ra dấu cho Triệu Bân hãy nhìn xung quanh mà xem. Triệu Bân cũng ngoan ngoãn làm theo, hắn cũng nhìn xung quanh thật. Mấy thanh niên khác đều nhìn hắn với vẻ mặt u ám, phần lớn là những người bị thua bạc, số ít thì vì có thủ oán riêng, những người còn lại thì chỉ đơn thuần là ghen ghét. Còn về các đệ tử nữ và trưởng lão nữ, bao gồm cả Vân Yên và Đào Tiên Tử thì ai nấy cũng nhìn hắn với ánh mắt rực lửa, đặc biệt là Vân Yên. Như muốn qua giết hắn, đập cho hắn một trận ngay. Chuyện đó không thể trách ta, Triệu Bân không nhìn nữa và lại lẩm bẩm. Bỗng dưng, cảm giác buốt lạnh đột nhiên từ trên sàn đấu truyền xuống. Chân thể Am Băng đã ra sân đấu, đi đến đâu cũng mang theo sự ự buốt lạnh. Từ lúc cô ta lên sàn đấu, sàn thi đấu tức khắc đóng băng toàn bộ, đến cả linh khi đang chuyển động cũng đông lại thành băng, đừng nói gì đến cảm giác, chỉ nhìn thôi cũng thấy teo rồi. Sức chiến đấu của đối thủ của cô ta cũng rất mạnh. Ngặt nỗi, chân thể âm hàn còn đáng sợ hơn, lạnh đến mức đối thủ run lên cầm cập. Mới đánh hiệp đầu tiên mà đối thủ đã hèn nhát rút lui, nếu còn đánh tiếp nữa thì sẽ không chỉ bị rét lạnh mà cả người còn bị đông cứng thành băng, không có lửa mạnh hộ thể thì khi đấu với Hàn Tuyết, đơn giản chỉ là muốn tìm cảm giác kích thích thôi. Cô này khó tìm chồng lắm, Kiếm Nam than thở. Câu nói đó của hắn ta đúng ý của rất nhiều người. Buốt lạnh cỡ đó thì đến khi vào động phòng cũng dễ mất mạng lắm. Tên to con đó thì nửa hiểu nửa không, đầu óc lơ mơ, không theo kịp tốc độ của mọi người, đến giờ tên này vẫn chưa hiểu được chuyện gậy sắt và cả nguyên nhân tại sao Hàn Tuyết lại khó tìm được chồng. Nếu cơ ngân và cô ta đánh với nhau thì ta cũng sẽ ném một món binh khí lên. Tô Vũ nút tay vào ống tay áo, chuyện hắn ta đang nghĩ chính là chuyện này, Kiếm Nam đã bị vợ mình đánh bại. Nhiệm vụ khó khăn này chỉ có thể để hắn ta làm thôi. Hắn ta đã chuẩn bị xong gậy sắt, chủ yếu là kích thước đủ lớn và đủ nặng. Tinh, tiếng đàn du dương nhanh chóng vang lên. Thanh Giao đã ra sân, đôi tay ngọc ngà nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, khúc nhạc Thanh Liên nghe rất vui tai. Khúc Thanh Liên vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, giai điệu vẫn huyền diệu như từ trước đến nay, tiếng đàn kêu như tiếng kiếm, không ngừng vang lên. Tiếng đàn không có tác dụng với ta. Đối thủ của Thanh Giao là một nhân vật bá đạo, tấn công rất mạnh, phá vỡ khúc Thanh Liên. Nhưng, Thanh Giao không chỉ biết gảy đàn mà sức chiến đấu cũng rất mạnh, đặc biệt là thân pháp uyển chuyển, biến hóa khôn lường, Lạc Hà đã mất rất nhiều công sức để bồi dưỡng cô ấy, chỉ bộ pháp này thôi cũng đủ để nói là tuyệt thế. Thanh Giao thắng khá khó khăn, mặc dù đánh bại được đối thủ nhưng người cũng đầy máu me. Cục diện bây giờ, đối với cô ấy, nó đã là tốt nhất rồi, rất nhiều đệ tử còn giỏi hơn cả cô ấy đều đã bị đánh ngã, nhưng cô ấy thì lại tiến được đến vòng thứ 5. May mắn cũng là một phần của thực lực, mà vận may của cô ấy thì cũng rất khá, dù cho phải dừng bước ở đây nhưng xếp hạng như thế cũng được rồi. Trưởng lão, Thanh Giao dừng lại khi đi ngang qua bàn đặt cược. Câu chào trưởng lão của cô ấy khiến lão Trần Huyền rất đau lòng, vì cô ấy đến là để nhận tiền mà.
không phải một đôi mà Thanh Giao cứ làm như kiểu phu sướng phụ tùy, hiệp nào cũng đặt Triệu Bân và hiệp nào cũng thắng. Hai người thế này là đang ăn cướp mà, lão Trần Huyền chậc lưỡi. Nhà nghèo, hết tiền ăn cơm rồi. Triệu Bân và Thanh Giao vẫn ăn ý như từ trước đến giờ, đến cả những lời nói ra cũng giống hệt nhau. Thanh Giao vẫn chưa đi mà ngồi bên cạnh Triệu Bân, cô ấy đánh xong một trận thì khá mệt mỏi, muốn tìm một bờ vai để tựa một lát, vừa hay ở đây có một người, mượn vai của hắn dùng tạm chắc cũng không quá đáng. Sở Khanh. Hai chữ đó lại một lần nữa vang lên. Triệu Bân cũng đã quen với việc đó rồi, từ khi hắn vào Thiên Tông, có ngày nào mà không bị mắng đâu. Chính vì bị mắng đến mặt dày nên sau này cũng không cần phải xấu hổ hay nói võ đức nữa. Một tiếng vang lớn lại vang lên trên sàn đấu, nhóc chọc đầu đã ra sân. Trong tất cả mọi người ở đó thì hắn ta lùn nhất, nhưng cơ thể thì lại rất nặng, lúc đáp đất thì làm cho đá vụn văng khắp nơi, tên to con nhìn thấy mà máu nóng cứ sôi sục. Hắn ta cũng muốn nếm thử sự ức mạnh của Vô Niệm, ngặt nỗi hai người họ lại không gặp nhau. Tiểu sư đệ, ta có đẹp không? Đối thủ của Vô Niệm là một nữ đệ tử, hơn nữa, còn là một nữ đệ tử chuyên luyện huyễn thuật, đôi mắt xinh đẹp đảo quanh, mỗi một ánh mắt đều mang theo sự mê hoặc cộng thêm vóc dáng mỹ miều, nhỏ nhắn dễ thương, khiến các đệ tử nam ở đó đều bị hấp hồn, đấy rõ ràng là đang dụ dỗ một cách trắng trợn mà. Mỗi lần gặp cảnh này là Kim Nam lại bị nhéo đến nghiến răng nghiến lợi. Triệu Tuyết đứng bên cạnh mà hắn ta còn tỏ ra mê mẩn, nhìn thấy ai cũng nghĩ là vợ của mình. Huyễn thuật vô dụng với ta. Nhóc Vô Niệm hiền lành cũng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, tung một chưởng khiến nữ đệ tử bay ra xa. Không sai, hắn ta đã đánh bay nữ đệ tử, từ trên sàn đấu, bay ra khỏi hội trường, sau đó còn có cả một âm thanh lớn vang lên. Ai mà biết nữ đệ tử đó đã đâm phải một ngọn núi. Độc thân bằng thực lực đây mà, nhóc mập tử viêm kho gượng. Cái tên này mà tìm được vợ mới là chuyện lạ. Các đệ tử bên dưới cũng dở khóc dở cười, hắn ta ra tay cũng tàn nhẫn quá, không cần thì để cho ta chớ. Ta không có dùng sức, lúc nhóc Vô Niệm xuống sàn đấu, còn nhìn sư huynh Tô Vũ. Những lời hắn ta nói là thật. Nếu như hắn ta dùng hết sức chiến đấu thì nữ sư tỷ xinh đẹp đó chắc có thể bay thẳng ra khỏi Thiên Tông luôn. Thật sự đã làm khó ngươi rồi, Tô Vũ hít một hơi thật sâu. Xem ra nên lựa lúc nào rảnh rỗi để nói chuyện đàng hoàng với nhóc đầu chọc này mới được. Nếu không thì tiểu sư đệ nhà hắn ta sẽ không tìm được vợ thật mất, mấy cô gái chịu đòn giỏi đúng không dễ tìm chút nào. Keng! Theo sau tiếng kiếm vang lên, Giang Hồng đã ra sân. Đối thủ là một đối thủ đáng gờm, đấy là thể thiên linh Liễu Như Nguyệt. Cuộc chiến này còn đặc sắc hơn những gì trong tưởng tượng của họ, chính Triệu Bân cũng đã đánh giá thấp Giang Hồng. Từ đầu đến cuối, hắn ta đều che giấu thực lực, khả năng chiến đấu mà hắn ta thể hiện ra khiến Liễu Như Nguyệt cũng phải chau mày, âm thanh của kiếm va vào nhau không chỉ chói tai mà còn tóe lên ánh sáng chói mắt. Đúng là ngọa hổ tàng long mà, lão Trần Huyền suýt xoa. Ông ta không đánh giá cao Giang Hồng. Nhưng sức chiến đấu của hắn ta đúng là cực kỳ mạnh. Cũng giống như Cơ Ngân, đây là một nhân vật không tầm thường, rất nhiều người đã cược thua. Đáng tiếc là, hắn ta đã gặp phải Liễu Như Nguyệt. Chính vì gặp phải Liễu Như Nguyệt nên Giang Hồng mới dùng hết sức chiến đấu, bộc lộ năng lực của mình. Triệu Bân lại nheo mắt, hắn đã chắc chắn Giang Hồng. Chính là người của huyết y môn. Nhiều người lẻn vào như vậy mà Thiên Tông thật sự không biết gì sao, Triệu Bân lẩm bẩm. Vân Yên đã từng nói, mạng lưới tình báo của Thiên Tông từng bị thiệt hại nặng, vẫn còn trong quá trình xây dựng lại. Nếu thật sự là như vậy thì e là nội bộ và cấp cao của Thiên Tông cũng đã bị những thế lực khác thâm nhập vào rồi. Ai đã khiến mạng lưới tình báo của Thiên Tông bị thiệt hại nặng? Đấy cũng là điều là Triệu Bân tò mò, khi mạng tình báo gặp khó khăn thì chỗ nào cũng sẽ bị khống chế. Xem ra, Hoàng tộc Đại Hạ Cường Thịnh cũng có rất nhiều sóng ngầm. Không biết có bao nhiêu thế lực đang âm thầm nhằm vào, tộc xác chết. Huyết y môn, La Sinh môn, bất cc môn phái nào cũng không phải là đối tượng tâm thường. Lúc Triệu Bân đang trầm ngâm thì Giang Hồng đã bị đánh bại, dù dùng hết sức chiến đấu thì cũng không thể đấu lại Liễu Như Nguyệt. Cô ta có biết thân phận của ngươi không? Thanh Giao khẽ hỏi Triệu Bân. Chỉ có mình cô biết, Triệu Bân mỉm cười. Vậy ta, cũng vinh dự thật, Thanh Giao cười rạng rỡ. Vừa hay đúng lúc Liễu Như Nguyệt đi ngang qua, cô ta hơi trao đôi mày xinh đẹp, mắt nhìn Thanh Giao,
hai người họ đã là bạn tốt khá lâu, thấy Thanh Giao ngồi bên cạnh Cơ Ngân thì cô ta cảm thấy hơi khó hiểu, sao Cơ Ngân có thể lọt được vào mắt xanh của Thanh Giao. Không bao lâu nữa, cô sẽ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Đấy là những lời trong lòng của Thanh Giao, cô trong lời của cô ấy đương nhiên là đang chỉ Liễu Như Nguyệt. Triệu Bân của nhà họ Triệu là nhân tài hiếm có. Cô ấy không để lộ thân phận của Triệu Bân. Đấy là bí mật, cô ấy sẽ giữ kín cả đời, cô ấy không muốn vì chuyện này mà khiến Triệu Bân phải mất mạng. Trận cuối cùng, Mục Thanh Hàn ra sân, đối thủ là một nữ đệ tử. Không có gì phải suy nghĩ, chưa đến 10 hiệp thì Mục Thanh Hàn đã thắng. Phòng thi vớt cũng bắt đầu ngay sau đó. Phòng thi vớt thật ra chỉ có hai người, một trong số đó là U Lan. Kết quả không khó đoán, U Lan đã miễn cưỡng giành được phần thắng. Vậy là, cộng với bọn Triệu Bân thì tổng cộng có 12 người lọt vào vòng trong. Sở Vô Xương, Bát Nhã, Hàn Tuyết, Liễu Như Nguyệt, Vô Niệm, Mạc Đao, Cơ Ngân, Thanh Giao, Mục Thanh Hàn, Hy Nguyệt, Man Đằng, Đường Hạo, Ngô Huyền Thông lần lượt đọc tên rồi bảo, lên sàn đấu rút thăm. Triệu Bân đứng dậy, những người khác cũng thi nhau đứng dậy. 12 người lọt vào vòng trong nhưng chỉ có 11 người rút thăm, còn Sở Vô Xương thì lười, không muốn lên sàn đấu, việc này khiến Ngô Huyền Thông rất khó xử, người ta đã lên hết rồi mà chỉ có ngươi là ngoại lệ, thật không nể mặt gì cả. Không sao, để cho ngươi thăm cuối vậy. Ngô Huyền Thông cũng đã nghĩ thoáng hơn, ai bảo người ta giỏi, nên tất nhiên có quyền kiêu ngạo thôi. Với khả năng thiên phú của Sở Vô Xương, nếu không có gì bất ngờ thì sau này ít nhất cũng sẽ là phó trưởng giáo của Thiên Tông. Lần sau ta cũng sẽ không lên sàn đấu. Triệu Bân đút tay vào ống tay áo, lẩm bẩm mấy lời đó trong bụng. Có điều nghĩ lại thì thấy thôi, hắn đâu có được như Sở Vô Xương, còn có cơ hội tham gia vòng thi vớt. Kịch hay đến rồi, các khán giả đều ngồi ngay ngắn lại. 12 đệ tử đều là tinh anh trong các tinh anh. Đến giờ thì cuộc tỉ thí Tân Tông mới thật sự bắt đầu, kịch hay thật sự mới thật sự mở màn. Màn rút thăm diễn ra và kết thúc nhanh chóng. 12 thẻ bài nhanh chóng được treo lên, nhìn sơ là thấy được ai sẽ đánh với ai. Thắng, lần này ngươi sẽ thắng tiếp chứ? Lão Trần Huyền nhìn lên, lập tức vuốt ống tay áo, lớn tiếng hét. Rất nhiều đệ tử và trưởng lão cũng đều phấn chấn, ai cũng đặt Triệu Bân thua. Không thể trách bọn họ làm vậy. Vì lần này Triệu Bân đã bốc trúng Sở Vô Xương. Lần này bốc đúng rồi. Những tiếng cười như thế không ngừng vang lên khắp hội trường. Đều là những người đặt cược Cơ Ngân sẽ thua. Họ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thắng được một trận. Rất nhiều người đều tìm túi, đợi để đựng tiền. Cơ Ngân nổi quá mà, tỷ lệ cược cũng rất cao. Một tên cấp chân linh nhỏ bé, lần này còn không chịu thua nữa đi. Mấy nhân tài như bọn Ngụy Đằng thì đứng tụng lại huênh hoang. Thật ra, đối với bọn họ mà nói thì mấy chuyện xấu hổ hay mất mặt gì đó đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần có thể nhìn thấy Cơ Ngân xấu mặt thì họ đã thấy sung sướng hơn tất thảy rồi. Đấy là Sở Vô Xương đấy, bọn ta không tin ngươi vẫn còn có thể thắng được, bị đánh đến tàn phế thì càng hay. Một đám ngu. Tô Vũ và Tư Không Kiếm Nam thì đút tay vào ống tay áo, liếc bọn họ một cái. Cấp chân linh đánh thua Sở Vô Xương thì mất mặt lắm sao? Một đám hề, kẻ nào kẻ nấy đều to mồm, có ngon thì đánh với Cơ Ngân đi. Theo ngươi thấy thì có thể cầm cự được mấy hiệp, Linh Lung mỉm cười và hỏi. Có thể đánh bại Man Đằng thì chắc 10 hiệp cũng không phải là vấn đề, Đào Tiên Tử mỉm cười và nói. Hai người họ nói xong thì đều nhìn Vân Yên. Vân Yên mỉm cười và nói, dù có thua cũng không mất mặt. Dựa vào may mắn cũng được, mà dựa vào thực lực cũng được. Với cảnh giới chân linh mà đồ đệ cô ta có thể vào đến được vòng bán kết, nhiều đó cũng đủ để tự hào rồi. Sư phụ không mấy tự tin nhưng Triệu Bân thì lại nhìn rất thoáng, những người khác đều đã xuống sàn đấu, chỉ còn mỗi hắn vẫn đứng ở đó. Hắn không chỉ bốc trúng người mạnh nhất là Sở Vô Xương mà còn đánh trận đầu tiên nữa. Ngô Huyền Thông nhìn về phía Sở Vô Xương và nói, nhóc con, đến lượt ngươi ra sân rồi. Sở Vô Xương không thèm trả lời. Người nhẹ nhàng phi lên đài chiến đấu như làn khói xanh, thoáng qua như gió, chậm chậm tạo ra một phân thân khác, được bao trùm bởi mây màu,
hơn nữa còn mờ mờ ảo ảo. Ngụ ý rất rõ ràng, đó là, người chỉ xứng đánh nhau với phân thân của ta thôi. Lại dùng phân thân, lão Trần Huyền nhích môi, có cảm giác không lành. Đánh hắn, chỉ cần dùng phân thân là đủ. Rất nhiều trưởng lão vuốt râu, ai nấy cũng tỏ vẻ trầm ngâm. Sự giải thích của các đệ tử cũng đều na ná, một tên cấp chân linh thôi, cần gì bản thân cô ta phải ra trận. Đây cũng là chuyện có thể dự đoán được. Trước đây, khi đánh nhau với Lâm Tà, Sở Vô Xương cũng đã từng làm việc này một lần rồi. Thanh Giao thầm lắc đầu và mỉm cười, cũng không biết Sở Vô Xương ngông cuồng hay là đánh giá Triệu Bân quá thấp nữa, không ngờ cô ta lại phái phân thân ra trận. Bản thân cô ta ra trận còn chưa chắc có thể đánh lại Triệu Bân nữa thì nói gì đến phân thân. Thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng như cô ta chắc không hiểu cái lý, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Ngây ra đó làm gì, ném đi chứ. Kiếm Nam liếc nhìn Tô Vũ, hắn ta biết tên đó đang ôm một cây gậy sắt. Đã nói từ trước, nếu Cơ Ngân gặp phải đệ tử nữ thì sẽ ném gậy sắt lên trên, sao giờ lại hèn thế kia? Hèn chút vẫn tốt hơn, hèn chút mà được an toàn. Tô Vũ hít một hơi thật sâu rồi nhét gậy sắt vào trong bùa chữ vật. Nếu hắn ta dám ném cậy gậy sắt lên thì Sở Vô Xương sẽ đánh hắn ta thành cho ngay. Thú vị thật. Triệu Bân liếc nhìn phân thân của Sở Vô Xương, rồi lại nhìn sang bản chính. Nói thật, hắn thấy rất buồn cười. Ta, chỉ xứng đánh với phân thân của ngươi thôi sao? Sự thật chứng minh, trong mắt Sở Vô Xương, hắn chỉ là một đối thủ không xứng tầm. Có điều, hắn thì sao cũng được. Người thật cũng được, phân thân cũng không thành vấn đề, hắn chỉ cần tỉnh thần đơn. Ngô Huyền Thông ho gượng một tiếng, khoanh tay, lui ra khỏi sàn đấu. Ông ta muốn xem thử cái tên Cơ Ngân đã đánh bại Man Đằng này có thể cầm cự được bao nhiêu hiệp khi đấu với phân thân của Sở Vô Xương, không chừng lại có niềm vui bất ngờ. Sau khi ông ta lui ra thì Triệu Bân liền khởi động khớp cổ tay. Hôm nay, tâm trạng hắn không được tốt, muốn đập người. Tỉnh ngộ đi. Phân thân của Sở Vô Xương cong nhẹ môi, nói một câu lạnh lùng. Cô ta vừa dứt lời thì liền nhẹ nhàng tiến tới, thân pháp kỳ lạ, chớp mắt là đã đánh đến nơi. Ngón tay thon thả ngọc ngà chỉ ra, bao bọc xung quanh là ánh sáng ngũ sắc, nhìn rất rực rỡ nhưng lại có uy lực cực mạnh, chĩa vào giữa hai chân mày của Triệu Bân. Là ta chưa tỉnh ngủ hay là ngươi chưa uống thuốc hả? Triệu Bân lạnh lùng nói, hắn cũng nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, né khỏi ngón tay đó của cô ta. Cũng chính vào lúc đó, hắn đã nắm lấy cổ tay của phân thân. Tiếp đó trên sàn đấu có tiếng động lớn vang lên, đá vụn văng khắp nơi. Phân thân thì nên có giác ngộ của phân thân. Còn Triệu Bân thì cũng không hề nương tình, hắn đập mạnh một cái khiến phân thân của Sở Vô Xương biến trở về thành luồng khói xanh ban đầu, cả quá trình, từ đầu đến cuối chỉ trong cái chớp mắt. Cả hội trường lặng thinh, vậy, là xong rồi sao? Cuối cùng thì Sở Vô Xương cũng mở mắt ra, nhích nhẹ môi và nói, đánh giá thấp ngươi rồi. Lần sau nếu muốn dùng phân thân để đánh nhau thì hãy nói trước nhé. Triệu Bân nói một câu rồi quay người, bước xuống sàn đấu, lúc nói chuyện hắn cũng chẳng thèm nhìn đến Sở Vô Xương. Khinh thường, hắn coi khinh ra mặt, đẳng cấp của hắn cũng cao lắm đấy. Tô Vũ không ngừng chậc lưỡi, lúc nói còn liếc nhìn Lâm Tà. Lâm Tà cúi thấp đầu hơn, hắn ta đã bị phân thân của Sở Vô Xương đánh bại chỉ trong một chiêu. Nhưng khi phân thân đó gặp phải Cơ Ngân thì lại bị tiêu diệt chỉ trong một chiêu. Vậy có thể thấy được, khi gặp phải Cơ Ngân, phân thân của Sở Vô Xương không đỡ nổi cả một chiêu, đường đường là thiếu chủ của tộc Thiên Dương, hắn ta lại bị đả kích một lần nữa. Sao bây giờ, ta muốn cười quá đi, Tư Không Kiếm Nam hít một hơi thật sâu. Bọn ta, đều muốn cười, mọi người nhìn Triệu Bân rồi lại nhìn sang Sở Vô Xương. Lần này, giả vờ ngầu lòi thất bại nha. Sở Vô Xương muốn dùng phân thân để đánh Triệu Bân một trận nhưng lại bị phản kích diệt gọn, cô ta khinh thường bí thuật đập người, cuối cùng phân thân lại bại dưới tay hắn, bị hắn đập một cái là tan thành bột ngay. Ra vẻ ta đây quá, đến khi thua thì lại càng mất mặt hơn. Cơ Ngân nhà ngươi còn che giấu thực lực nữa đấy, Linh Lung chậm rãi nói. Nhìn ra rồi, Vân Yên cười gượng, giờ cô ta mới kịp phản ứng lại. Thế này thì Sở Vô Xương sẽ phải tham gia vòng hồi sinh rồi.
Cuối cùng thì đầu óc Man Đằng cũng thông minh ra được một lần, nói ra một câu thật lòng. Cô ta đứng cao quá, nên để cô ta xuống đi dạo một vòng rồi, Dương Phong mỉm cười. Nữ soái, cháu gái nhà cô đang gài người khác đây này. Lão Trần Huyền bất giác bụng ngực, rất nhiều đệ tử và các trưởng lão cũng đều bụng. Ngực, phân thân đánh thua thì tức là bản thân người đó cũng đã thua, trận này. Cơ Ngân lại thắng, hắn thắng cũng không sao, nhưng bọn họ thì sắp phá sản rồi, sao người thật không lên đấu, dùng phân thân cái gì chứ? Trưởng lão. Triệu Bân đã đến nơi, gọi một tiếng với vẻ thăm dò. Cầm đi hết đi. Một tay lão Trần Huyền vẫn che ngực, tay kia móc ra một đống ngân phiếu, ông ta đã lười đếm và cũng lười cuốn lại thành cuộn nữa rồi, có công làm mấy chuyện đó thì chi bằng nôn ngụm máu đang ấm ức trong ngực ra còn sảng khoái hơn. Nếu như không biết Triệu Bân và Sở Vô Xương có ân oán với nhau trước thì không chừng còn ông ta còn tưởng hai tên này hợp tác với nhau, lừa tiền ông ta cũng nên. Cuộc thi cho các đệ tử mới diễn ra bao nhiêu lần rồi, nhưng chỉ có lần này là ông ta thua thê thảm nhất, đến cả tiền mua quan tài cũng phải bù vào luôn rồi. Tức giận hại người đấy. Triệu Bân vỗ nhẹ lão Trần Huyền, chỉ quan tâm đến việc nhặt ngân phiếu. Không phải ta lừa các người đâu, là Sở Vô Xương đã gài các người thôi. Cứ muốn dùng phân thân để đánh, ta đâu phải kẻ dễ ức hiếp, không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được. Xem thường người khác thì nhất định phải tốn học phí một lần thôi. Thật là nhỏ quá đi mất, cả hội trường toàn là mấy lời đó. Phụ cực chắc chắn thắng nhưng sao lại có kết cục thế này? Dùng phân thân làm gì không biết. Sở Vô Xương không đồng tình, cô ta lại nhắm mắt lại, vẻ mặt không cảm xúc, kẻ đánh bại phân thân của cô ta thì cũng chỉ đủ tư cách làm đối thủ của cô ta mà thôi, cô ta sẽ cho Cơ Ngân biết, thế nào là mạnh mẽ. Tên đó. Lại thắng nữa rồi. Trận đầu tiên đã khép lại cùng với những lời đó. Tiểu võ tu đi cửa sau lại thể hiện cho người đời xem một màn tuyệt kỹ đập người nữa. Hắn không phải đồ bỏ đi mà là một nhân tài, hắn chỉ từ bỏ quyền thi đấu ở vòng đầu tiên thôi, ngoài ra chưa có trận nào thua. Không còn ai dám xem thường hắn nữa. Ngoại trừ mấy tên khác người kia thì không còn ai dám xem thường hắn nữa. Bát Nhã, Mục Thanh Hàn, ra sân. Ngô Huyền Thông phản ứng khá chậm, ông ta liếc nhìn Triệu Bân rồi mới bắt đầu hét lớn. Vì câu đó của ông ta mà ánh mắt của khán giả mới tạm thời rời khỏi Triệu Bân, cùng hướng lên sàn đấu. Kịch hay thật sự đã bắt đầu, trong trận chiến lớn tiếp theo đây, bất cứ cặp đấu nào cũng đều là những nhân vật xuất sắc, cuộc chiến lớn giữa những người xuất sắc với nhau mới là màn đặc sắc nhất của cuộc thi dành cho các đệ tử mới. Còn Cơ Ngân thì đã mở màn rất tuyệt vời rồi, những trận tiếp theo nhất định sẽ càng đặc sắc hơn. Phật âm vang lên, Bát Nhã nhẹ nhàng đáp xuống. Cả người cô ta đều được Phật quang bao phủ, nghiêm trang và thần thánh, nhìn sao cũng giống với một nữ Bồ Tát. Mỗi lần gặp cô ta thì các thanh niên đều thấy nuối tiếc, một cô gái xinh đẹp như thế mà sao lại vào cửa Phật, vứt bỏ thất tình lục dục, loại bỏ hết mọi tạp niệm, sống một mình cô đơn hết quãng đời còn lại. Lãng phí tài nguyên quá. Trước mặt cô ta, Mục Thanh Hàn búng thân lên sàn đấu. Nàng ta biết mình sẽ dừng chân ở trận này, không thể đánh lại Thể Thiên Linh thì đương nhiên cũng không thể đánh lại Bát Nhã của nhà Phật. Nhưng dù nàng ta có thua thì cũng không mất mặt, có thể đánh đến vòng này thì thứ hạng cũng xứng tầm với thực lực của cô ta rồi. Mở! Mục Thanh Hàn thầm hét lên, mở cấm pháp ra ngay. Khí thế của nàng ta tăng một mạch lên đến mức cao nhất, toàn bộ sức chiến đấu thật sự đều mở ra hết, đánh nhau với Bát Nhã của nhà Phật thì không cần phải che giấu gì nữa. Cần phải dùng hết sức chiến đấu thì mới có tư cách phân cao thấp với cô ta. Đẹp quá, khán giả ai cũng sáng mắt. Đúng vậy, lúc này Mục Thanh Hàn đẹp như trong mộng, mây màu bao phủ khắp người, rực rỡ sắc màu, giống như một nàng tiên trong mây, thấp thoáng, ảo mộng, không lấm bụi trần, nàng ta cũng có tư cách cao ngạo. Đánh không lại, Triệu Bân đánh giá. Dù cho toàn bộ sức chiến đấu của Mục Thanh Hàn đã được bộc phát nhưng cũng không thể đánh lại Bát Nhã của nhà Phật. Không phải vì Mục Thanh Hàn quá yếu mà là Bát Nhã quá mạnh, người của nhà Phật đều quá khác người, chỉ dùng chú Đại Bi thôi thì cũng hiếm có ai có thể chịu nổi rồi, nếu như hắn không có võ hồn chống đỡ thì khi gặp Bát Nhã, chắc cũng sẽ phải rất khó chịu. Nói đến chú Đại Bi thì chú Đại Bi liền vang lên. Bát Nhã nhẹ nhàng đứng lên, chữ Phật bay xung quanh người, cô ta đứng ở giữa giống như một nữ Bồ Tát, Phật âm vang lên,
giống như tiếng chuông đồng, hiền hòa, nghiêm trang, mang theo một sức mạnh đáng sợ. Mẹ kiếp! Tư Không Kiếm Nam nghe thấy Phật âm thì nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt bọn Chiêu Tuyết và Tử Viêm ở bên cạnh cũng rất khó coi. Hoặc cũng có thể nói, các đệ tử có mặt ở đó, hễ ai mà có thực lực kém thì đều thấy bồn chồn bởi Phật âm. Âm thanh đó xuyên qua màng nhĩ, tiến vào thẳng não, giống như ác mộng, cũng giống như ma chú, không cách nào xóa bỏ được. Đấy cũng chỉ là tàn dư của uy lực thôi. Nghĩ thôi cũng biết, Mục Thanh Hàn đang ở trên sàn đấu phải chịu áp lực lớn đến thế nào. Phật âm thật đáng sợ, Mục Thanh Hàn trao đôi mày xinh đẹp lại, khó che giấu được vẻ đau đớn. Việt Bà tạp niệm, giữ vững tâm thái, Triệu Bân nhắc nhở. Không cần hắn phải nói, Mục Thanh Hàn cũng làm như thế, ngặt nỗi, căn cơ đạo hạnh của nàng ta không đủ, khó chống lại được chú Đại Bi, không phải tất cả mọi người đều giống như Triệu Bân, có võ hồn chống đỡ, chú Đại Bi vua ợt xa cấp bậc tinh thần của nàng ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Soạt. Mục Thanh Hàn cố chống đỡ Phật âm, tung ra một chưởng. Bát Nhã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ ống tay áo lên, một màng Phật quang giáng xuống, tạo thành một vùng Phật quang lấp lánh như biển lớn. Mục Thanh Hàn vừa mới tấn công qua thì đã lập tức bị nhấn chìm, khí huyết khắp người đều bị giảm đi rất nhiều. Thủy độn quá kỳ dị, rất nhiều người kinh ngạc. Đấy không phải thủy độn, Đan Huyền vuốt râu và nói, đấy là niệm lực của Phật gia. Niệm lực, Triệu Bân lẩm bẩm. Hắn đã từng nghe Nguyệt Thần nhắc đến, nhà Phật nhận hương hỏa, được thành tâm cung phụng. Trong cõi hư vô, hình thành nên sức mạnh tín ngưỡng, cũng tức là niệm lực trong truyền thuyết, không có hình thù nhưng lại tồn tại thật sự. Đấy chính là sự kỳ diệu của nhà Phật, niệm lực có thể dùng để tu thân, tu tâm, cũng có thể dùng để chiến đấu, hương hỏa cung phụng không ngừng, niệm lực cũng sẽ vô cùng vô tận, sức mạnh cũng sẽ không bao giờ dứt. Keng, ầm. Trong biển niệm lực, Mục Thanh Hàn cố đứng vững, không ngừng tông vào khắp nơi trong biển niệm lực, rút kiếm Thanh Hàn ra chém liên tục và cũng thi triển rất nhiều loại bí thuật, nào là kiếm ảnh, trưởng ấn, ngũ hành độn pháp, muốn phá tan vùng biển đó, nhưng ngặt nỗi, biển niệm lực không phải thủy độn, nàng ta gần như chỉ đánh vào hư không, không thể nào phá vỡ được, cũng không có cách nào thoát ra mà bị nhốt chặt bên trong. Dùng lực tinh thần. Triệu Bân dùng khẩu hình miệng, nghĩ rằng Mục Thanh Hàn sẽ biết. Mục Thanh Hàn chợt bừng tỉnh, hiểu ra cách để phá giải tình huống trước mắt. Cô ta nhắm mắt lại, sau đó nhanh chóng mở ra, ánh mắt lóe lên một luồng sáng. Khỏi phải nói, cực kỳ hữu dụng, biển niệm lực xuất hiện một khe hở. Đột nhiên, cô ta còn chưa kịp thoát ra thì Bát Nhã lại tung ra một luồng Phật quang để chắp phá khe hở đó, cũng thêm vào biển niệm lực, bao trùm Bát Nhã thêm một lần nữa, lần này lại càng mạnh hơn, dùng lực tinh thần cũng không thể chém được. Các đệ tử dưới dài đều ngừng thở. 90% đệ tử bên dưới đều dùng hết tất cả thị lực của mình nhưng không thể nhìn thấy Mục Thanh Hàn, chỉ thấy được một cái bóng hình người mờ ảo, do niệm lực của Bát Nhã quá mạnh mẽ, che phủ cả Mục Thanh Hàn, cũng che mờ ánh mắt của tất cả mọi người, họ chỉ thấy được Phật quang yên bình. Đệ tử tinh mắt hơn và các trưởng lão thì vẫn có thể nhìn thấy. Cũng vì có thể thấy được nên họ mới thổn thức không thôi. Từ đó có thể nhận ra được người Phật gia thật sự rất quỷ dị. Phật quang hư ảo cuốn theo niệm lực vô cùng vô tận, không chỉ êm đềm hiền hòa mà còn mang theo sự sát phạt, khí huyết và chân nguyên của Mục Thanh Hàn dần dần bị hủy diệt, thời gian dài còn có thể bị độ hóa mất. Niệm lực Phật gia thật đáng sợ. Người Phật gia cũng không phải loại tầm thường, những thứ họ làm được quá quỷ dị. Là do Bát Nhã quá mạnh mẽ. Tiếng chậc lưỡi thổn thức cứ vang lên liên tục, Phật quang liên tục bao vây và giam kín Mục Thanh Hàn, hai người không phải là yêu nghiệt cùng một cấp bậc, nếu chỉ có từng đó mà Mục Thanh Hàn cũng không thể phá nổi thì chắc chắn cô ta sẽ thất bại. Thua, Linh Lung khẽ hé môi. Đào Tiên Tử cũng nhìn thấy rất rõ ràng, khí huyết của Mục Thanh Hàn đã bị mài mòn xuống gần bằng không. Vân Yên hít một hơi thật sâu, chống lại người của Phật gia, Mục Thanh Hàn hoàn toàn không có phần thắng. Thua rồi, Triệu Bân thì thào nói. Hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy Bát Nhã nhẹ nhàng phẩy tay áo. Cô ta xua đi chú Đại Bi, thu Phật quang và triệu hồi niệm lực về. Đến tận lúc này người dưới dài mới nhìn thấy Mục Thanh Hàn lảo đảo bước ra cùng thanh kiếm,
Lúc nãy khi bước lên vẫn còn sương khói vây quanh thì giờ phút này chẳng còn chút ánh sáng nào, mặt cắt không còn một hột máu, khí huyết và tinh thần sa sút đến cực điểm, chân nguyên trong đan điền cũng bị sói mòn cạn kiệt. Trạng thái này thì đừng nói là chiến đấu, cả đứng còn chẳng nổi nữa là, một niệm lực đẩy cô ta xuống đáy vực sâu. Soạt. Triệu Bân nhanh chóng lên đài, đỡ lấy Mục Thanh Hàn. Chợt, dòng chân nguyên ấm áp chảy dọc vào người cô ta, sư tỷ quá yếu rồi. Làm mất mặt đỉnh tử trúc rồi, Mục Thanh Hàn cười mệt mỏi, trong nụ cười có sự áy náy, cũng có tự giễu. Đối đầu với Bát Nhã, chỉ một chiêu thôi cô ta còn chẳng thể đánh lại, chỉ mỗi niệm lực đã đánh bại cô ta. Không sao, còn ta cơ mà, Triệu Bân cười. Mục Thanh Hàn không thể đánh lại Bát Nhã, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thua cô ta. Mục Thanh Hàn đã thua, được Triệu Bân đỡ xuống đài. Cô ta đã tham gia một trận chiến hồi sinh rồi, nên lần này thất bại sẽ bị loại hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi. Thua cũng không mất mặt. Không có mấy người lên tiếng mỉa mai, với lực chiến của Mục Thanh Hàn, có thể đánh đến tận vòng này cũng đã giỏi lắm rồi, đánh với Bát Nhã thì thua là chuyện chắc chắn, cũng chẳng có mấy người đánh lại cô ta, Triệu Bân là một trong số đó. Tiếp theo đây dù hắn đánh với Thiên Linh hay Bát Nhã thì cũng có thể cứu vớt lại thể diện của đỉnh Tử Trúc. Hàn Tuyết, Man Đằng, lên đài. Ngô Huyền Thông nói khá to, xem ra ông ta cũng khá trông chờ vào trận chiến này. Lời vừa dứt thì một tiếng nổ đã vang lên. Man Đằng đầy hiếu chiến đã nhảy lên đài chiến đấu, trong tay còn có Lang Nha Bổng quý báu của hắn ta, tạm không bàn đến sức mạnh của nó, chỉ nhìn thôi đã thấy sợ rồi, chúng một gậy chắc chắn sẽ rất đau. Đối diện, chân thể âm băng Hàn Tuyết cũng nhanh nhẹn đáp xuống. Cũng như bao người khác, cô ta đứng trước mặt Man Đằng không khác gì một đứa trẻ chưa lớn. Nói thật, ta rất muốn hai người bọn họ vào động phòng, Tư Không Kiếm Nam trầm giọng nói. Đám người kia cũng có cùng suy nghĩ với hắn ta, chăm miệng một lời, anh hùng cùng chung chí hướng. Man Đằng có khổ người quá lớn, vào động phòng rất dễ xảy ra tai nạn chết người. Cả người Hàn Tuyết lạnh lẽo thấu xương, vào động phòng cũng rất dễ có mạng người nằm xuống. Hai người bọn họ mà đến với nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn cái gì thế, ngươi ném đi, Kiếm Nam lại nhìn về phía Tô Vũ. Lang Nha Bổng nổi tiếng gần xa của hắn ta còn tốt hơn cả gậy sắt, Tô Vũ bùi ngùi nói. Bốp, bốp, vừa mới dứt lời, hai tên đó đã bị nện cho. Mộ Chiêu Tuyết là người nóng nảy, nhanh chóng thưởng cho mỗi người một cái tát, không cần mặt mũi nữa rồi hả? Vợ ngươi không ngoan một tí nào. Tối ta giải quyết. Bảo bối này, tặng ngươi. Hai người thì thầm với nhau, Tô Vũ cũng lên tiếng, lén lút đưa gậy sắt cho Kiếm Nam. Chẳng có ai xem hai tên này làm trò hề, ai cũng ngước lên đài chiến đấu. Nghe nói cô đánh đấm cũng khá được, Man Đằng hà hơi vào Lang Nha Bổng. Hàn Tuyết cũng như mặc đao, không thích nói nhiều, hơi thở lạnh lẽo, khí chất cũng hở hững và lạnh lùng. Cũng khá trùng hợp. Ta đánh đấm cũng khá. Man Đằng hét thật to, Lang Nha Bổng được vung lên, đánh tới. Hàn Tuyết không nói gì nhiều, chỉ giơ một tay kết ấn, đài chiến đấu không còn lành lặn nhanh chóng kết thành băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng lan đến Man Đằng, đặt chân lên lớp băng ấy thì chân nhanh chóng kết thành băng, cái lạnh dần lan từ chân hắn ta lên trên, chỉ trong vài giây, hai bắp chân hắn ta đã kết băng, với tốc độ này thì chắc chỉ trong 10 giây cả người hắn ta sẽ thành tượng băng. Phá, cho ta. Man Đằng hét lớn, chân nguyên cuồn cuộn bùng nổ và nóng rực, người chuyên tu thân thể có khí huyết chí dương, cố gắng chống lại sự lạnh lẽo, phá vỡ âm băng, bước ra ngoài, hai tay nắm chặt Lang Nha Bổng, giơ lên đỉnh đầu, đánh về phía Hàn Tuyết. Khoảnh khắc Lang Nha Bổng đánh xuống, sức mạnh khổng lồ cũng ập đến, theo mọi người thấy, gậy này của hắn ta mà nện xuống thì chẳng mấy ai chịu nổi. Hàn Tuyết không dùng cứng đối cứng vì bàn về sức mạnh. Cô ta không đánh lại Man Đằng. Thân pháp cô ta cực kỳ huyền ảo, từng bước thoát khỏi phạm vi tấn công, thoải mái né được một gậy của Man Đằng, lại dùng một tay kết ấn, mũi nhọn băng như tấm lưới xuất hiện ngay bên hông chém thẳng về phía Man Đằng, mỗi một mũi nhọn băng đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hàn ý xâm nhập vào khí lực, có thể phá hủy căn cơ. Đến đây, Man Đằng là một người mạnh mẽ, hắn ta dùng cơ thể mình để đỡ, như một con sư tử điên cuồng đánh tới. Những mũi băng nhọn chạm vào người hắn ta rồi vỡ tan thành từng mảnh,
đừng nói là ghim vào được người hắn ta, còn chẳng phá nổi chân nguyên hộ thể. Pháp sư đánh với chiến sĩ hả? Đó là một câu mà tất cả mọi người có mặt ở đó muốn nói, Hàn Tuyết là pháp sư, Man Đằng là chiến sĩ, một bức tường thịt sông pha, một người hỗ trợ đứng tít đằng sau, sức sát thương cực cao, hai người họ đối đầu nhau cũng khá là thú vị, hai người họ mà gộp lại thành một nhóm thì hẳn sẽ là nhóm hoàn hảo lắm. Ầm, ầm, ầm. Đài chiến đấu cứ ầm ầm mãi không thôi, cát đá bay tứ lung tung. Những trận chiến có mặt Man Đằng đều có rất nhiều âm thanh lớn, lang nha bổng khổng lồ như thế, dù đánh chỗ nào cũng khiến nơi đó trở nên hỗn loạn, cũng may thân pháp của Hàn Tuyết cũng vượt trội không kém, chưa bị Man Đằng tóm lấy, nếu không chắc đã bị đánh cho liệt hết nửa người rồi, cũng chẳng mấy ai đỡ nổi đòn tấn công của Man Đằng. Hai người đang đánh nhau hăng say, một người vung lang nha bổng, dùng cơ thể để đỡ đòn, tấn công mạnh mẽ. Một người điều khiển âm băng, có thể chiến có thể đánh. Ánh lửa nóng bỏng, hàn quang lạnh như băng cứ lướt qua lướt lại giữa không trung. Ngươi nghĩ xem, ai sẽ thắng? Lão Trần Huyền vuốt râu hỏi Triệu Bân. Hàn Tuyết, Triệu Bân nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, nhanh chóng đưa ra đáp án. Man Đằng có thể chịu đòn rất tốt, cũng có sức tấn công khá mạnh nhưng phải đánh trúng mục tiêu mới được, đừng thấy tên đó gào to mà lầm, từ khi bắt đầu trận chiến đến giờ hắn ta hoàn toàn không chạm được Hàn Tuyết. Tạo thành sức sát thương thực tế. Phần lớn đều là một mình hắn tự chơi một mình mà thôi. Hàn Tuyết thì ngược lại, chiêu nào cũng trúng được mục tiêu, còn rất nhiều quân bài tẩy, không chỉ phá vỡ lớp phòng ngự của Man Đằng một lần, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Man Đằng cũng sẽ bị dạy dỗ thật ngoan thôi. Đừng chạy. Man Đằng dừng lại, thở hồng hộc, đánh mấy chục hiệp cũng chẳng thể đụng được đối thủ. Những lời đó khiến khán giả cười vui vẻ. Không chạy nữa hả, đứng lại cho ngươi đánh à? Hàn Tuyết cũng dừng lại, vẫn nhẹ nhàng thoải mái không hề chật vật chút nào, đó là Hàn Tuyết nên thế, nếu là pháp sư khác thì chắc đã ngã xuống rồi, tên to con kia chống đỡ rất đáng sợ. Nếu cứ đánh thế này thì chẳng có gì hay ho cả, Man Đằng lau mồ hôi. Cấm! Đáp lại Man Đằng là một tiếng quát khẽ của Hàn Tuyết. Khi ấn quyết của cô ta thành hình, thực hiện độn thủy, một làn sóng quay cuồng mãnh liệt đang lao về phía Man Đằng. Nhanh chóng bao trùm lấy hắn ta, to con là thế nhưng cũng không đứng vững. Độn thủy chẳng làm được gì ta đâu mà, Man Đằng hét lên đầy vang dội, nhanh chóng đánh ra ngoài. Xấu hổ nhất là vừa mới thoát ra được thì lại thấy một làn sóng nhanh chóng bao phủ lấy hắn. Làn sóng đó không hề đơn giản, nhanh chóng kết thành hàn băng, Man Đằng cứ như một bức tượng băng điêu khắc được, đông cứng, chỉ còn hai mắt trên mặt xoay tròn, tay và chân đều bị đông thành băng vụn. Tình hình này, ai đó cầm cây gậy gõ một cái chắc sẽ vỡ tan mất. Đừng để tiểu đệ đệ bị đông hỏng mất nha, Kiếm Nam thổn thức. Nhìn thôi cũng thấy lạnh, Dương Phong ho khan, bị ám ảnh bởi khí lạnh âm băng. Giam! Hàn Tuyết hờ hững nói, thủ quyết lại biến ảo. Có thể thấy trên hàn băng đang được khắc lên những phù văn, mang theo lực giam cầm. Phá! Tiếng hét lớn của Man Đằng vang lên cùng lúc đó. Tên khốn này lại man hóa, cố gắng chống đỡ hàn băng nổ tung, nhanh nhẹn nhảy xuống, đáp đất phịch một tiếng, cơ thể vốn đã to, sau khi man hóa lại to hơn nữa, khí huyết cũng ngày càng điên cuồng. Khác với trước đó là sau khi đáp xuống đất hắn ta lại dùng mình. Lạnh, đúng là mẹ nó lạnh, người có dòng máu nóng rực như hắn ta lại thấy lạnh giá hết cả người. Hắn, là thứ quái thai gì, Hàn Tuyết thầm nghĩ, âm băng cũng không thể giam được hắn ta. Còn có bản lĩnh gì nữa, lấy ra đây hết đi, Man Đằng gào to một tiếng, khí thế dữ dội. Ép ta phải dùng đến sức mạnh à, Hàn Tuyết hờ hững nói, cơ thể bắt đầu bay lên, khí âm băng mạnh mẽ tuôn trào, những nơi cô ta đến thì không khí lưu động và linh khí đều đông lạnh thành băng. Người biết bay, Man Đằng ngẩng đầu lên. Biết bay thật kìa, đệ tử dưới dài cũng ngửa đầu lên. Soạt. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người. Hàn Tuyết bay lên giữa không trung mọc ra một đôi cánh. Đó không phải là hai cái cánh thật, mỗi một chiếc lông chim đều được ngưng tụ từ băng, khi đôi cánh ấy vỗ thì khí lạnh quay cuồng, còn có vầng sáng lạnh lẽo kỳ dị dâng lên, khiến cô ta trông như một thiên sứ xinh đẹp. Cánh tuyệt thật, Triệu Bân cũng nhìn thấy. Hắn tò mò là Hàn Tuyết ngưng tụ ra cánh có thể bay lên trời cao được không? Nếu có thể thì quá là tuyệt,
không cần dùng đến thú cưỡi bay cũng có thể bay lượn trên trời. Xuống đây cho ta. Man đằng nhảy lên, dùng đến lang nha bổng. Xấu hổ nhất là đòn tấn công đó không thể đánh tới, hay có thể nói là Hàn Tuyết đã bay rất cao. Nói thế cũng như không, hắn ta chuyên tu thân thể, các bí thuật khác còn chẳng biết được bước cơ bản nữa là bay lên trời, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng không thể đánh chúng, có được hai cái cánh, chẳng những đẹp mà còn hữu dụng. Mọi người ngước lên nhìn thì Hàn Tuyết đã bay lên khá cao. Cao đến cỡ nào thì ít nhất là Man Đằng không thể với tới, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn. Ánh sáng từ mặt trời khiến bóng dáng Hàn Tuyết càng duyên dáng uyển chuyển hơn, cứ như một thiên sứ giáng trần. Man Đằng sắp thua rồi, Triệu Bân suy đoán. Hàn Tuyết bay lên cao như thế không phải để đi bộ trên trời mà là dùng đến chiêu lớn. Thiên pháp, lăng tiêu bằng ấn. Đúng như Triệu Bân đoán, Hàn Tuyết dùng chiêu lớn, một trường từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy nó giống như một bàn tay ngọc mềm mại, to khoảng 10 thước, giữa lòng bàn tay có những đạo ấn băng giá lưu chuyển, mang theo sức ép kinh người bạt vía. Cái này, giống như một loại pháp trưởng từ trên trời giáng xuống. Tô Vũ thấy vậy liền nhanh chóng đứng dậy, rất nhiều nhân tài xung quanh cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, rút lui về phía sau. Trưởng pháp từ trên trời giáng xuống này vẫn coi như lợi hại, nếu đánh chúng vào bọn họ thì coi như toi đời. Chiêu này khá mạnh đấy, Ngô Huyền Thông khoát tay nói, cũng lùi lại vài bước. Sự lợi hại của chân thể âm băng, thật sự không phải đùa, Linh Lung cũng thở dài. Uy lực mạnh mẽ quá, Triệu Bân ngẩng đầu nói. Đến hắn còn nói như vậy, huống chi những đệ tử bình thường kia, ai nấy sắc mặt đại biến, trưởng ấn còn chưa rơi xuống thì uy lực của nó đã khiến mọi người khó thở, nếu như ở trên đài đấu có lẽ sớm đã bị nghiền thành cục bột rồi. Mạnh mẽ quá. Những đệ tử yêu nghiệt giống như Thể Thiên Linh, Bát Nhã, Mặc Đao hay Tiểu Vô Niệm cũng là vẻ mặt ghen tị, mặc dù họ cảm thấy mình có thể đỡ được trưởng ấn này, nhưng chắc chắn cũng sẽ không dễ chịu gì, chỉ có cấp bậc yêu nghiệt như Sở Vô Xương mới không thèm nhìn, theo cô ta thấy, trưởng này của Hàn Tuyết cũng bình thường thôi. Đến đây, Man Đằng gầm lên một tiếng, vứt lang nha bổng trong tay đi, tiến lên phía trước một bước, hai tay giơ lên trời. Bàn tay ngọc kia rơi xuống ngay sau đó. Trưởng này đè ép khiến hắn phụt máu, đôi chân to lớn trong nháy mắt quỳ sụp xuống, thân thể hùng dũng co quắp, đến cả chân nguyên hộ thể dày ba tấc cũng bị trưởng này làm cho tán loạn, tất cả được bao phủ bởi cái lạnh của âm băng, từng mảng băng được hình thành rồi vỡ tan rơi xuống đất. Thật sự là quá cường hãn. Ai cũng phải thốt lên câu này. Không thể đánh được, trưởng này hắn không đỡ được, chân thể âm băng quá kinh người rồi. Mà trưởng này rơi xuống đài thì trên đó cũng xuất hiện dấu năm ngón tay trên đó. Mà Man Đằng vừa nãy còn nhiệt huyết sôi trào thì lúc này đang nằm giữa lòng bàn tay đó, dính trên đài đấu, sự tàn bạo lúc trước đã hoàn toàn biến mất, toàn thân hắn bị đông cứng, thoạt nhìn giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng. Hàn Tuyết trừ trên trời hạ xuống, đôi cánh âm băng cũng biến mất. Man Đằng thua rồi, giống như một tác phẩm điêu khắc sống trên sân đấu. Chậm một chút nào. Kiếm Nam và Tô Vũ đã bước lên sân đấu, cẩn thận kéo Man Đằng xuống. Hai người không dám dùng quá nhiều lực, sợ những mảnh băng trên người Man Đằng vỡ vụn. Hàn Tuyết cũng tốt bụng mà thu lại âm băng của mình. Man Đằng lúc này mới có thể cử động, toàn thân run rẩy, lông mày vẫn còn một lớp băng giá, khóe miệng tím tái, mọi người đã quen với dáng vẻ to lớn của hắn, lần đầu tiên thấy hắn. Giống như một con cừu non sợ hãi vào lúc này. Phục chưa? Tô Vũ và Kiếm Nam một trái một phải chọc Man Đằng. Thấy tên to con này dáng vẻ ngơ ngác, hai tên này lại còn đổ dầu vào lửa, hỏi không ngừng. Phục rồi. Man Đằng chùm chăn và ngồi xổm bên đống lửa. Lúc sưởi ấm vẫn không quên liếc mắt nhìn Hàn Tuyết, trong mắt không thể che giấu được sự sợ hãi. Thấy hắn bị đánh ta mới yên lòng. Lão Trần Huyền vuốt râu, đi kèm câu nói thiết tha này. Triệu Bân liếc mắt nhìn lão già. Man Đằng người ta có làm gì ông đâu. Hại lão phu thua tiền chứ còn gì nữa. Lão Trần Huyền hít sâu một hơi, trên khuôn mặt già nua là những nếp nhăn đen đúa. Triệu Bân nhìn ông ta, vẻ mặt thâm tình, có chút thương hại, nhắm thì có vẻ chính xác mà đặt ai cũng thua, đây không phải là do vận may, mà là do nhân cách nhà ông có vấn đề. Liễu Như Nguyệt, Hy Nguyệt lên đài. Ngô Huyền Thông liếc nhìn Man Đằng, sau đó lại cất giọng nói. Dầm,
rầm. Liễu Như Nguyệt và U Lan lên sân đấu, khí chất của họ có chút giống nhau, đều là kiểu lạnh lùng và thờ ơ. Triệu Bân ngồi thẳng lên, hai người này thực lực ngang nhau, không biết U Lan có dùng đến thực lực thật của mình không, từ đầu đến cuối cô ta đều giấu giếm, có lẽ sợ người khác nhìn thấu. U Lan không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Liễu Như Nguyệt. Cấp trên có ba mệnh lệnh, thứ nhất là mai phục trong Thiên Tông, thứ hai đánh cắp sách trong Tàng Kinh Các, thứ ba là ám sát, mà mục tiêu ám sát của cô ta chính là Thể Thiên Linh, việc này, Triệu Bân hoàn toàn không hay biết. Triệu Bân còn không biết, huống chi Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt chỉ biết rằng, cô ta là tiểu sư muội Hy Nguyệt, có thái độ thù địch với mình. Bản năng của phụ nữ luôn chính xác, U Lan quả thực có thù với cô ta, thứ nhất là vì lệnh ám sát, thứ hai là vì Triệu Bân, Liễu Như Nguyệt không chỉ là Thể Thiên Linh, mà còn từng là vợ chưa cưới của Triệu Bân. Còn nhìn gì nữa, đánh đi, người bên dưới bắt đầu kích động. Nguyên nhân là hai người bọn họ cứ nhìn nhau như cọc gỗ, mãi không động đậy. Bịch, bịch. Giữa tiếng ồn ào của đám người, hai âm thanh này vang lên đặc biệt rõ ràng. Cũng không biết là nhân tài nhà nào, vứt đồ lên sân đấu. Cái gì vậy? Hai cây gậy sắt, loại màu đen, âm thanh đó là tiếng gậy sắt nện trên mặt đất. Cùng lúc đó, Liễu Như Nguyệt và U Lan cùng nhìn về phía Tô Vũ và Kiếm Nam. Không sai, người ném hai món đồ đó lên sân đấu chính là Tô Vũ và Kiếm Nam, ném xong còn giả bộ không biết, hai người còn đang ngồi cạnh Man Đằng bên đống lửa sưởi ấm kia. Khụ. Dương Phong và Tử Viêm đều ho khan một tiếng, nhích về phía bên cạnh. Một loạt hành động này đều thể hiện rất rõ, chúng ta không quen biết hai tên đó. Nhân tài như thế này, phải thêm mấy đứa nữa mới phải. Mấy lão già giả bộ kinh ngạc nhìn về phía hai tên kia, Triệu Bân cũng phải phục sát đất. Đồ mặt dày. Đều cáng. Trong mắt đám nữ đệ tử xinh đẹp lại bắt đầu thắp lên tia lửa tức giận. Sắc mặt của nữ trưởng lão cũng đại biến, trên trán hiện lên mấy vạch đen. Đây rốt cục là gì thế? Cứ có nữ đệ tử lên đài thì lại ném côn sắt. Đây, không phải chỉ là vấn đề võ đức nữa, đúng là không biết xấu hổ. Sư huynh, huynh đúng là dạy ra một đồ đệ tốt. Vân Phượng và chủ của đỉnh Ngọc Tâm lạnh lùng nói, cùng nhìn về phía sư phụ của Tô Vũ và Kiếm Nam. Hai người lớn tuổi đều cười gượng. Cái đó, không phải bọn ta dạy, muốn trách, muốn trách thì phải trách Cơ Ngân. Triệu Bân dứt khoát vùi đầu vào cầm viên linh châu nhỏ, hà ngụm tiên khí, lau rồi lại lau, tại sao lại trách ta, liên quan quái gì đến ta không có võ đức nhưng ta cần thể diện mà. Sao lại lạnh như thế, Man Đằng sợ run rẩy cả người. Trong tất cả mọi người chỉ có tên này là ngây ngô nhất, còn chẳng biết gió lạnh từ đâu cứ thổi tới từng cơn, có lẽ là. Đứng gần với Kiếm Nam và Tô Vũ quá, thậm chí còn rước lấy ánh mắt như muốn ăn thịt người. Keng, keng. Tiếng kiếm vang lên khiến ánh mắt tất cả mọi người dồn lên đài chiến đấu. Liễu Như Nguyệt và U Lan đã khai chiến, một người thân pháp biến ảo kỳ lạ, một người lướt đi như hồn ma, rất khó tóm được người thật, chỉ thấy hai cái bóng đen. Cứ chạy tới chạy lui trên đài, khi thì có tiếng hai thanh kiếm va chạm vào nhau. Không biết tại sao. Mọi người ở đây cảm thấy hai cây gậy sắt trên đài kia mới là nhân vật chính. Náo loạn là thế nhưng trận chiến thì vẫn phải xem. Nếu không bàn về võ đức, chỉ xem xét trận đấu thì phải xem thử U Lan có dùng đến bản lĩnh thật hay không, nếu không thì chẳng thể đánh lại Liễu Như Nguyệt, một khi dùng đến, rất có thể sẽ bại lộ. Đáp án là không. U Lan không ngu ngốc, trước mặt tất cả mọi người, cô ta cũng không dám chơi trội quá. Vẫn là câu nói đó, cô ta vào Thiên Tông để làm nhiệm vụ, thứ tự không quan trọng. Cũng vì không quan trọng nên cô ta mới che giấu như thế. Cũng vì phải che giấu nên cô ta mới phải rơi xuống thế hạ phong. Đến lượt thứ 20 thì cô ta cất kiếm đi, giọng nói hở hững, ta. Nhận thua. Dứt lời, cô ta bèn xoay người xuống đài, lên cho có vậy thôi, xong rồi thì xuống nghỉ ngơi là xong. Nếu trận tỉ thí hôm nay chỉ có cô ta với Liễu Như Nguyệt thì chắc hẳn sẽ là liều chết không thôi. Vô Niệm, Thanh Giao, lên đài, Ngô Huyền Thông gọi. Dứt lời, ông ta còn vung tay áo cất hai cây gậy sắt đi,
hai cái gậy trên đài trông chói mắt quá. Đến ngay, Vô Niệm nhấc chân lên. Tô Vũ nhanh tay lẹ mắt tóm hắn ta lại, ra tay nhẹ thôi. Ồ! Vô Niệm cười ha hả, nhanh chóng nhảy lên đài. Tô Vũ không tin tưởng lắm nên lại nhắc nhở thêm một tiếng, tên đầu chọc này, không biết thương hoa tiếc ngọc gì, nhỡ hắn ta vỗ cái bốp đánh bay sư tỷ nhà người ta thì cả Tô Vũ cũng sẽ bị mắng. Thanh Giao cũng lên đài. Nói thật, nhìn thấy quả đầu bóng lưỡng kia khiến cô ta lúng túng thế nào ấy. Cô ta vẫn còn nhớ sư tỷ xinh đẹp trước đó cũng bị đánh bay ra khỏi đài chiến đấu, va vào vách núi, bị thương không nhẹ, lúc đi cũng khập khiễng, cô ta không muốn thành người thứ hai. Keng! Tiếng đàn nhanh chóng vang lên, du dương và êm ả. Thanh Giao đàn khúc Thanh Liên, cảnh đẹp ý vui, tiếng đàn như tiếng kiếm leng keng hữu lực. Tiếng đàn đó không có tác dụng gì với ta. Tiểu Vô Niệm lướt qua đài chiến đấu tấn công tới, dùng cơ thể chống cự. Kiếm quang tiếng đàn sắc bén nhưng đánh vào người hắn ta như chém vào miếng sắt, chỉ có tia lửa lóe lên, đừng nói là đánh hắn ta bị thương, cả chân nguyên hộ thể cũng còn nguyên vẹn, tiếng leng keng cứ vang vọng bên tai. Thấy thế, Thanh Giao rút kiếm đứng dậy, nhảy về phía sau. Tuy Vô Niệm khá nhỏ con như tốc độ lại nhanh, bước chân đuổi theo, một chưởng đánh tới. Thanh Giao nhón chân, vừa kết ấn vừa tung người lùi về phía sau, trước mặt cô ta xuất hiện một lá chắn chân nguyên, nhưng lại bị một chưởng của Vô Niệm đập nát trong nháy mắt. Giam! Thanh Giao hét lên, ấn quyết lại thay đổi. Sau đó, mọi người trông thấy dưới chân Vô Niệm xuất hiện hai dây mây nhô lên từ mặt đất, đó là một loại bí thuật độn mộc, một trái một phải quấn lấy chân Vô Niệm, làm chậm trễ quá trình tấn công, cô ta bèn cầm kiếm đâm tới. Ta không sợ! Vô Niệm giơ tay phải, nắm lấy mũi kiếm. Thanh Giao cố gắng thôi thúc khí huyết nhưng vẫn không thể đâm vào được, bị Vô Niệm giữ chặt. Thử một chưởng của ta xem. Tay trái Vô Niệm bùng nổ chân nguyên, một chưởng đánh ra. Thanh Giao đã đoán trước, cô ta bỏ qua thanh kiếm và dẫm đài chiến đấu để lùi về phía sau. Chạy đi đâu? Tốc độ của Vô Niệm nhanh hơn, cũng dùng một tay kết ấn, thực hiện một loại bí pháp giam cầm. Thanh Giao lùi lại gặp phải trói buộc. Còn chưa kịp đứng vững thì Vô Niệm đã ập tới trước mặt, ngón tay chạm vào mi tâm, chỉ một ngón tay nhẹ nhàng, không hề có ý sát phạt, hay có thể nói là hắn đã nương tay. Ta, thua, Thanh Giao cười khẽ, cũng nhận ra điều đó. Cũng như Mục Thanh Hàn, cô ta có thể đánh đến vòng này cũng đã là vinh hạnh. Một trận quyết đấu đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi Vô Niệm xuống đài còn cười hà hà với Tô Vũ, ý là, ta nương tay đấy. Trẻ nhỏ cũng dễ dậy đấy, Tô Vũ lau máu mũi một phen. Tư Không Kiếm Nam bên cạnh cũng lau máu mũi, Vô Niệm lên đài đánh nhau thì hai người ở dưới này cũng bị đánh, bị tra tấn mặt mũi bầm dập, cũng tại hai cây gậy sắt kia dẫn đến huyết án này. Từ đầu đến cuối Man Đằng vẫn đứng xem. Cuối cùng vẫn không biết tại sao hai người họ lại bị đánh. Bớt chút thời gian phổ cập kiến thức cho tên này một chút, Tô Vũ và Kiếm Nam hít một hơi thật sâu. Nếu không ra đường dẫn theo tên này sẽ mất mặt lắm, đúng là một tên ngốc. Mặc Đao, Đường Hạo, lên đài, Ngô Huyền Thông ngáp một cái. Dứt lời, Mặc Đao bèn bước lên đài, âm thanh đáp lên, vẫn là khí chất bá đạo ngông cuồng đó. Đường Hạo đối diện thì không khí thế bằng. Đối thủ là một người rất tàn nhẫn. Không có gì bất ngờ, lão Trần Huyền rót một ngụm rượu, chắc chắn nói. Không có gì bất ngờ, Triệu Bân cũng nói vậy. Mọi người đều có một suy nghĩ giống nhau khi bình luận về trận chiến trên đài. Đường Hạo và Mạc Đao hoàn toàn không cùng một cấp bậc với nhau mà. Bắt đầu, Ngô Huyền Thông khoanh tay, lùi ra, nhường lại sàn đấu. Keng, bù, xoạt. Ngô Huyền Thông vừa mới lùi ra thì Đường Hạo liên tục phất tay, ám khí bay ra vèo vèo, nào là phi đao, nào là châm độc, chúng cứ nối đuôi nhau phóng ra, đặc biệt là phi châm. Cây nào cây nấy mỏng như lông trâu, mắt thường rất khó nhận ra. Nhìn sang Mặc Đao thì càng khí thế hơn. Khí thế nằm ở chỗ hắn ta đang từng bước tiến lại gần. Ám khí không thể phá vỡ phòng ngự của hắn ta, chỉ vút qua người và tóe lửa lên thôi. Mạnh vậy sao, Đường Hạo giật mình. Hắn ta không nghĩ nhiều, tiếp tục phất tay, mười mấy viên bi sắt đen nhánh bay ra. Đấy là đạn khói. Mục đích chỉ để che khuất tầm nhìn của Mặc Đao, còn hắn ta thì có thể nhân cơ hội đó mà tấn công.
những thứ này không có tác dụng với ta. Mặc Đao lạnh lùng nói một câu, một tay vung đao lên, một tay bấm ấn quyết. Hắn ta đang dùng một loại bí thuật phong độn, tạo ra một gió lốc cực mạnh, thổi bay hết tất cả khói đen, có lẽ vì gió quá mạnh khiến Đường Hạo cũng bị ảnh hưởng theo, suýt chút nữa bị cuốn vào, phải liên tục lùi về sau. Phong ấn cho ta. Đường Hạo lập tức đứng im tại chỗ, bắt chéo hai tay thành chữ thập, nhanh chóng bấm ấn quyết. Tức khắc, rất nhiều xích phù văn nối đuôi nhau bay từ dưới đất lên, khóa chặt tay và chân của Mặc Đao. Đấy không phải là những sợi xích phù văn bình thường, nó không chỉ có khả năng trói chặt mà còn có thể hút chân nguyên. Phép này cũng không có tác dụng với ta. Mặc Đao vẫn không dừng bước, dùng sức gồng đứt xích phù văn. Đến lúc này, hắn ta cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, hắn ta chém xuống một đao, ánh sáng đao dài đến 5-6 trượng, uy lực vô cùng bá đạo, không màu mè gì hết, xuất chiêu thì chỉ có sức mạnh hủy diệt thôi. Đường Hạo thấy vậy thì mặt mày đột ngột biến sắc, vội vã giơ kiếm lên đỡ. Đao của Mặc Đao chém xuống khiến Đường Hạo phải quỳ rạp ra đất. Các trưởng lão ở đó đều có thể nhìn ra được là Mặc Đao vẫn chưa dùng hết sức. Nếu không thì e rằng Đường Hạo sẽ bị chém trúng. Ta, đã thua rồi. Đường Hạo tự cười giễu, đều là những nhân vật xuất sắc nhưng hắn ta và Mặc Đao thật sự không thuộc cùng một đẳng cấp. Đây là trận cuối cùng. Vòng hồi sinh sau đó hoàn toàn không có ý nghĩa gì, những người thua cuộc như Mục Thanh Hàn, Đường Hạo, Man Đằng, U Lan, Thanh Giao đều đã dùng cơ hội được sống lại rồi, vì vậy nên chỉ còn lại một mình Sở Vô Xương thôi. Không có đối thủ thì cô ta được vào thẳng vòng trong. Cơ Ngân, Sở Vô Xương, Mặc Đao, Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết, Vô Niệm, Bát Nhã, lên sàn đấu bốc thăm, Ngô Huyền Thông hét câu đó rất lớn. Trước đây là tinh anh trong các tinh anh, 7 người còn lại đây lúc này chính là yêu nghiệt trong tinh anh. Lúc đọc tên họ lên, ông ta còn liếc nhìn Cơ Ngân, không ngờ cái tên tiểu võ tu cấp chân linh này lại vào được vòng bán kết, xét trong lịch sử Thiên Tông, chắc hắn là người đầu tiên. Dù cho hắn có dừng ở trận nào thì Cơ Ngân hắn cũng đều sẽ là một truyền thuyết. Trong cảnh giới chân linh thì chắc hắn là người mạnh nhất. Các sư huynh sư tỷ đã nể mặt rồi, Triệu Bân trả lời. Nói may mắn cũng được, có thực lực cũng được, hắn đánh đến được vòng này thì đã đến được gần đang tỉnh thần hơn một bước nữa rồi. Gọi 7 người nhưng chỉ có 6 người ở trên sàn đấu. Sở Vô Xương vẫn là người kiêu ngạo nhất, xét về đẳng cấp thì không ai có thể bì được. Quen rồi, Ngô Huyền Thông thầm lẩm bẩm. Quen rồi, bọn Triệu Bân đang rút thăm trên sàn đấu cũng nói câu đó. 8 tấm thẻ ngọc nhanh chóng được treo lên tường, nhìn sơ là biết ai sẽ là đối thủ của ai, Liễu Như Nguyệt không có đối thủ, Cơ Ngân gặp Bát Nhã, nhóc Vô Niệm gặp Sở Vô Xương, Mặc Đao thì đụng Hàn Tuyết. Lần này mà ngươi còn thắng nữa thì ta sẽ theo họ của ngươi, lão Trần Huyền lớn tiếng mắng khiến những người có mặt ở đó nghe thấy, ai cũng đều quay lại nhìn. Họ biết ngươi trong lời của lão Trần Huyền là đang chỉ Cơ Ngân, vì hắn mà lão Trần Huyền đã thua rất thê thảm, đừng nói đến tiền cưới vợ, đến cả tiền mua quan tài cũng thua sạch rồi. Lần này mà ngươi còn thắng nữa thì ta sẽ ăn bàn luôn, lão Huyền Sơn lớn tiếng nói. Lần này mà ngươi còn thắng nữa thì ta cắt cậu nhỏ luôn. Lão Trần Huyền và lão Huyền Sơn đều chưa là gì, người tiếp theo mới gắt. Đấy là Man Đằng, hắn ta trùm mền, đứng đốt lửa. Hét lớn rất bá đạo. Ta thấy có thể xào được một đĩa, Tô Vũ nhắm đoán chiều cao của Man Đằng. Nướng lên sẽ ngon hơn, thêm ít thìa là và ớt nữa, Tư Không Kiếm Nam cũng nói chêm vào. Tỷ thí Tân Tông đúng đã tìm kiếm ra được biết bao nhân tài, rất nhiều trưởng lão suýt xoa. Một tên Cơ Ngân đã hại biết bao người, câu này cũng do các trưởng lão nói. Sao lại có nhiều người nghĩ không thông thế nhỉ, Thanh Giao nhìn sang lão Trần Huyền. Rồi nhìn sang lão Huyền Sơn, cuối cùng mới nhìn sang tên to con Man Đằng, Thiên Tông nhiều kẻ tàn nhẫn, đúng là không sai. Triệu Bân không nói gì, không thèm để tâm đến mấy lão già đó, mà chỉ nhìn sang Man Đằng. Đợi lát nữa hắn sẽ không ngại cầm dao, cắt cậu nhỏ của tên đó xuống. Lần này mà ngươi còn thắng nữa thì ta sẽ phá sản mất. Ngô Huyền Thông khoanh tay, lui xuống, lúc đi ngang qua Triệu Bân còn than thở một câu. Ý của câu nói đó rất rõ ràng, người cần thua một trận, nếu để ta phá sản thì ta sẽ phá nhà người, con mẹ nó, dị thật chứ, đã thua mất mấy trận vì người rồi. Bọn Vô Niệm đều xuống sàn đấu, trên sàn đấu, chỉ còn lại Triệu Bân và Bát Nhã.
nhiều nhất là được 3 hiệp. Không đâu, Cơ Ngân có thể đánh nhau với Man Đằng lâu như thế, sao có thể không qua nổi 3 hiệp. Vậy thì cũng phải xem là đấu với ai nữa, niệm lực của Bát Nhã rất mạnh. Vẫn chưa bắt đầu cuộc đấu mà bên tai đã nghe bên dưới bàn tán, phần lớn là bàn về kết quả trận đấu. Họ vẫn vậy, vẫn không đánh giá cao Cơ Ngân, đối với phần lớn bọn họ mà nói thì chỉ cần dùng biển niệm lực thì đã có thể đánh lùi Cơ Ngân rồi. Đừng nói gì đến ai khác, đến bọn Vân Yên cũng cho rằng như vậy. Tiểu sư đệ, cẩn thận niệm lực của nhà Phật đấy, Mục Thanh Hàn nhắc nhở hắn. Triệu Bân không trả lời, đứng đối diện từ xa với Bát Nhã, một người như bia đá còn người kia thì thấp thoáng như tiên. Ngươi không phải là đối thủ của ta, xuống đi, Bát Nhã khẽ cười. Ta có một câu đã muốn hỏi sư tỷ từ lâu, Triệu Bân lạnh lùng nói. Cứ nói, nhà Phật có câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, vậy hại chết một mạng người. Thì nên xuống mấy tầng địa ngục, Triệu Bân nói với giọng bình thản, ánh mắt điềm tĩnh, nhìn thẳng vào Bát Nhã. Bát Nhã nghe thấy vậy thì hơi chau mày. Những người bên dưới nghe thấy vậy cũng cảm thấy kỳ lạ, vì vấn đề này rất kỳ lạ. Ma đầu không từ tội ác, buông bỏ đồ đao thì có thể lập địa thành Phật sao, Triệu Bân lại hỏi. Nhà Phật luôn có lòng từ bi, Bát Nhã cười hiền hòa. Hay cho nhà Phật, hay cho cái gọi là từ bi, tiếng cười của Triệu Bân ẩn chứa sự châm biếm khó diễn tả bằng lời. Chắc tín đầu nhà Phật này không thể nào ngờ được Vương Dương mà cô ta đã cứu đã thành ma đầu từ lâu, đã hút sinh linh để gia tăng ma lực, không biết có bao nhiêu người đã chết dưới đao của hắn ta rồi. Sư đệ, có gì thì chi bằng cứ nói thẳng ra đi, Bát Nhã mỉm cười. Nói nhiều cũng không để làm gì, đánh thôi, Triệu Bân hét lớn, chân nguyên liền cuồn cuộn dâng lên. Ây! Bát Nhã thở dài, có vẻ là tiếng thở dài từ bi. Theo sau tiếng thở dài, Phật âm lại vang lớn lên như tiếng chuông đồng, vẫn là chú đại bi. Triệu Bân không nói gì, tiến từng bước lại gần. Hắn đang lắng nghe Phật âm, lắng nghe cái gọi là từ bi đó. Chú đại bi không có tác dụng với hắn sao, rất nhiều người chau mày, tỏ vẻ bất ngờ. Không phải chứ. Những người từng đánh nhau với Bát Nhã, bao gồm cả Mục Thanh Hàn đều tỏ vẻ thắc mắc, sức mạnh của chú đại bi mang theo ma lực không thể nào kháng cự. Đến tinh thần cấp huyền dương cũng không chịu nổi thì nói gì đến cấp chân linh. Nhưng, nhìn thần thái của Cơ Ngân thì có vẻ chẳng sao cả. Bát Nhã cũng chau mày, cô ta lại dùng thêm chú thế kèm với chú đại bi, Phật quang bao trùm khắp sàn đấu, một chữ Phật lấp lánh hiện lên, Phật âm cao vút vang khắp hội trường. Ứ, các đệ tử có thực lực yếu đều hừm lên khó chịu, sắc mặt trắng bệch. Chú của nhà Phật biết nghe vẫn tốt hơn, nghe nhiều quá đầu óc sẽ bị mơ hồ. Thậm chí còn có thể bị nó độ hóa, những người có kiến thức đều biết được mặt lợi và mặt hại của nó, nói trắng ra, đừng dính líu đến Phật thì tốt hơn. Nhìn sang Triệu Bân, mặc dù hắn bước chậm lại nhưng không hề dừng bước. Chú Đại Bi cộng thêm chú Tịnh Thế thì đúng thật là rất mạnh, có điều còn phải xem dùng nó với ai nữa, hắn có võ hồn, hoàn toàn có thể chống đỡ được, dù cho chưa tu được võ hồn thì hắn cũng vẫn có thể phá vỡ chú của nhà Phật như thường. Quái thai gì vậy? Tàn dư thôi cũng đã mạnh đến thế rồi, vậy mà hắn lại không sao cả. Kỳ lạ. Tiếng thắc mắc ở bên dưới vang lên, không ai hiểu được nguyên nhân. Đến rất nhiều trưởng lão cũng đều vuốt râu, ánh mắt đầy thắc mắc, tên này chỉ là cấp chân linh thôi, mà lại có thể chống đỡ được hai pháp chú lớn, sao hắn có thể làm được điều đó? Tinh thần của hắn mạnh đến vậy sao? Sao có thể, Bát Nhã khẽ nói và lại chau mày. Cô ta thắc mắc rồi lại dùng thêm một chú pháp nữa, đó là chú diệt thế của nhà Phật. Pháp chú này có uy lực cực kỳ mạnh, hợp nhất với chú đại bi và chú tịnh thế thì tạo ra một luồng sát ý. Trên sàn đấu, Phật quang lấp lánh, những chữ của Phật kinh đều di chuyển, lúc ẩn lúc hiện. Đã dùng ba chú pháp lớn luôn rồi, những người bên dưới đều run sợ. Từ khi bắt đầu cuộc thi cho các đệ tử mới, đây là lần đầu tiên Bát Nhã cùng lúc dùng ba chú pháp. Nhìn lại Triệu Bân, hắn vẫn rất bình tĩnh, từ đầu chí cuối, đều như không có chuyện gì xảy ra hết. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc, ba pháp chú lận đó, vậy mà lại không có tác dụng gì với tên đó hết. Còn gì nữa không, Triệu Bân lạnh lùng hỏi. Quái thai gì thế, Bát Nhã luôn giữ tâm tịnh như nước cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc. Phá! Triệu Bân trả lời Bát Nhã bằng cách hét lớn một chữ.
Chữ đó đã cộng hưởng với võ hồn, lúc được thốt ra thì vừa to vừa bá đạo. Phật quang lập tức biến mất, Phật âm đan xen ba chú pháp cũng tắt hẳn bởi chữ đó. Chuyện này, cả hội trường đều kinh ngạc. Sóng âm mạnh thật. Đến cả đám thiên tài như Nguyệt Linh, Mặc Đao và Liễu Như Nguyệt cũng phải chau mày. Một chữ phá ba chú. E rằng trong cùng thế hệ, ngoài Sở Vô Xương ra, không còn ai có thể làm được nữa. Sao cấp chân linh lại có thể có sức mạnh tinh thần lớn đến thế, Đan Huyền hơi nheo hai mắt lại. Bí thuật sóng âm và sức mạnh tinh thần có liên quan trực tiếp với nhau. Tinh thần đạt cấp độ cao thì đương nhiên bí thuật sóng âm cũng sẽ mạnh. Nhưng rõ ràng cơ ngân chỉ mới cấp chân linh mà. Còn Bát Nhã thì lại là cấp huyền dương, hơn nữa còn không phải là cấp huyền dương bình thường, nên Triệu Bân chỉ dùng một chữ mà có thể phá được một lần ba chú, chuyện này sao có thể? Lẽ nào tinh thần của cấp chân linh còn mạnh hơn cả cấp huyền dương sao? Nhóc con được lắm, Linh Lung suýt xoa, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Sao hắn có thể làm được, thân là sư phụ, Vân Yên cảm thấy hơi bất ngờ. Đúng thật là thiên tài. Bát Nhã lẩm bẩm, nhẹ nhàng phất tay áo, gieo xuống một vùng ánh sáng của Phật. Phật quang không phải là vật chất thật, biến thành một vùng biển, biển niệm lực, cuốn theo cả Phật âm hiền hòa. Triệu Bân lập tức bị nhấn chìm. Rất ít người có thể nhìn thấy được bóng dáng Triệu Bân, hắn đã bị Phật quang và niệm lực che lấp. Bụp, bụp, bụp. Trong biển niệm lực, có tiếng bụp bụp vang lên, chậm chậm nhưng có nhịp điệu, nghe kỹ thì mới nhận ra đó là tiếng bước chân của người, có lẽ vì bước đi quá nặng nề hoặc cũng có thể là cơ thể của người đó quá nặng nề nên mỗi bước chân đặt xuống đều khiến sàn đấu kêu lên ầm ầm, giống như đang đánh chuông. Chắc tên nhóc đó đã đột phá cảnh giới rồi, lão Trần Huyền nhướng mày. Ông ta là cao thủ cấp địa tạng, đương nhiên có thể nhìn xuyên được biển niệm lực, chính vì có thể nhìn xuyên được nên ông ta mới cảm thấy bất ngờ, vì trong biển niệm lực, cái tên cơ ngân đó đang không ngừng tiến về phía trước như đang ở chốn không người, bất kể niệm lực cuồn cuộn cỡ nào thì tất cả cũng không thể xâm nhập vào được cơ thể hắn, càng khó có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Đẳng cấp khiếp thật, Tô Vũ lập tức nuốt nước bọt. Những người xung quanh cũng có cùng cảm nghĩ, đến cả Man Đằng cũng tròn xoe hai mắt. Biển niệm lực, ngay cả mấy người bọn họ vào trong đều không thể nào đứng vững, vậy mà lại không làm được gì cơ ngân, vậy thì hắn phải có thực lực mạnh đến chừng nào. Phải có tâm trí kiên định đến chừng nào, thì mới có thể bất chấp niệm lực của nhà Phật. Người thấy khó hiểu nhất vẫn là Mục Thanh Hàn. Trước đó, nàng ta cũng đã từng bị biển niệm lực nhấn chìm. Giống như những gì mà bọn Tô Vũ nghĩ. Sau khi vào trong biển niệm lực thì đứng vững là chuyện bất khả thi nữa là, hơn nữa, chân nguyên và khí huyết cũng bị niệm lực bào mòn. Nhưng bây giờ, cơ ngân đang ở bên trong nhưng lại không bị gì cả. Nàng ta nhìn sang Vân Yên, hy vọng sư phụ có thể cho mình một lời giải thích hợp lý. Đừng hỏi, ta cũng không biết đây. Nhìn biểu cảm của Vân Yên là thấy ngay câu trả lời đó. Vạn pháp bất xâm. Đám thiên tài Mặc Đao. Hàn Tuyết và Liễu Như Nguyệt đồng thanh thốt lên. Kiêu ngạo như Sở Vô Xương mà cũng phải mở mắt ra nhìn, có điều, chỉ là thoáng qua thôi rồi cô ta lại nhắm mắt, chỉ là biển niệm lực mà thôi, chẳng có gì to tát cả, cô ta vào đó thì vẫn có thể bất chấp như thường. Người sốc nhất phải kể đến Bát Nhã. Bao nhiêu năm nay, hễ cô ta dùng đến biển niệm lực thì hiếm có ai trong cùng cấp có thể địch lại nổi. Lần này, gặp phải một tên cấp chân linh mà lại không có tác dụng gì. Chỉ là vật trang trí. Sao hắn có thể làm được điều đó? Triệu Bân đi đến bước cuối cùng, bước ra khỏi biển niệm lực. Một màn này giống như tiếng sấm rền vang, chiến đấu sụp đổ, biển niệm lực cũng tiêu tán, ngay cả Bát Nhã cũng bị chấn lui về phía sau nửa bước, chỉ vì một đòn này mang uy thế hết sức đáng sợ, biển niệm lực của cô ta bây giờ đã bị chấn động đến mức phải tiêu tán, cho nên cô ta tất nhiên cũng phải chịu sự phản phệ. Sư đệ, người có tư cách khiến cho ta phải dùng toàn lực, Bát Nhã cười nói. Vậy thì ta thực sự rất vinh hạnh, Triệu Bân thản nhiên nói, hắn vẫn sải bước với tốc độ chậm rãi, cho dù đối mặt với tam đại chú pháp, cho dù đối mặt với biển niệm lực thì hắn cũng không hề mảy may chớp mắt, không hề dừng lại. Đại Thế Thiên, Vạn Pháp Quy Tông. Bát Nhã khẽ quát một tiếng, hai tay đã tạo thành chữ thập, thay đổi ấn quyết. Khi ấn quyết của cô ta ngưng tụ, một chữ vạn khổng lồ biến ảo hiện ra. Chỉ một chữ vạn nhưng mang sức mạnh vô biên.
Những đệ tử bên dưới nhìn thấy thì trong lòng không khỏi run rẩy. Chữ vạn của Phật gia không phải là chuyện đùa, bọn họ tự biết bản thân không thể chống đỡ nổi, nếu như không né được có khi còn phải chịu cảnh thịt nát xương tan. Một đòn này của Bát Nhã được tung ra hết sức lạnh lùng, không có thân thể mạnh mẽ như Man Đằng thì làm gì có ai dám đối kháng với nó, mà chắc chắn cũng không thể nào đối kháng nổi. Phong. Bát Nhã lại thay đổi ấn quyết, chữ vạn khổng lồ từ trên trời giáng xuống đầu Triệu Bân. Triệu Bân vẫn không dừng lại, ngay trước khi chữ vạn giáng xuống thì hắn đã vung tay vẽ nên một vòng cung màu tím, hoặc là nói, trên đầu ngón tay của hắn có khí huyền hoàng đang ngưng tụ, mạnh mẽ chém đôi chữ vạn kia. Ôi trời, Tô Vũ cả kinh đứng bật dậy. Có thể phá như vậy sao, Man Đằng không còn tức giận nữa, hai mắt mở to ngạc nhiên. Như thế này cũng quá, lão đạo Âu Dương giật giật khóe miệng. Đám đệ tử thiên tài như Mạc Đao cũng phải kinh ngạc tột độ, bọn họ cũng có thể phá chữ vạn của Phật gia, nhưng chắc chắn không thể nào phá được một cách thoải mái như Cơ Ngân, có lẽ chỉ có Sở Vô Xương mới có thể làm được như vậy. Sao hắn có thể mạnh như vậy, Vân Phượng cũng kinh ngạc. Cô ta, cũng khó có thể tin được. Một đệ tử từ trước đến nay luôn bị Thiên Tông xem thường lại có nội tình thâm hậu đến vậy. Đệ tử của ngươi một bước lên trời rồi, Đào Tiên Tử vốn ít nói mà bây giờ cũng phải tặc lưỡi không dứt. Xem ra sư phụ đã cản trở không ít cơ hội tỏa sáng của ngươi rồi, Vân Yên cười gượng, cô ta cũng không ngờ đồ nhi của mình lại có thực lực như vậy. Bang, bang, bang. Trên đài liên tục vang lên những thanh âm va chạm hết sức nhịp nhàng. Giờ phút này, từng tiếng bước chân của Triệu Bân lại trở nên đặc biệt chấn động. Sư đệ, ngươi làm ta quá kinh ngạc. Bát Nhã cười nhẹ, chính giữa ấn đường của cô ta đã hiện lên một đạo Phật văn, mái tóc đen cũng biến thành màu trắng như tuyết, niệm lực Phật gia tăng mạnh, khí thế lập tức đạt tới cực điểm, toàn thân cũng được Phật tự bao quanh. Được sư tỷ khen ngợi, sư đệ cũng rất vinh hạnh. Triệu Bân vẫn thoải mái nói, bước đi đều đặn không hề dừng lại. Ngự kiếm phi tiên. Bát Nhã đã huy động Phật kiếm chỉ về phía Triệu Bân. Vô số kiếm ảnh bay tới, mỗi một kiếm ảnh đều tỏa ra Phật quang chói mắt, tiếng kiếm ảnh va chạm khiến cho thần thức của những người đang đứng xem cũng cảm thấy đau đớn, những luồng kiếm ảnh này không chỉ mạnh mẽ mà còn hết sức tinh tế. Keng. Triệu Bân cũng xuất kiếm, nhưng không phải là kiếm Long Uyên. Bát Nhã bây giờ đã không còn đủ tư cách để hắn phải lấy ra kiếm Long Uyên, thứ mà hắn lấy ra chỉ là một thanh kiếm vàng bình thường. Thanh kiếm vàng dường như có linh tính cho nên luôn chặt chẽ canh giữ quanh thân thể của hắn, liên tục chuyển động chống đỡ kiếm ảnh của Bát Nhã. Triệu Bân đang dùng hồn ngự kiếm. Chiêu thức ngự kiếm phi tiên của Bát Nhã đã bị hóa giải, tất cả kiếm ảnh đều đã bị thanh kiếm vàng đỡ được. Kiếm ảnh của Bát Nhã không thể gây cho Triệu Bân bất kỳ một vết thương nào, đây chính là nội tình của hắn, chỉ cần hắn dùng hồn ngự kiếm thì không có bất cứ kiếm ảnh hay kiếm quang nào có thể chạm được vào thân thể của hắn. Thuật ngự kiếm, Lạc Hà thấy vậy thì cũng không khỏi nhíu mày. Cô ta đương nhiên đã từng nhìn thấy người khác ngự kiếm, bí pháp này cần phải phối hợp chặt chẽ với thủ pháp kết ấn mới được. Nhưng từ đầu cô ta không hề nhìn thấy Triệu Bân kết ấn và niệm chú. Những nghi hoặc của cô ta cũng chính là nghi hoặc của tất cả những người đang đứng xem. Hắn không hề kết ấn và niệm chú vậy mà vẫn có thể ngự kiếm sao? Phật quang chiếu rọi, Bát Nhã lại vung kiếm lên trời. Đột nhiên, Phật quang tràn ngập bầu trời, từng luồng Phật quang tỏa ra uy năng cực kỳ cường hãn, tràn đầy tinh hoa, nếu như bị luồng Phật quang này chiếu vào người thì chân nguyên cùng khí huyết sẽ bị luyện hóa và tiêu diệt, tứ chi xương cốt, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cũng sẽ chịu số phận tương tự. Bí pháp này rất khó để ngăn chặn. Phật quang chiếu rọi, biến bên dưới nó thành một chiến trường khắc nghiệt. Ngươi, để xem ngươi đối kháng như thế nào, lão Trần Huyền lẩm bẩm. Keng. Trong khi ông ta đang lẩm bẩm thì Triệu Bân đã cầm kiếm vào tay. Hắn cũng chỉ kiếm lên bầu trời, mãnh liệt khuấy động khiến cho gió mây biến sắc, Phật quang cũng bị khuấy động nên dần trở nên mờ mịt, khi rơi xuống thì đều bị chém nát thành những tơ sáng yếu ớt. Như vậy cũng được sao, Tư Không Kiếm Nam không khỏi gãi đầu. Cấm. Bát Nhã một tay vung kiếm, một tay kết ấn. Đó cũng chính là bí pháp của Phật gia. Phật quang vẫn chưa tan hết, lại kết thành từng mảng lớn trên bầu trời,
cuối cùng biến thành một cái chuông vàng khổng lồ được Phật tự bao quanh, làm vang lên những tiếng chuông ngân. Ông! Chiếc chuông lại từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Triệu Bân. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được Triệu Bân bên trong chuông bởi vì chiếc chuông này gần như trong suốt, bên trong chuông lại có lôi điện chớp nháy đánh xuống đầu của Triệu Bân, lại có cả những hoa văn hình xích sắt đang phóng ra, cố gắng phong ấn Triệu Bân. Phá! Triệu Bân chỉ hô lên một tiếng, sau đó tung trưởng đục ra một lỗ thủng lớn trên nóc chuông. Chiếc chuông bị phá nổ tung, từng mảnh vỡ biến trở lại thành từng sợi Phật quang rũ xuống. Trưởng lực mạnh quá! Bát Nhã lẩm bẩm, khóe miệng đã chảy ra máu tươi. Khán giả dưới đài hết sức kinh hãi, kể từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu cho tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên Bát Nhã đổ máu. Cô còn muốn dựa vào cái gì để tiếp tục nữa, Triệu Bân bình tĩnh nói. Tất nhiên là có, Bát Nhã mỉm cười, một bước phóng lên cao. Con mợ nó, cô ta có thể bay, Man Đằng gào to, hết sức quê mùa. Không sai, Bát Nhã cũng có thể bay. Chính xác mà nói thì cô ta đang dùng bí pháp bước lên từng mảng Phật quang đang kết lại, sau đó dừng ở trên không trung, cả thân thể được tẩy trần trong Phật quang. Giống hệt như một nữ Bồ Tát sống từ bi với tất cả chúng sinh. Cô ta bay lên chắc chắn là muốn dùng tới tuyệt chiêu, tất cả khán giả đều ngồi thẳng lưng chờ đợi một màn đặc biệt sắp xảy ra. Sau khi cô ta bay lên liền có hư ảnh của một bàn tay Phật khổng lồ xuất hiện, giáng xuống đầu Triệu Bân. Man Đằng đối với chuyện này vẫn tràn đầy cảm xúc kích động, sau khi bị chúng chiêu cho tới bây giờ hắn ta vẫn còn cảm thấy cả người phát run. Keng! Bát Nhã phất tay, lại vung kiếm lên trời rồi chém ra một vết nứt. Huyễn thuật sao, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, dường như cảm nhận được đường kiếm này của Bát Nhã rất tàn khốc. Một loại bí pháp huyền ảo mà thôi, ta đã từng nhìn thấy rồi, Tư Không Kiếm Nam giải thích. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì từ vết nứt trên bầu trời đã có Phật quang chiếu rọi xuống, ngưng tụ thành Phật văn trên bàn tay Phật khổng lồ. Chữ vạn khắc giữa lòng bàn tay Phật khổng lồ như được dát vàng, chụp xuống đỉnh đầu của Triệu Bân. Đại Phật Kim Thân. Ngô Huyền Thông cũng nhìn lên, dường như ông ta đã nhận ra loại bí pháp này. Chính xác thì Bát Nhã vẫn chưa thể sử dụng trọn vẹn loại bí pháp Phật gia này, chỉ mới có thể triệu hồi ra được một bàn tay Phật, chứ đúng ra bí pháp này phải triệu hồi được cả một vị Phật khổng lồ toát ra Phật quang chói lóa. Chỉ cần vị Phật khổng lồ đó được triệu hồi hoàn chỉnh thì sẽ không ai có thể chống đỡ nổi, chỉ có điều đối phó với cơ ngân thì chỉ cần một bàn tay Phật là đủ đánh hắn tàn phế rồi, đây chính là tuyệt chiêu của Phật gia, đã đánh bại không biết bao nhiêu cường giả. Đúng như ông ta dự đoán, Bát Nhã không thể triệu hồi được toàn bộ vị Phật khổng lồ. Chỉ riêng bàn tay Phật khổng lồ này là đã đủ rút cạn chân nguyên của cô ta, bàn tay Phật khổng lồ vừa giáng xuống thì cô ta đã phun máu giản giụa. Gương mặt cũng đã bắt đầu tái nhợt. Bàn tay kia to lớn quá, Man Đằng khẽ nuốt nước bọt lẩm bẩm. So sánh với Lăng Thiên Băng Ấn của Hàn Tuyết thì bàn tay Phật khổng lồ mà Bát Nhã vừa triệu hồi ra còn đáng sợ hơn rất nhiều. So sánh như thế quả thật không sai. Bàn tay Phật khổng lồ che khuất mặt trời, khiến cho bầu trời trong xanh trở nên tối đen lại. Ngược lại, Triệu Bân trên đài giống như một con thỏ nhỏ. Mà bàn tay Phật khổng lồ kia lại sắp bắt được con thỏ đó, nếu như bắt được thì con thỏ đó chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Đây, là nội tình của Phật gia sao? Mặc Đao bình thường vô cùng lãnh đạm nhưng khi nhìn thấy bàn tay Phật khổng lồ kia thì cũng phải run lên. Những kẻ kiêu ngạo như Liễu Như Nguyệt, Hàn Tuyết và Nguyệt Linh cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi. A-di-đà Phật, Triệu Bân ngẩng đầu nhìn lên trời lẩm bẩm. Bàn tay Phật khổng lồ cũng không hề giáng xuống đơn giản như vậy, bên trên nó còn có hư ảnh của một vị Phật khổng lồ, nhưng vị Phật trông rất mơ hồ. Theo suy đoán của Triệu Bân thì bí pháp Phật gia này chắc chắn phải triệu hồi được toàn bộ vị Phật khổng lồ kia thì mới thành công, tuy nhiên đạo hạnh của Bát Nhã vẫn còn quá thấp cho nên không kể triệu hồi hoàn chỉnh được, chỉ có thể triệu hồi ra một bàn tay Phật. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt. Một bàn tay lớn như vậy, chắc chắn là nặng vô cùng. Bí pháp Phật gia quả nhiên không phải chuyện đùa. Đám người đứng xem đều ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời, cảnh tượng này đúng là hiếm thấy, Bát Nhã đã sử dụng tuyệt chiêu triệu hồi ra một bàn tay Phật khổng lồ, uy lực mạnh hơn Lăng Thiên Băng Ấn không biết bao nhiêu lần. Lần này hắn còn không phải quỳ hay sao, sau khi nhìn lên trời, có không ít người cũng liếc sang nhìn Triệu Bân.
theo đám người Ngụy Đằng và Viên Miểu thì Triệu Bân phải bị bàn tay khổng lồ kia đập chết mới đáng. Chắc chắn không đỡ được, nhóm trưởng lão vuốt râu, dường như họ rất thông hiểu loại bí pháp mà Bát Nhã sử dụng, bí pháp này không hề tầm thường, chỉ cần triệu hồi ra một bàn tay cũng có thể khiến cho Triệu Bân biến mất trên cõi đời. Vân Yên hít một hơi thật sâu rồi nhìn sang Ngô Huyền Thông. Ngô Huyền Thông mỉm cười, ông ta hiểu ý của Vân Yên. Ông ta đứng đây không phải là để làm khán giả, mà là để hành động khi cần thiết. Cơ Ngân là một nhân tài, nếu như hắn bị bàn tay Phật kia tiêu diệt thì trưởng giáo chắc chắn sẽ mắng chết ông ta. Mặt khác, ông ta cũng cảm thấy rất kinh ngạc, Cơ Ngân chỉ là một tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà cũng có thể khiến cho Bát Nhã phải dùng tới tuyệt chiêu. Ông! Bầu trời đã không còn yên tĩnh nữa, từ bàn tay Phật khổng lồ đang đánh ra lôi điện, mang theo uy thế đáng sợ giáng xuống. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy, nếu như không có ai ngăn cản thì tiểu võ tu trên đài chắc chắn sẽ bị tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Răng rắc! Răng rắc! Bàn tay Phật còn chưa hạ xuống mà đài chiến đấu đã bị uy lực của nó làm cho vỡ nát. Tất cả mọi người đều bị uy lực của bàn tay Phật khổng lồ trấn áp. Các đệ tử và trưởng lão đứng hàng trên đều bị chấn động không nhẹ, chỉ mới có một bàn tay mà đã gây ra được áp lực khủng khiếp đến như vậy, nếu như có thể triệu hồi một vị Phật khổng lồ hoàn chỉnh thì uy lực còn mạnh đến cỡ nào nữa. Triệu Bân vẫn đang quan sát để tìm cách phá cục diện trận chiến. Nhìn cái gì vậy, mau tránh đi, Tô Vũ hét lớn. Triệu Bân không đáp lại hắn ta, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ đang giáng xuống từ trên không trung. Ta phải kéo ông ra. Đi dạo một vòng, Triệu Bân mở ra kỳ lân thể, khí tức của hắn cũng đã thay đổi, cường đại hơn rất nhiều. Khán giả bên dưới hết sức ngạc nhiên, không ngờ một tên tiểu võ tu cũng có thể mở ra cấm pháp làm gia tăng chiến lực. Khi bàn tay Phật giáng xuống đài, đài chiến đấu ngay lập tức sụp đổ, đất đá văng tung tóe. Chỉ có điều nó vẫn không bắt được Triệu Bân, bởi vì trong khoảnh khắc trước đó Triệu Bân đã tránh được. Bàn tay Phật lại nâng lên, muốn tóm lấy Triệu Bân ở gần đó. Tốc độ của Triệu Bân còn nhanh hơn, hắn xông lên phía trước, hai tay ôm chặt lấy bàn tay Phật, sau đó khí huyết của hắn dâng trào, tư thế này khiến cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, hắn đang làm gì vậy? Hắn muốn tóm lấy vị Phật khổng lồ mờ ảo và vẫn chưa hoàn chỉnh kia để đập, nếu như Bát Nhã đã không thể triệu hồi ông hoàn chỉnh thì ta sẽ giúp cho ông được ra ngoài và nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Ông! Triệu Bân tóm lấy bàn tay Phật khổng lồ rồi giật mạnh, khiến cho cả bầu trời cũng phải rung lên. Bát Nhã đứng dưới vết nứt bầu trời cũng phải lảo đảo, suýt chút nữa là từ trên không trung ngã xuống. Hắn, đang làm gì vậy? Tô Vũ ngạc nhiên nói. Theo như ta thấy thì hắn rõ ràng đang muốn lôi vị Phật kia ra ngoài vết nứt, Tư Không Kiếm Nam nói. Vậy, hắn sẵn lòng giúp đỡ đối thủ sao? Lâm Tà giật giật khóe miệng nói. Lời này có rất nhiều ý nghĩa. Bát Nhã đã dốc hết toàn lực mới có thể triệu hồi ra một bàn tay Phật. Còn đối thủ của cô ta thì hay rồi, còn muốn giúp đỡ cô ta thỉnh vị Phật khổng lồ hoàn chỉnh ra ngoài. Ngươi không thỉnh được thì đứng qua một bên đi, để ta thỉnh cho người xem, ý tứ của Triệu Bân chính là như vậy. Đi ra đây cho ta. Dưới ánh mắt kinh hãi của khán giả bên dưới, Triệu Bân dùng hết sức giống lên. Thanh âm vang vọng khắp nơi. Tên nhóc này vì muốn thỉnh vị Phật khổng lồ ra ngoài phơi nắng mà đã cố hết sức tới mức mặt mũi đỏ bừng, khí huyết cùng chân nguyên vận hành hết công suất, khiến cho cơ thể của hắn nóng rực như bị ngọn lửa thiêu đốt. Tiếng ầm ầm vang lên, Phật quang cũng hỗn loạn quay cuồng trên bầu trời. Chỉ có quỷ mới biết được tại sao một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh lại có khí lực lớn như vậy. Một phát liền có thể tóm lấy và kéo bả vai của vị Phật khổng lồ ra khỏi vết nứt bầu trời, kế đến thì nửa thân trên của vị Phật khổng lồ cũng đã lộ ra gần hết. Đùng đùng. Kẻ thù của Triệu Bân như Vệ Xuyên cũng phải nuốt nước bọt. Sư phụ Vân Yên cũng phải giật giật khóe miệng liên hồi. Người kiêu ngạo như Nguyệt Linh cũng phải giật mình thon thót. Con mợ nó, nhân tài đây rồi. Khán giả bên dưới đều ồ lên. Ngay cả mấy trưởng lão cũng không ngoại lệ. Kéo ra, mau kéo ông ta ra. Man Đằng nhảy cẫng lên bên dưới đài, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một vị Phật khổng lồ, hắn ta rất muốn xem thử một vị Phật trông như thế nào, nếu như không phải trận chiến trên đài còn chưa được tuyên bố kết thúc thì hắn ta hẳn đã nhảy lên đài phụ Triệu Bân kéo vị Phật khổng lồ kia ra ngoài rồi.
Hắn bị điên rồi sao? Gương mặt của Bát Nhã lúc này đã tái mét. Ông! Đáp lại câu nói của cô ta chỉ là những tiếng ầm ầm vang vọng. Triệu Bân vẫn đang dốc toàn lực kéo nửa thân mình của vị Phật khổng lồ ra ngoài, quả nhiên đây chính là một vị Phật khổng lồ tỏa ra Phật quang vàng rực rỡ như vầng thái dương chiếu sáng khắp nơi. Thật lớn, Tô Vũ mở miệng, chỉ riêng cái đầu của vị Phật khổng lồ đã lớn bằng cả một cái hang động. Thành thật mà nói ta không thích đầu chọc cho lắm, Tư Không Kiếm Nam nói xong liền đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ bóng lưỡng của Tiểu Vô Niệm, tên nhóc này cũng có cái đầu chọc bóng lưỡng, khiến cho người khác chỉ muốn xoa liên tục. Cố lên, cố lên. Màn đằng to con đang hết sức hăng máu nhảy qua nhảy lại ở dưới đài. Giờ phút này hắn ta đã không còn nhớ tới ân oán với tiểu huynh đệ kia nữa, hắn ta đang ra sức cổ vũ cho Triệu Bân, nhìn thần thái của hắn ta rõ ràng là còn hưng phấn hơn Triệu Bân rất nhiều. Đi ra đây cho ta. Triệu Bân hét lên dữ dội, ra sức kéo vị Phật khổng lồ ra khỏi vết nứt. Vị Phật khổng lồ đã bị kéo hẳn ra ngoài từ phần thắt lưng trở lên. Thật đáng sợ. Lão Trần Huyền đã đứng bật dậy, hung hăng nuốt xuống một cái. Ngay cả ông ta cũng như thế, huống chi là những đệ tử có mặt. Tất cả khán giả đều kinh ngạc đến há hốc mồm, khẩu hình miệng này có khi còn có thể nhét cả một quả trứng lớn vào tận sâu trong cuống họng. Phụt! Bát Nhã lại phun máu, từng bước lảo đảo về phía sau. Cô ta ở trên không trung đã run rẩy như có thể ngã xuống dưới đất bất cứ lúc nào. Phật quang bao phủ lấy cơ thể của cô ta cũng đã nhạt dần. Đi ra đây cho ta. Triệu Bân lại giống lên, kèm theo đó lại là một tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Vị Phật khổng lồ đã bị kéo hẳn ra ngoài vết nứt bầu trời. Trong chớp mắt, tất cả khán giả bên dưới đều đứng bật dậy, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt thấy vị Phật khổng lồ đã được kéo ra ngoài, chính xác là hết sức khổng lồ. Toàn thân của vị Phật khổng lồ tỏa ra hào quang. Trên ngực có khắc một chữ vạn lấp lánh bên dưới lớp áo cà sa huyền ảo. Vị Phật khổng lồ xuất hiện trên không trung như một ngọn núi sừng sững, Phật quang chiếu rọi bốn phía, kèm theo đó còn có tiếng chuông ngân từ nơi nào đó xa xăm vọng tới làm rung động thiên địa. Ngã Phật từ bi. Triệu Bân thuận lợi kéo được vị Phật khổng lồ ra ngoài, sau đó đập thẳng vị Phật đó ngã xuống đài chiến đấu. Ngay lập tức, đài chiến đấu vốn đã sụp đổ bây giờ đã bị nghiền nát. Phần lớn đệ tử và trưởng lão đều bị liên lụy, có không ít người bị đá vụn văng chúng đả thương, mấy trưởng lão thì không bị ảnh nhiều lắm nhưng đám đệ tử thì hết sức chật vật. Một vị Phật khổng lồ ngã xuống đài chiến đấu tạo ra lực chấn động hết sức khủng khiếp, càn quét tứ phương, chỉ có trời mới biết có bao nhiêu đệ tử đã bị chấn động đến mức phun máu giàn giụa. Phụt! Bát Nhã cũng tiếp tục phun máu giàn giụa trên không trung. Vị Phật khổng lồ này là do cô ta thỉnh ra, nhưng đó cũng không phải là một vị Phật thật sự. Chỉ là kim thân Phật gia gắn liền với cô ta mà thôi. Lần này kim thân Phật gia bị kéo ra ngoài và bị đập xuống đài thì cũng không khác gì chính cô ta bị đập xuống đài. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Dầm một tiếng, Triệu Bân lại kéo vị Phật khổng lồ lên, lần thứ hai đập xuống đài chiến đấu. Con mợ nó. Đám đệ tử vừa đứng bật dậy bây giờ đã tiếp tục bị chấn động không thôi. Hơn phân nửa địa điểm tổ chức tỷ thí Tân Tông đã bị phá nát. Ngay cả Ngô Huyền Thông cũng bị chấn động, gương mặt của ông ta lúc này đã xám như cho tàn. Phóng hạ để đao lập địa thành Phật, Triệu Bân lại giống lên, lần thứ ba nâng vị Phật không lô lên rồi lại đập xuống đài khiêu chiến. Đất đá vẫn không ngừng văng tung tóe, lực chấn động vẫn càn quét bốn phương khiến khán giả đều phải rút lui, ngay cả Sở Vô Xương cũng không ngoại lệ, trong phạm vi mấy ngàn trượng bên trong ngoại trừ Cơ Ngân thì không còn ai dám đứng, đài chiến đấu lúc này đã trở thành một phế tích. Thật, thú vật quá, khán giả đứng từ xa theo dõi đều tặc lưỡi. Đứng từ xa cũng có thể thấy con thỏ nhỏ Triệu Bân đúng là trời sinh siêu phàm, còn có thể kéo ra và đập cả một vị Phật khổng lồ xuống đài chiến đấu, mỗi một cú đập đều gây ra chấn động tứ phương, làm nghiêng trời lệch đất. Hắn vẫn là kẻ biết giữ võ đức. Ít nhất thì lúc này hắn không hề đập Bát Nhã mà chỉ đang đập kim thân Phật ra thôi. Hắn là cái loại quái thai gì vậy? Đám đệ tử bình thường luôn cao ngạo mà bây giờ cũng phải run sợ. Một vị Phật khổng lồ đến như vậy, uy thế khiến cho tất cả bọn họ đều sợ hãi sững người, nhưng Cơ Ngân lại có thể đập vị Phật đó xuống đài không thương tiếc. Chẳng lẽ hắn có thể quật ngã tất cả mọi thứ hay sao, có rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy cảnh này thì mọi người mới nhận ra việc các đệ tử khác bị Cơ Ngân đập cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tóm lấy một vị Phật khổng lồ và đập xuống đài liên tục.
đây mà là chuyện có thật trên đời hay sao? Sở Lam, người đã tìm về cho Thiên Tông một quái vật. Linh Lung thổn thức không thôi, cảnh giới Địa Tạng đỉnh phong cũng không khỏi bị Triệu Bân làm cho kinh ngạc. Bên cạnh cô ta, Vân Yên và Đào Tiên Tử cũng biến sắc, một màn kia thật sự quá kinh người. Người duy nhất có vẻ khá bình tĩnh chính là Thanh Giao. Trong lúc đang theo dõi Triệu Bân thì cô ấy cũng liếc nhìn Nguyệt Linh, môi ngọc của cô ta cũng đang hé mở, nét mặt hết sức sửng sốt. Nhìn Nguyệt Linh xong rồi cô ấy lại nhìn sang Sở Vô Xương, lông mày của cô ta cũng đang cau lại, chắc chắn là cô ta đang rất ngạc nhiên. Đừng nói đến mấy đệ tử cao ngạo, ngay cả mấy sư phụ như Vân Phượng cũng đang biến sắc. Phụt! Bát Nhã đã phun máu nhuộm đỏ bầu trời, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Sư phụ của cô ta vội vàng bước tới, phóng ra một nguồn năng lượng mềm mại đón lấy cô ta một cách nhẹ nhàng. Ngay cả sau khi rơi xuống đất thì trong ánh mắt của Bát Nhã vẫn tràn đầy sự khiếp sợ khi nhìn về phía Triệu Bân. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Triệu Bân vẫn đang liên tục đập, hắn đang vừa đập kim thân Phật ra vừa niệm Phật Pháp, nếu như ai không biết hắn là Cơ Ngân thì có khi còn tưởng hắn cũng là một đệ tử của Phật gia. Như thế nào là mâu thuẫn? Cơ Ngân lúc này chính là ví dụ chính xác nhất của mâu thuẫn. Ngoài miệng thì nói lời hay ý đẹp, nhưng tay thì vẫn đang đập rất quyết liệt. Hắn ghét Phật lắm à, U Lan lẩm bẩm. Mọi người đều đang xem Triệu Bân đập kim thân Phật ra, chỉ có U Lan là người duy nhất nhìn vào mắt Triệu Bân. Trong đôi mắt của tên tiểu vỡ tu kia đang nổi lên một tầng hơi nước, cô ta thấy đó chắc chắn là nước mắt của hắn, bên trong đôi mắt của hắn dường như còn hiện lên sự cán hận. Cô ta không biết hắn đang cán hận điều gì, cán hận Phật gia hay là Bát Nhã. Sự quan sát của cô ta không hề sai. Triệu Bân có oán hận, hắn hận Bát Nhã mà cũng hận Phật giả từ bi, hận Bát Nhã làm rối loạn nhân quả của người khác, cho dù là ân oán cá nhân hay hành động vì đại nghĩa thì lý do cũng chỉ có một, bởi vì đã có rất nhiều người vô tội chết trong tay của Vương Dương. Dầm một tiếng, Triệu Bân đã ném vị Phật khổng lồ bay ra xa. Toàn bộ khán giả đều đồng loạt ngước nhìn theo hướng vị Phật khổng lồ bay ra xa, kim thân Phật gia đã bay thẳng vào nội môn Thiên Tông. Hả, đó là cái gì? Cái gì, con mợ nó, tránh ra mau. Chẳng mấy chốc liền nghe thấy từ nội môn truyền đến tiếng động lớn. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp Thiên Tông. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một tòa cung điện của nội môn đã bị kim thân Phật gia làm cho sụp đổ, mà kim thân Phật gia cũng đã hóa thành một luồng Phật quang chói mắt rồi biến mất. Tòa cung điện bị sụp đổ khiến cho tường ngói văng tung tóe, có không ít người bên trong đều bị liên lụy. Ta có phải đã gặp rắc rối rồi không? Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Trời đất chứng giám, hắn chỉ muốn ném kim thân Phật gia ra khỏi Thiên Tông mà thôi. Nhưng hắn không điều khiển tốt được phương hướng, cho nên kim thân Phật gia lại bay thẳng vào nội môn. Theo như ta thấy thì bão tố sắp nổi lên rồi, Tư Không Kiếm Nam âm trầm nói. Ai? Là ai? Quả nhiên, lời nói của Kiếm Nam còn chưa dứt thì mọi người đã nghe thấy tiếng quát lớn. Tiếng quát đó truyền ra từ nội môn, các trưởng lão cùng đệ tử nội môn đều đã kéo nhau ra ngoài, sắc mặt của ai cũng đen như đít nồi, đa số trưởng lão cùng đệ tử nội môn trước giờ đều bế quan, không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, mà cho dù có xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng đã bị liên lụy, bị đập phá, đúng là nằm không cũng trúng đạn. Ngồi yên một chỗ mà cũng bị cả một pho tượng Phật khổng lồ đè lên đầu. Người đứng xem náo nhiệt thì không xem đây là chuyện lớn, các trưởng lão cùng đệ tử không bị liên lụy cũng kéo ra ngoài xem thử, vị Phật khổng lồ kia quả thật là từ ngoại môn ném vào nội môn, cũng không biết là do nhân tài nào làm ra chuyện này, khiến cho phần lớn trưởng lão cùng đệ tử nội môn hết sức tức giận. Trong lúc bên ngoài còn đang xì xào bàn tán thì các trưởng lão cùng đệ tử nội môn cũng đã đi ra tới nơi. Có không ít người đang đứng vây quanh đài khiêu chiến bị tàn phá. Tỷ thí Tân Tông. Địa điểm tổ chức đã trở thành một bãi chiến trường đổ nát. Người của nội môn nhìn thấy cảnh này thì đều cau mày. Nhìn một màn này có vẻ không hề giống với nơi tổ chức tỷ thí Tân Tông mà giống như chiến trường giữa các thế lực lớn thì đúng hơn. Ai đã ném vị Phật khổng lồ kia vào nội môn? Một lão già tóc bạc trắng bước ra quát lớn hỏi, thái độ hết sức tức giận. Lão ta là một trưởng lão nội môn tên Bạch Huyền Thạch, lúc này lão ta đang phùng mang trợn mắt, khi ánh mắt của lão ta lướt qua Bát Nhã thì liền ngừng lại một chút. Bởi vì lão ta biết vị Phật không lô kia chính là kim thân mà chỉ có Phật gia mới có thể triệu hồi, và ở Thiên Tông này thì chuyện liên quan đến Phật gia chắc chắn có liên đến Bát Nhã.
nhưng nhìn tình trạng của cô quan ta rõ ràng là không tốt lắm, thậm chí còn có thể nói là đang bị thương rất nặng, làm sao cô ta có thể ném một vị Phật khổng lồ vào nội môn một cách chuẩn xác đến thế, khiến cho cả một tòa cung điện sụp đổ. Sau khi liếc nhìn xung quanh, Bạch Huyền Thạch lại trừng mắt nhìn Ngô Huyền Thông. Sư huynh, đây chỉ là hiểu lầm thôi, Ngô Huyền Thông cười ha hả nói. Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc là ai ném, Bạch Huyền Thạch mắng, sắc mặt già nua càng lúc càng đen lại. Là hắn, Cơ Ngân, trước khi Ngô Huyền Thông kịp lên tiếng thì đã nghe thấy có người khác nói lớn. Người vừa lên tiếng chính là Ngụy Đằng, hắn ta không chịu đứng yên, bên cạnh đó còn có Trịnh Minh, Viên Miểu và Vũ Văn Hạo. Những người này lúc trước đều đã từng bị đập thê thảm, tất nhiên vẫn còn ghim thù trong lòng. Làm sụp đổ một tòa cung điện nội môn, đây chính là tội lớn. Hiếm khi mới có thể nắm bắt được một cơ hội tốt như vậy, cho nên tất nhiên bọn họ phải ngay lập tức kể tội Cơ Ngân. Cơ, Ngân. Bạch Huyền Thạch lại cau mày, bất giác nhìn về phía Triệu Bân. Người của nội môn cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Bân, tuy bọn họ chưa từng nhìn thấy Cơ Ngân nhưng ai cũng có thể tìm được hắn bởi vì chỉ có một mình hắn là có cảnh giới chân linh ở trong thiên tông này. Là ngươi đã ném sao? Bạch Huyền Thạch nghi hoặc hỏi. Là ta, Triệu Bân cười gượng nói, nhưng, chỉ là hiểu lầm thôi. Bạch Huyền Thạch không trả lời, những trưởng lão nội môn khác cũng không nói lời nào, tất cả đều cùng nhau tiến lên, đưa tay vuốt râu, liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới giống như đang nhìn một con khỉ vậy. Có một số người rảnh tay còn bước tới nắn bóp xương cốt của Triệu Bân, đây chính là tên nhóc đi cửa sau được đích thân nữ soái gửi gắm vào thiên tông, bọn họ cũng đã từng nghe đồn thổi qua, chuyện về hắn đã làm cả thiên tông xôn xao suốt một thời gian. Trưởng lão Minh Giám, kẻ này rất hung ác, nhất định phải nghiêm trị. Tất cả mọi người ở đây đều đã chứng kiến, chính là hắn tùy ý làm bậy, phá hủy nền tảng của thiên tông. Phải lôi hắn tới chấp pháp điện. Đám người Ngụy Đằng lòng đầy căm phẫn không hề bỏ qua cơ hội, tất cả đều nói lên những lời bảo vệ chính nghĩa bằng khí thế hết sức hiên ngang lẫm liệt, bộ dáng y hệt như những cổ nhân căm ghét thế tục. Chính là hắn ném sao? Không thể nào. Tên nhóc này chỉ có cảnh giới chân linh thôi mà. Một vị Phật khổng lồ như vậy mà hắn cũng có thể lay chuyển hay sao? Các trưởng lão nội môn vừa xì xầm vừa nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Về phần đám người Ngụy Đằng thì tất nhiên bọn họ vẫn đang ra sức hắt nước bẩn vào người của Triệu Bân. Triệu Bân thành thật trả lời xong thì bị những ánh mắt nhìn chằm chằm của các trưởng lão nội môn làm cho lạnh cả người. Ánh mắt của mấy lão già này nhìn hắn hình như không được bình thường cho lắm. Các vị sư huynh, chuyện này chính xác chỉ là chuyện hiểu lầm mà thôi, Vân Yên đã đi tới, cười gượng xin lỗi. Thật sự là hắn ném sao? Bạch Huyền Thạch hỏi lại. Tiểu bối nghịch ngợm, hành động vô ý, Vân Yên cười khan nói. Nhưng như vậy thì cũng quá, trừng phạt hắn, Bạch Huyền Thạch còn chưa kịp lên tiếng tiếp thì đã bị đám người Ngụy Đằng cắt ngang. Đứng một bên đợi đi, Bạch Huyền Thạch hừ lạnh một tiếng khiến cho đám Ngụy Đằng phải câm miệng. Lão phu nói chuyện mà các ngươi cũng dám chen ngang hay sao? Nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng cũng cần phải có các biện pháp trừng phạt thích đáng. Nếu không thì uy nghiêm của thiên tông để ở đâu? Có một số trưởng lão vuốt râu phàn nàn, hơn phân nửa là muốn dậu đổ bìm leo. Tiểu bồi, ngươi có gì muốn nói? Bạch Huyền Thạch mỉm cười nhìn Triệu Bân nói. Đúng là một tên nhóc thú vị. Còn chưa được bước vào nội môn mà đã dám tặng cho nội môn một phần quà lớn. Hừm, quà của hắn chính là vị Phật khổng lồ kia, khiến cho cả một tòa cung điện của nội môn sụp đổ. Nữ soái nói lúc người trở về còn muốn tìm ta uống trà tán gẫu, Triệu Bân ha hả cười nói. Nghe thấy vậy, Bạch Huyền Thạch và các trưởng lão khác đều giật giật khóe miệng. Được lắm, tên nhóc này còn biết bản thân có chỗ dựa vững chắc. Chỗ dựa của hắn đúng là rất vững chắc, chính là nữ soái của quân Xích Diễm Đại Hạ, đương kim phó trưởng giáo Thiên Tông, ngay cả trưởng giáo gặp cô ta cũng phải nể mặt ba phần, có rất ít người dám khiêu khích tới cô ta. Nói trắng ra, tên nhóc Cơ Ngân này đang dùng nữ soái để hù dọa họ. Ý tứ của hắn cũng rất hiển nhiên, nếu như các người tiêu diệt ta thì lúc nữ soái trở về sẽ không tìm được người uống trà tán gẫu, đến lúc đó nữ soái sẽ tìm các người tán gẫu. Còn tán gẫu như thế nào thì cũng còn tùy vào tâm tình của nữ soái. Ngay cả nữ soái cũng không được bỏ qua tông quy. Cả một tòa cung điện lớn như vậy, muốn phá là phá sao? Trừng phạt, nhất định phải trừng phạt.
có người sợ nữ soái thì tất nhiên cũng có người không sợ. Đại hạ không chỉ có một nguyên soái, Sở Lam cũng chỉ là một trong số đó, vẫn còn có những nguyên soái khác nắm trong tay trọng binh. Ở Thiên Tông, ngoài chức vị phó trưởng giáo thì vẫn còn có rất nhiều chức vị khác có tiếng nói trong tông môn. Hơn nữa, ở đây có không ít người có tư thù với người của Đỉnh Tử Trúc, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trừng phạt bọn họ. Trừng phạt sao, hay lắm. Giữa những tiếng ồn ào, có một giọng nói nhàn nhã bỗng vang lên. Người vừa lên tiếng chính là Linh Lung, trong lúc mọi người đang tụ tập lại nhao nhao lên thì cô ta vẫn đang ngồi nhàn nhã uống trà. Ôi trời, sư thúc cũng ở đây sao? Bạch Huyền Thạch vội vàng chắp tay, các trưởng lão nội môn khác cũng đều hành lễ. Bây giờ mới nhìn thấy ta à? Linh Lung lạnh lùng liếc nhìn lão ta, cô ta tuy nhỏ tuổi nhưng địa vị lại cao. Không còn cách nào khác, ai bảo sư phụ của cô ta là Đại Hạ Hồng Uyên chứ? Đại Hạ Hồng Uyên là cao thủ cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật, chọc giận nữ soái có thể không sao, nhưng chọc giận đệ tử của Đại Hạ Hồng Uyên thì kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Bình tĩnh đi, Linh Lung nói. Vâng, cả Bạch Huyền Thạch và các trưởng lão nội môn khác đều không dám lên tiếng nữa, ý tứ của Linh Lung đã quá rõ ràng, ngay cả cô ta cũng bảo vệ cơ ngân thì còn ai dám động vào hắn nữa. Về tu luyện thôi. Một đám người lúc từ nội môn xông ra thì hết sức hung hăng, bây giờ lại phải quay về với tâm trạng ủ rũ. Đã thế bọn họ còn phải mỉm cười suốt quãng đường quay trở về, vậy mới thấy Linh Lung là một người bạo ngược đến cỡ nào. Trước khi đi, đám người nội môn còn không quên liếc mắt nhìn Triệu Bân một cái. Cái nhìn này của bọn họ hết sức thâm ý. Người được nữ soái gửi gắm thật sự không phải là người thường. Hắn có thể lay chuyển kim thân Phật ra khổng lồ. Hơn nữa nhìn thương thế nặng nề của Bát Nhã rõ ràng cũng có liên quan đến cơ ngân, ngay cả kim thân Phật gia kia cũng ném thẳng vào nội môn, chứng tỏ hắn phải mạnh khủng khiếp nên Bát Nhã mới không thể chống lại nổi. Thiên Tông lại vừa có thêm một nhân tài, Bạch Huyền Thạch hít sâu một hơi nói. Những trưởng lão nội môn khác cũng có những suy nghĩ khác nhau, có người kinh ngạc, có người ghen tị mà cũng có người lạnh nhạt. Trong Thiên Tông có rất nhiều thế lực, không phải ai cũng thích nhân tài, hoặc là nói. Đứng trên lập trường của bọn họ thì cơ ngân là người do nữ soái giới thiệu, tất nhiên chuyện này chỉ có lợi nhất cho nữ soái. Trong số các trưởng lão này có không ít người không có mối quan hệ tốt với nữ soái, cho nên những người này không hề muốn bên cạnh nữ soái lại có thêm một yêu nghiệt thiên tài. Nhưng hôm nay Linh Lung đã ra mặt, vì vậy bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Một số người trong số đó có thể tự tin khiêu khích nữ soái, nhưng không dám tự tin khiêu khích Linh Lung. Nói trắng ra thì bọn họ rất sợ Đại Hạ Hồng Uyên, một cao thủ cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật, người đó muốn giết ai thì cũng chẳng cần phải thông báo với Hoàng đế Đại Hạ. Đúng là náo nhiệt. Nhìn các trưởng lão nội môn đang rời đi, Ngô Huyền Thông ho khan lẩm bẩm. Ông ta đã đứng ra chủ trì quá nhiều năm tổ chức tỷ thí Tân Tông nhưng chỉ có năm nay ông ta mới cảm thấy náo nhiệt như vậy, làm kinh động đến cả trưởng lão nội môn phải chạy ra hỏi tội. Cũng may là có Linh Lung ra mặt. Nếu không chuyện ngày hôm nay thật sự rất khó để xử lý. Sau này ngươi không được làm càn như vậy nữa, Vân Yên liếc nhìn Triệu Bân nói. Triệu Bân cũng ho khan một tiếng, hắn không hề cố ý, chỉ vì hắn ném không đúng chỗ mà thôi. Ngoài ho khan thì hắn cũng liếc nhìn Linh Lung với ánh mắt biết ơn. Linh Lung vẫn đang nhàn nhã uống trà, đừng nhìn bên ngoài cô ta bình tĩnh như vậy, thật ra trong lòng cô ta đang rất khiếp sợ, tên nhóc cơ ngân này đâu chỉ là yêu nghiệt. Rõ ràng hắn là một sự tồn tại nghịch thiên. Người của nội môn đi rồi, hiện trường mới dần trở nên tĩnh lặng. Bất luận là trưởng lão hay đệ tử, là yêu nghiệt hay phế vật, ánh mắt của bọn họ đều đang dán chặt lên người Triệu Bân như đang nhìn thấy một quái vật, một tên nhóc cảnh giới chân linh thực sự có thể đánh bại Bát Nhã cảnh giới huyền dương, tóm lấy vị Phật khổng lồ mà đập, sau đó còn ném vị Phật khổng lồ vào tận trong nội môn. Nội tình của tên nhóc này còn có bao nhiêu đáng sợ, trong số các đệ tử mới, e rằng không ai có thể hạ gục được hắn ngoại trừ Sở Vô Xương. Chuyện nực cười chính là đến tận bây giờ bọn họ mới biết. Cũng chỉ có thể trách hắn đã giấu quá sâu. Chứ còn bên ngoài của hắn thì ai cũng có thể thấy rõ, hắn rõ ràng mới đạt đến cảnh giới chân linh mà thôi. Chẳng qua không có ai chịu nghiêm túc để nhìn ra nội tình của hắn. Sau đó chuyện đáng kinh ngạc này lại đột nhiên xảy ra khiến cho người ta trở tay không kịp. Thật lâu sau cũng không có một tiếng động nào phát ra tại hiện trường để nát, ai ai cũng đang ôm những suy nghĩ khác nhau,
đám đệ tử yêu nghiệt trong lòng đều tràn đầy ghen tị, đám đệ tử bình thường thì đều xem Cơ Ngân như thần nhân, các trưởng lão thì đều ôm ngực đau lòng, đặc biệt là mấy trưởng lão đã từng đá Cơ Ngân như quả bóng trước kia, họ bây giờ đã đau lòng đến mức muốn khóc, một nhân tài nghịch thiên như vậy thế mà lại bị bọn họ đã đi rồi. Còn đám Vệ Xuyên cùng Nguy Đằng thì khỏi phải nói, tất cả đều đang đỏ mặt bừng bừng, đi một vòng lớn thì bọn họ mới nhận ra chính mình mới là trò cười cho thiên hạ. Phụt. Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng phụt máu của Bát Nhã. Không những bị đánh bại, lúc này cô ta còn đang hết sức hỗn loạn. Cô ta đã phải dốc hết sức thỉnh ra Kim Thân Phật gia, nhưng chẳng những không thể bắt được một tên tiểu võ tu cảnh giới chân linh mà Kim Thân Phật gia còn bị chính tên tiểu võ tu đó đánh cho ngã gục, khiến cho ngay cả cô ta cũng bị phản phệ dữ dội, sinh ra nội thương nghiêm trọng. Kim Thân Phật gia của cô ta vất vả lắm mới có thể luyện ra được thì bây giờ đã phải tu luyện lại từ đầu. Trong trận chiến này, cô ta đã thua hết sức thê thảm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bây giờ cô ta mới có thể hiểu được đạo lý này. Cô ta không thể không tự cười nhạo chính mình, khí thế của cô ta lúc khai chiến cao bao nhiêu thì giờ phút này cô ta lại càng cảm thấy nhục nhã bấy nhiêu, hắn chỉ mới có cảnh giới chân linh mà đã có thể đả thương cô ta nghiêm trọng như vậy, nếu như hắn có cảnh giới ngang bằng với cô ta thì chẳng phải kết cục của cô ta sẽ còn thảm hại hơn hay sao? Mới vừa rồi ai bảo sẽ đổi họ đấy nhỉ, Tô Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Mới vừa rồi ai bảo sẽ ăn bàn đấy nhỉ, Kiếm Nam cũng ngoáy ngoáy lỗ mũi nói. Mới vừa rồi, ai bảo sẽ chém đứt thằng em đấy nhỉ, hai người lại đồng thanh nói. Những lời này vừa nói ra thì Lão Trần Huyền, Lão Huyền Sơn và Man Đằng liền trở thành tâm điểm của khán giả. Lão Huyền Sơn thì bâng quơ cúi đầu, Lão Trần Huyền thì bâng quơ nhìn lên trời. Còn Man Đằng thì ngay lập tức che đũng quần lại. Chết tiệt, trong lúc hăng máu đã nói quá lời rồi. Lão Cơ Huyền, từ nay về sau ta sẽ gọi ông như vậy. Đến đây nào Huyền Sơn lão đạo, bọn ta đã chuẩn bị bàn cho ông rồi. Là thép nguyên chất đó. Tên ngốc này, đừng trách sư huynh cũng không nhẫn tâm. Lúc này thì nhân tài đã xuất hiện ở khắp mọi nơi, có người đã đổi họ giúp Lão Trần Huyền. Có người tặng bàn thép nguyên chất cho Huyền Sơn lão đạo, còn có cả một đám người đã vây chặt lấy Man Đằng, lưỡi đao của bọn họ đều lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hề hề, chỉ cần một đao là được rồi. Cơ Ngân, ông nội ngươi, cả ba người đều tức giận gầm lên. Quan tâm làm gì, toàn chuyện vớ vẩn, Triệu Bân đã ôm eo ngồi xuống. Nói thế nào nhỉ, chuyện đập người khác thì hắn rất lành nghề, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới đập một vị Phật khổng lồ. Khó tránh làm cho lưng eo của mình bị ảnh hưởng. Cho dù như thế nào thì tỷ thí Tân Tông vẫn phải tiếp tục. Đài chiến đấu đã đổ nát cũng không thể cản trở tỷ thí Tân Tông tiếp tục diễn ra. Ngô Huyền Thông dùng thuật độn thổ để khiến cho đài chiến đấu nát vụn kia chìm xuống lòng đất, dựng một đài chiến đấu mới, trong khi đó khán giả cũng tự mình tìm chỗ ngồi. Cơ Ngân đã đánh bại được Bát Nhã, những trận tiếp theo cũng hết sức hấp dẫn. Mặc Đao, Hàn Tuyết, lên đài. Tiếng gọi của Ngô Huyền Thông đã thu hút sự chú ý của khán giả hướng về phía đài chiến đấu. Không ai nói thêm gì nữa, ngay cả đám người đang đổi họ, tặng bàn, chém thằng em cũng ngưng lại, ai cũng chăm chú theo dõi trận chiến, mọi chuyện khác cứ để sau này hắn tính. Mặc Đao từng bước bước ra, khí tức bộc phát hết sức cường đại. Hàn Tuyết cũng nhanh nhẹn uyển chuyển xuất hiện, khí tức lạnh lẽo bức người. Sư muội, xin đắc tội. Mặc Đao không phải là người thích dây dưa, hắn ta chỉ nói một câu rồi ngay lập tức vung đao lên chém ra năm trượng xa tới đỉnh đầu của đối thủ. Một đao này chém ra có lực sát thương vô cùng khủng bố, khí thế hết sức mãnh liệt. Hàn Tuyết không dám khinh thường, ngay lập tức phi thân lui về sau. Ngay cả cô ta cũng không dám đỡ một đao này. Khi phi thân ra phía sau, một tay cô ta liền kết ấn quyết, đài chiến đấu ngay lập tức được bao phủ bởi một lớp băng. Từng mảnh băng đều lóe lên ánh sáng sắc lạnh, hóa thành những lưỡi dao băng phóng về phía Mặc Đao. Mặc Đao định thân, vung đao đón đỡ. Ám khí của Đường Hạo thì hắn ta vẫn có thể dùng chân nguyên hộ thể chống đỡ. Nhưng những lưỡi dao băng của Hàn Tuyết không phải chuyện đùa, nó có thể dễ dàng xuyên thủng chân nguyên hộ thể của hắn ta. Phong! Hàn Tuyết khẽ quát lên, ấn quyết trong tay cô ta lại thay đổi. Bí pháp mới được thi triển. Ngay lập tức có một tầng băng xuất hiện níu chặt hai chân của Mặc Đao lại trên đài,
từ đó lại có thêm tầng tầng lớp lớp băng lan ra muốn bao phủ lấy toàn thân hắn ta, chỉ cần một chút thời gian thì hắn ta nhất định sẽ bị đóng băng thành tượng đá. Phá! Mạc Đao quát lên một tiếng làm vỡ nát lớp băng, rồi lại chém ra một đao quét ngang. Uy lực của một đao này hết sức bá đạo, đao thế ma sát khiến cho không khí trên đường đi của lưỡi đao cũng phải tóe lửa. Keng! Hàn Tuyết cầm kiếm âm băng vẽ ra một đường kiếm băng phá chiêu của Mạc Đao. Phách Thiên Trảm, Mạc Đao mạnh mẽ quát lên một tiếng, đao thế cuồng nộ không gì sánh được. Âm băng thiên thuẫn, Hàn Tuyết định thân, một tay vung kiếm, một tay kết ấn ngưng tụ thành tấm khiên băng trước mặt, bên trên tấm khiên băng có khắc không ít cổ tự. Keng! Một chảm của Mạc Đao đã bổ đôi tấm khiên. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Hàn Tuyết, tuy rằng một đao của hắn ta có thể bổ đôi tấm khiên nhưng chính hắn ta cũng đã bị chấn lui về phía sau. Thanh đao trên tay hắn ta rung lên dữ dội khiến cho cánh tay của hắn ta tê dại, cơ bắp đau nhức vô cùng. Cấm! Hàn Tuyết hừ lạnh, một lần nữa thay đổi ấn quyết. Ngay sau đó mọi người liền nghe thấy có tiếng dây xích va chạm, cổ tự trên tấm khiên băng đã kết thành những sợi xích vây chặt lấy Mạc Đao ở giữa rồi khóa chặt lấy tay chân của hắn ta. Những sợi xích này còn mang theo lực hút, trong nháy mắt đã hút đi không ít khí huyết của Mạc Đao. Chạm! Mạc Đao đứng yên trên mặt đất, quanh thân hiện lên đao khí cắt đứt dây xích. Đao khí của hắn ta rất mạnh, đã có thể chém đứt được hết những sợi xích băng. Keng! Hàn Tuyết đã lướt tới như một bóng ma, Lăng Thiên chém xuống một kiếm. Ông! Đúng lúc này Mạc Đao cũng đã phá vỡ hết phong ấn dây xích băng, vung tay chém ra một đao. Một chiêu này đã khiến cho cả hai đều bị chấn lui. Kiếm khí và đao khí va chạm tạo ra những vòng sáng chói mắt càn quét bốn phía. Trong nháy mắt, cả hai người lại tiếp tục lao vào nhau. Một bên cầm kiếm âm băng, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển, kiếm pháp quỷ dị khó lường, mỗi lần ra tay đều bộc phát ra khí tức lạnh giá bức người. Một bên cầm thanh đao đen lớn, khí tức cuồng nộ, đao pháp nghiền nát, mỗi một đao chém ra đều có thể nói là tinh tuyệt. Đao kiếm liên tục va chạm, phát ra những thanh âm hết sức chói tai. Hay lắm! Dưới đài, khán giả liên tục vỗ tay hoan hô. Đừng nói tới đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng đều trợn mắt há hốc mồm, hai tiểu bối này đều là những nhân tài có 102, hiện tại đang dốc toàn lực chiến đấu, có thể nói là ngang tài ngang sức, đúng là xuất sắc. Ngươi nói, ai sẽ thắng? Tô Vũ vừa mài đao vừa hỏi. Ta thấy dành thời gian đó để mài đao thì tốt hơn, Kiếm Nam trả lời, hắn ta cũng đang ngồi xổm để mài đao. Hai cái tên này rất có ý tứ, một bên mài đao một bên theo dõi trận chiến để tranh thủ thời gian. Còn có thể liếc mắt canh chừng Man Đằng, sau khi trận chiến kết thúc thì thằng em của cái tên nhóc to con kia sẽ được nấu lên ngay. Đừng làm bậy, Man Đằng giãy giụa kịch liệt. Hắn ta đang giãy giụa kịch liệt bởi vì đã bị trói gô lại từ lúc nào. Lúc này hắn ta trông có khác gì một con giòi ngoe nguẩy dưới mặt đất không kia chứ. Hắn ta không muốn tiến cung đâu. Rốt cuộc ai mới là người mạnh hơn đây, các trưởng lão đều vuốt râu lẩm bẩm. Thực ra mà nói, vẫn chưa ai có thể xác định được kết quả của trận chiến, Mạc Đao và Hàn Tuyết vẫn đang ngang tài ngang sức. Giờ phút này cũng không có ai dám nhảy ra kết luận, như trận chiến của Cơ Ngân và Bát Nhã vậy, ngay từ đầu đã không có ai lạc quan về số phận của tên tiểu võ tu, nhưng cuối cùng chính tên tiểu võ tu đó lại thắng, hơn nữa còn thắng rất vang dội. Nhìn lại hai người này, chỉ có quỷ mới biết được hai người còn có bài tẩy gì chưa lật. Nhắc đến Cơ Ngân, nhiều người lại bất giác liếc nhìn Triệu Bân. Hắn vẫn đang ngồi chăm chú theo dõi trận chiến. Ngược lại, trạng thái của Bát Nhã đang hết sức tồi tệ, kim thân Phật gia của cô ta đã bị tiêu diệt khiến cho cô ta bị phản vệ nặng nề, phải nhắm mắt trị thương, hai gò má của cô ta đã trở nên trắng bệch, khóe miệng không ngừng trào máu, sư phụ của cô ta đang cố gắng hết sức để hỗ trợ cô ta trị thương. Đao pháp tuyệt lắm, trong lòng Triệu Bân cảm thán. Hắn đang nói tới Mạc Đao, không biết đao pháp của hắn ta được truyền thừa từ đâu mà lợi hại đến như vậy. Theo ngươi thì ai sẽ thắng, lão Trần Huyền hỏi. Cũng khó nói, Triệu Bân nhẹ lắc đầu, bởi vì hai người này vẫn ngang tài ngang sức. Đúng rồi, ông còn nhận cược không, Triệu Bân liếc mắt nhìn sang hỏi. Không cược. Sao không cược nữa? Không có tiền. Keng, keng. Đao kiếm vẫn liên tục va chạm trên đài hết sức mạnh mẽ, ánh lửa ma sát văng tung tóe,
mỗi một lần đao kiếm va chạm thì lại sinh ra những vòng sáng càn quét bốn phía, khiến cho khán giả cũng phải ù tai hoa mắt. Tốc độ của hai người trên đài thì càng lúc càng nhanh khiến cho khán giả không thể theo dõi kịp, chỉ thấy được ánh sáng càn quét bốn phía, kiếm khí cùng đao khí phóng ra khắp nơi. Đến lúc này, hai người trên đài đã đại chiến mấy chục hiệp. Đến lúc này, cả hai vẫn bất phân thắng bại, chiến cục vẫn đang hết sức giằng co. Mặc đao bộc phát khí thế cuồng nộ, uy lực công phạt bá đạo. Hàn Tuyết cũng bộc phát khí tức âm lãnh, uy lực sát phạt sắc bén. Hai yêu nghiệt thiên tài giống như hai ngôi sao sáng liên tục xẹt qua xẹt lại trên đài, khí thế đối kháng kinh thiên động địa, chân nguyên cùng khí huyết liên tục đan xen. Ta cược Mặc đao thắng, Triệu Bân đặt một sấp ngân phiếu xuống chiếu bạc. Lão Trần Huyền đen mặt, cũng không thèm khắc ngọc bài cho hắn, cái tên nhóc này suốt ngày ngồi bên cạnh ông ta rồi chỉ chăm chăm nghĩ cách thu tiền của ông ta mà thôi. Kể từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu thì tên nhóc này đã ăn của ông ta không biết bao nhiêu tiền rồi. Thật sự không nhận cược sao, Triệu Bân trầm giọng hỏi. Cút, lão Trần Huyền mắng một tiếng. Cược, cược con mợ ngươi. Lão phu làm quái gì còn tiền mà cược với ngươi. Triệu Bân nhún vai, tiếp tục theo dõi trận chiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì Mặc đao có thể sẽ thắng. Hay lắm. Dưới đài chiến đấu, tiếng reo hò cổ vũ của khán giả cũng hết sức dữ dội, tưởng như có thể làm nghiêng trời lệch đất. Kể từ khi tỷ thí Tân Tông được tổ chức năm đầu tiên cho tới nay thì năm nay chính là năm náo nhiệt nhất, người của nội môn chạy ra đây để xem náo nhiệt cũng không ít, trong đó còn có cả trưởng lão Bạch Huyền Thạch và các đệ tử chân truyền khác. Bọn họ nào có cam tâm trở về tu luyện, đi một vòng liền quay trở lại xem náo nhiệt, còn mợ nó đệ tử mới gia nhập Thiên Tông năm nay đúng là toàn quái vật, giống như cái tên nhóc đệ tử của Đỉnh Tử Trúc kia vậy, hắn mạnh tới mức có thể ném cả một vị Phật khổng lồ vào nội môn. Chưa được bước vào nội môn mà đã tặng cho nội môn một món quà lớn, làm sụp đổ cả một tòa cung điện. Người nào là cơ ngân, có đệ tử nội môn đến sau hỏi. Trong toàn bộ người ở đây, chỉ có người bên cạnh lão Trần Huyền là cảnh giới chân linh thôi, có người đáp. Chắc chắn là đại Phật do hắn ném à. Nhiều người nhìn thấy như thế chẳng lẽ là giả à. Cũng kỳ lạ thật, lực chiến đấu đáng sợ như vậy, chắc có thể đấu với Sở Vô Xương nhỉ. Hắn, có người cười nhạo nói, đánh giá hắn hơi cao rồi đấy. Tiếng bàn luận xung quanh cực kỳ sôi nổi, đa phần là đệ tử nội môn, họ thầm xì xào bàn tán. Tuy nói là đến xem trận đấu nhưng thật ra là đến xem khỉ, mà Triệu Bân chính là con khỉ đó. Trong khoảng thời gian này đã có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng có gì thần kỳ cả, vẫn có vài người ngờ vực. Không chỉ là các đệ tử nội môn mà ngay cả các trưởng lão nội môn cũng tỏ vẻ không tin. Người tên là Cơ Ngân đó là cảnh giới chân linh thật nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ này cũng quá sức biến thái rồi. Hắn, có át chủ bài gì à? Trưởng lão nội môn hỏi. Có quỷ mới biết ý, lão Huyền Sơn lắc đầu, đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy át chủ bài của hắn. Xí, trưởng lão nội môn hít khí lạnh, đánh bại Bát Nhã mà không sử dụng át chủ bài. Mẹ nó, đúng là mắt mù mà. Lão Huyền Sơn đã mắng người khác bằng câu này trăm ngàn lần rồi. Bên cạnh đó, còn có vài người cũng mắng như thế, đa phần là những người đã đùn đẩy Triệu Bân. Nếu nhìn thấu được mọi chuyện thì chẳng có gì liên quan đến Vân Yên rồi, không tin Cơ Ngân thì lẽ ra cũng nên tin nữ soái xích diễm của đại hạ chứ. Bái kiến sư thúc. Bạch Huyền Thạch đã sáp lại gần Linh Lung cười nói. Linh Lung tùy tiện đáp lại. Sau đó tiếp tục uống trà, chỉ tùy ý liếc nhìn trận đấu trên võ đài. Sư muội, muội nhặt được bảo vật rồi, Bạch Huyền Thạch nhìn Vân Yên. Nhờ các sư huynh, sư tỷ nể mặt thôi, Vân Yên cười gượng. Nếu không có cuộc tỷ thí Tân Tông này thì có ma mới biết Cơ Ngân là một bảo vật, hắn khiến người ta ngạc nhiên quá. Rốt cuộc hắn có điểm gì đặc biệt vậy, Bạch Huyền Thạch hỏi. Sức, ăn rất lớn. Vân Yên thở dài, trong lời nói khó giấu được sự ngượng ngùng. Là sư tôn của Cơ Ngân đã lâu nhưng cô ta lại không biết đệ tử của mình có khả năng đặc biệt gì, thân là sư phụ thì chuyện này thất bại cỡ nào chứ, nếu biết thế thì cô ta đã thử trước một chút rồi. Sức ăn rất lớn. Bạch Huyền Thạch nghe thế cũng giật giật khóe môi. Đây cũng xem là điểm lợi hại à, lão ta nghĩ chắc là Vân Yên không muốn để lộ bí mật của Cơ Ngân.
nhưng thật ra Vân Yên cũng không biết thật. Giờ có vẻ những điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Thiên Tông lại có thêm một yêu nghiệt, là kiểu trong hàng ngàn người mới có một. Wow, cô ta biết bay. Trong khi hai người đang nói chuyện, tiếng kinh ngạc của mọi người vang lên xung quanh. Các đệ tử nội môn đều ngẩng đầu lên, thấy Hàn Tuyết lại biến ra một đôi cánh rồi bay lên trời. Những người từng nhìn thấy cảnh tượng này đều biết Hàn Tuyết lại sắp sử dụng tuyệt chiêu. Lạnh, Man Đằng thốt ra một từ. Trước đó hắn ta bị một trưởng từ trên trời giáng xuống này. Đánh thành tượng băng. Dù là lúc này, cả người hắn ta cũng đều ớn lạnh, theo lời Dương Phong thì đó là khí lạnh âm băng. Ầm. Mặc Đao cầm đao lên, đứng trên võ đài, hắn ta cũng ngẩng đầu lên nhìn. Vừa rồi hắn ta đã được trải nghiệm đại chiêu của Hàn Tuyết, trưởng pháp từ trên trời xuống. Rất mạnh. Mở. Mặc Đao hét lên một tiếng, cấm pháp lập tức mở ra. Ở mi tâm hắn ta xuất hiện một phù văn hình đao, theo đó, khí thế của hắn ta lại đạt đến cực điểm. Một đòn quyết định cuối cùng rồi, nếu còn không tăng lực chiến đấu của mình thì rất khó để đỡ được đòn tấn công này. Sắp quyết định được thắng thua, các khán giả đều ngồi thẳng lưng lại. Để xem ai mạnh ai yếu, Triệu Bân cũng đang theo dõi trận đấu. Đến giờ hắn cũng không chắc ai trong Mặc Đao và Hàn Tuyết sẽ thắng. Sở dĩ đặt cược Mặc Đao thắng có lẽ là vì trực giác, nhưng hễ là người từng xông pha chiến trường thì đều có tính kiên nghị vô cùng, tính cách này. Hắn có, Mặc Đao cũng có. Thiên Pháp, Lăng Tiêu Băng Ấn. Trong không trung vang lên một tiếng hét, Hàn Tuyết đã ra đòn, một trưởng ấn xuống. Mặc Đao ngẩng đầu lên nhìn, đó là một bàn tay trong suốt, lớn khoảng 10 trượng, trong trưởng đó có chữ triện âm băng lưu chuyển, uy lực trưởng này cực kỳ đáng sợ, còn mang theo uy lực kinh người. Bá Đao, Phách Thiên Trảm. Mặc Đao tiến đến một bước, nhảy lên không trung hét lên một tiếng. Đòn tấn công này của hắn ta vẫn là một đao mạnh nhất, đao quang khoảng 10 trượng chém lên trời, tiếng đao vang lên làm chấn động lòng người, đao ý cực kỳ hung hãn khiến mây trời đều đổi sắc. Ầm. Một tiếng ầm vang lên, Hàn Băng Ấn đó bị một đao chém đứt. Nhưng vẫn chưa hết, đao ý hung hãn vẫn còn lực tiếp tục lao lên trời. Hàn Tuyết lạnh lùng lơ lửng trong không trung cũng bị ảnh hưởng, đôi cánh Hàn Băng đó lập tức bị gãy, lảo đảo một chốc rồi ngã xuống. Soạt. Sư phụ của Hàn Tuyết đứng bật dậy, dùng lực bình tĩnh đỡ lấy cô ta. Hàn Tuyết bị thương khá nặng. Mặc dù là phần lực còn lại của đao ý nhưng cũng để lại một vết máu trên người cô ta, đao khí xâm nhập vào thể hồn khiến cơ thể cô ta hỗn loạn, cũng may được sư phụ của mình loại bỏ. Con, thua rồi, Hàn Tuyết mệt mỏi cười. Thua Mặc Đao không mất mặt chút nào, mặc dù lực chiến đấu không phân cao thấp nhưng trạng thái của đối phương lại vững chắc như sắt thép. Phụt, Mặc Đao nôn ra máu, lảo đảo một chút rồi ngã xuống. Hàn Tuyết bị đao ý của hắn ta đánh trúng. Hắn ta cũng chịu phải khí lạnh âm băng của Hàn Tuyết. Nửa chiêu này là hắn ta suýt thắng, nếu không phá được Hàn Băng Ấn thì người thua là hắn ta, cũng may ý chí của hắn ta đủ kiên cường. Thắng rồi. Triệu Bân bật cười nhìn Lão Trần Huyền. Lão Trần Huyền sầm mặt, sao ngươi đoán chuẩn thế? Thật sự là vấn đề ăn ở sao? Sao ta cược một lần là thua một lần thế, thằng nhóc này lại cứ thắng mãi thôi? Hay là tên này, biết bói toán? Đặc sắc. Đúng là rất đặc sắc. Tiếng thốt kinh ngạc ở phía dưới liên tục vang lên, kinh ngạc vì Mặc Đao và cũng kinh ngạc vì Hàn Tuyết, trận này bọn họ thật sự đã đánh rất tuyệt. Có điều, so với Cơ Ngân và Bát Nhã thì không thể nào sánh bằng được. Sao cuộc thi dành cho các đệ tới mới nhập môn kỳ này có nhiều thiên tài thế không biết? Ngoài thốt lên kinh ngạc ra thì các đệ tử nội môn có mặt ở đó còn không ngừng suýt xoa. Trong lúc nói chuyện còn liếc nhìn Nguyệt Linh, và cũng liếc nhìn Dương Phong và Tô Vũ. Ba người bọn họ là những nhân vật nổi bật trong các đệ tử mới nhập môn kỳ này, cả ba đều nằm trong top 5, nhưng so với các nhân tài trong kỳ này thì có phần hơi mờ nhạt, đừng nói những người khác, chỉ một mình Sở Vô Xương thôi thì cũng đủ đè bẹp rồi. Không đến thì thôi, hễ đến là đến cả đội. Bạch Huyền Thạch lại cảm thán, chắc đây là năm hội tụ nhân tài mà. Đám tiểu bối đó đều là tương lai của Thiên Tông, chẳng hạn như Sở Vô Xương. Sau này ít nhất cũng sẽ là phó trưởng giáo. Vô Niệm, Sở Vô Xương, lên sàn đấu. Trong tiếng ồn ào, tiếng của Ngô Huyền thông vọng khắp hội trường, tất cả đều im lặng.
Khán giả ngồi lại ngay ngắn, đến cả Triệu Bân cũng vậy, hắn chưa từng nhìn thấy Sở Vô Xương ra tay thật sự. Vô Niệm là một thiên tài không tầm thường, không biết hắn ta có thể khiến Sở Vô Xương dùng đến ít tuyệt kỹ gì không? Tiểu sư đệ, lần này không được nương tay đâu đấy. Tô Vũ trịnh trọng dặn dò, Sở Vô Xương không phải thiên tài bình thường. Nhóc Vô Niệm gật đầu, không cần Tô Vũ phải nói, hắn ta cũng sẽ không nương tay mà sẽ dốc toàn lực ứng chiến. Này mập, nếu như ngươi có thể ném cái này lên đó thì bọn ta sẽ không cắt cậu nhỏ của ngươi nữa. Tô Vũ thì dặn dò Vô Niệm, còn Kiếm Nam thì lại chuyên tâm dụ dỗ Man Đằng, còn choàng một tay lên vai của hắn ta nữa, nhìn từ phía sau rất giống hai anh em tốt, mở miệng là nói lời thật lòng. Nhìn lại thứ mà hắn ta đang nắm trên tay thì hình như là một cây gậy. Đúng vậy, là cây gậy, một cây gậy sắt màu đen nhánh, quan trọng là kích thước vừa chóc. Thứ đó của người không được, để của ta dễ dàng hơn. Man Đằng mỉm cười, không nói gì đã ném lang nha bổng của mình lên. Một tiếng đùng vang lên, còn lớn hơn cả tiếng bàn tán. Giây phút đó, cả hội trường bỗng im lặng. Cũng chính vào lúc đó, những người bên ngoài cửa đều đưa mắt nhìn về phía Man Đằng. Vẫn giống như trước đây, ánh mắt của các thanh niên khi nhìn Man Đằng đều rất kỳ lạ. Trong trận đấu có sự tham gia của Sở Vô Xương mà ngươi cũng dám ném đồ lên sàn đấu. Gan thật mà, có biết là tính khí của Sở Vô Xương rất tệ không? Cô ta sẽ đập ngươi thành cho ngay và luôn đấy. Sao bọn họ lại nhìn ta như thế? Man Đằng gãi đầu. Đừng đùa nữa, ta không thân với ngươi. Kiếm Nam tự giác né ra, tất cả hành động của hắn ta đều nói lên một điều, đừng hiểu nhầm, ta thật sự không quen biết với tên to con này. Đàn ông thối, không biết xấu hổ. Các đệ tử nữ lên tiếng mắng, ánh mắt đều tóe lửa. Nhìn sang các trưởng lão nữ thì thấy mặt mày ai cũng cực kỳ khó coi, đặc biệt là sư phụ của Sở Vô Xương. Đừng mắng người thế chứ, Man Đằng ngây mặt ra. Vậy là sao, các trưởng lão và đệ tử nội môn đến sau đều không hiểu đang có chuyện gì, chẳng phải tên to con đó chỉ cho mượn binh khí thôi sao? Có cần phải như vậy không? Sao lại còn bị mắng thế kia? Lẽ nào đó là một loại binh khí cực kỳ mạnh mẽ, có thần uy đáng sợ sao? Lúc mọi người chưa đến thì có người không cư xử theo võ đức ở đây. Lão Huyền Sơn vuốt râu, giải thích một câu đầy ẩn ý. Ông già đó vừa nói vừa liếc mắt qua Triệu Bân, người không nói võ đức chính là tên đó. Vì cú đá đó của hắn đã tạo ra một lề thói xấu. Liên quan gì đến ta, mặt Triệu Bân hơi sầm xuống, đừng có chuyện gì cũng đổ cho ta. Nghĩa là sao, người trong môn phái vẫn không hiểu, nói rõ ràng ra đi chứ. Ngươi như thế là chơi không đẹp lắm đâu, Tô Vũ nói lời thật lòng. Ta giỏi chịu đòn. Tư Không Kiếm Nam nói câu đó vô cùng nhỏ. Lát nữa tên đó sẽ đánh chết ngươi. Ta cũng chịu được đòn. Lạnh quá, Man Đằng run lên, giờ hắn ta mới để ý thấy Sở Vô Xương ở trên sàn đấu đã liếc mắt xuống rồi. Cô ta đang nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lùng và buốt giá, khiến cả người hắn ta run lên cầm cập. Ta chỉ cho mượn binh khí thôi, đừng nhỏ mọn thế chứ. Man Đằng bất giác ho gượng gạo. Đến giờ hắn ta cũng không biết lang nha bổng của mình đại diện cho ý nghĩa gì, càng không biết mình đang lảng vảng trước quỷ môn quan, chỉ biết ánh mắt Sở Vô Xương nhìn hắn ta không bình thường mà thôi. Bắt đầu. Ngô Huyền Thông tằng hắng để kết thúc sự lộn xộn trong sân. Đến giờ thì những người đang nhìn Man Đằng mới đồng loạt hướng mắt về sàn đấu. Cái đầu chọc nhỏ của Vô Niệm vẫn bóng loáng, sáng lóa như vậy. Có điều. Sáng thế nào cũng không sáng bằng Sở Vô Xương, cô ta mới thực sự chói lóa, ánh sáng lóe lên khắp cơ thể, đầy màu sắc kỳ lạ. Cô ta đứng ở giữa, cảm giác rất thần tiên. Mở. Vô Niệm hét lớn lên một tiếng, giữa trán xuất hiện một hoa văn cổ. Hắn ta đã dùng đến một cấm pháp có thể gia tăng sức chiến đấu lên mức cao nhất, khí thế tăng một mạch lên đến mức cao nhất, những luồng khí huyết vốn dĩ vẫn hiền hòa cũng vì vậy mà trở nên vô cùng điên loạn. Rõ ràng hắn ta là một con người nhưng lại có vẻ như một con thú hoang dại, bên trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh thần bí và đang dần dần hồi phục. Đấy mới là sức chiến đấu mạnh nhất của hắn sao? Người ít nói như mặc đao mà cũng tỏ vẻ kinh ngạc, khí thế mạnh quá mà. Thể thiên linh và thể âm băng cũng khó giấu được sự e dè trong ánh mắt, ai cũng tự thấy khi đấu với Vô Niệm trong trạng thái bây giờ thì tỷ lệ phần thắng rất thấp, thần lực bẩm sinh của hắn thật sự quá đáng sợ.
nhóc con được lắm. Triệu Bân lẩm bẩm, hai mắt nheo tít lại. Hắn có thiên nhãn nên có thể nhìn rất rõ, trong cơ thể của nhóc vô niệm thực sự có sức mạnh đang ngủ quên, thần bí và đáng sợ, chỉ là không biết sức mạnh đó có từ đâu, là bẩm sinh hay là do tu luyện mà thành. Nhìn lại Sở Vô Xương, thần sắc cô ta rất lạnh lùng, không có chút thay đổi cảm xúc nào. Hoặc cũng có thể nói, đối với cô ta mà nói thì thứ gì cũng vô nghĩa, cấm phép gì cũng vậy mà thôi. Bá Thiên, Hám Sơn Quyền. Nhóc vô niệm hét lớn lên và dùng toàn lực tấn công. Vì biết đối thủ là Sở Vô Xương nên hắn ta đã dùng sức chiến đấu đỉnh cao của mình cho đòn tấn công này. Hắn ta đã dùng đến cấm pháp nên không chỉ sức mạnh được gia tăng mà tốc độ cũng tăng đến đỉnh điểm. Nhìn từ dưới sàn đấu, hắn ta giống như một tia sáng chói lóa, chỉ trong vài nhịp thở thì đã đánh đến trước mặt Sở Vô Xương. Nắm đấm của hắn ta tràn đầy chân nguyên, giữa các ngón tay còn có chữ màu đen chạy quanh. Nắm đấm mạnh thật, Mạc Đao không khỏi kinh ngạc, tự nhận mình không thể đỡ nổi. Đến cả hắn ta cũng như thế thì càng không cần phải nói đến những thiên tài khác, uy lực của một đấm cũng đủ khiến núi đồi rung chuyển. Vẻ mặt của Triệu Bân khá điềm tĩnh, hắn đang nhìn Sở Vô Xương. Cô con gái cưng của trời đó không có hành động gì trước đòn tấn công của vô niệm. Mãi cho đến khi cú đấm của vô niệm thật sự đấm qua, cô ta mới giơ cánh tay ngọc ngà lên, xòe năm ngón tay ra, chuẩn xác nắm lấy nắm đấm nhỏ của nhóc vô niệm. Gì mà thần lực bẩm sinh, gì mà nắm đấm rung chuyển núi đồi, gặp cô ta thì đều vô dụng hết, cú tấn công bá đạo không hề gây ra được bất cứ sóng gió gì. Chuyện này, các đệ tử ở hiện trường, bất kể là nội môn hay ngoại môn cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Hám Sơn Quyền đấy, Hám Sơn Quyền được vô niệm đánh ra bằng năng lực chiến đấu đỉnh phong mà không ngờ lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế, thậm chí, đến cơ thể nhỏ nhắn của cô ta cũng không hề lay động chút nào, uy lực của nắm đấm đã bị cô ta phá giải hoàn toàn. Cô ta mới chính là thiên tài, Mạc Đao tự cười nhạo mình. Sắc mặt của các thiên tài khác như bọn Hàn Tuyết cũng tương tự. Đến các đệ tử xuất sắc mà còn như thế nữa thì nói gì đến các đệ tử bình thường, họ đã sợ đến mức hồn vía bay đi đâu mất rồi. Cô ta phải có năng lực lớn mạnh cỡ nào thì mới có thể hóa giải quyền đó một cách nhẹ nhàng như thế được. Đấy là loại sức mạnh gì? Triệu Bân lại lẩm bẩm, hắn đang nhìn lên cánh tay của Sở Vô Xương. Mới đó, rõ ràng hắn đã nhìn thấy trong tay của Sở Vô Xương có một luồng khí năm màu toát ra, có điều, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Cũng chính là luồng khí năm màu kỳ lạ đó đã phá giải uy lực của Hám Sơn Quyền, chính vì vậy mà nắm đấm bá đạo khi gặp phải Sở Vô Xương thì lại biến thành một nắm đấm bình thường. Vô niệm bị Sở Vô Xương trưởng bay lộn ra xa. Mạnh như nhóc vô niệm mà chúng trưởng đó của cô ta xong thì chân nguyên hộ thể cũng lập tức tan biến. Trong lúc hắn ta bay ngược về sau thì miệng còn nôn ra máu, trời mới biết hắn ta đã trúng phải đòn như thế nào, khí huyết vốn dĩ rất dồi dào cuồn cuộn bỗng chốc tụt dốc, khuôn mặt nhỏ vốn hồng hào cũng lập tức trở nên trắng bệch. Keng! Sở Vô Xương không di chuyển, chỉ phất nhẹ ống tay áo. Lập tức, một luồng kiếm khí ngũ sắc từ trong ống tay áo của cô ta phóng ra, đuổi theo nhóc vô niệm. Tiếng kiếm khí vút lên đánh vào tâm trí của người nghe, nó giống như tia chớp vút qua thật nhanh, kiếm uy mang sức mạnh có thể hủy diệt tất cả. Tiểu sư đệ, cẩn thận đấy, Tô Vũ hét lớn lên. Luồng kiếm khí năm màu đó thật sự rất đáng sợ, nếu như hắn ta bị chém trúng thì nhất định sẽ chết tươi ngay. Định! Vô niệm hét lớn, cố đứng vững lại. Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh đoản kiếm màu bạc lấp lánh, hắn ta lập tức đưa kiếm cản lại phía trước. Binh khí tốt! Lão Âu Dương thấy vậy thì không khỏi thốt lên kinh ngạc. Không biết thanh đoản kiếm màu bạc được đúc từ vật liệu gì, trên thân kiếm được khắc đầy phù văn, toát lên màu bạc lấp lánh, tiếng kiếm kêu như tiếng đàn, mang trên mình một loại linh khí cổ đại, còn độ cứng của nó thì càng không cần phải nói. Keng! Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, to và trong. Kiếm khí ngũ sắc chuẩn xác đánh lên thanh đoản kiếm màu bạc, làm tóe lên tia lửa trắng. Kiếm bạc rất cứng. Đỡ được kiếm khí, nhưng nhóc vô niệm thì lại bị chấn động đến bay ra xa. Một luồng kiếm khí được tùy tiện đánh ra mà lại có uy lực đến thế sao? Tiếng thốt lên kinh ngạc vang khắp hội trường, các trưởng lão địa tạng đỉnh cao cũng vô cùng kinh ngạc. Không phải nhóc vô niệm quá yếu mà là Sở Vô Xương quá mạnh, mạnh đến mức vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Sao có thể, Triệu Bân chau mày, năm loại thuộc tính sao? Hắn chắc chắn không sai. Đúng là Sở Vô Xương có 5 loại thuộc tính trên người.
hắn chỉ có thể nhìn ra được ba loại là thủy, mộc, phong, còn về hai loại còn lại thì hắn chưa nhìn ra được là thuộc tính gì. Đáng nói là hai thuộc tính đó không có trong ngũ hành, chắc là loại thuộc tính cực kỳ hiếm có trên thế gian. Kiếm khí ngũ sắc, sức mạnh của năm loại thuộc tính. Mà đó lại là sự kết hợp hoàn mỹ, thảo nào cô ta lại có uy lực mạnh đến thế. Từ đòn tấn công đó của Sở Vô Xương, bước đầu hắn đã nhìn thấy được đôi chút về năng lực của cô ta, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi, trời mới biết cô thiên chi kiêu nữ đó còn có bao nhiêu tuyệt kỹ đang giấu nữa. Thảo nào cô ta lại cao ngạo, kiêu căng đến mức không coi ai ra gì, bẩm sinh đã có 5 loại thuộc tính, cô ta thật sự có tư cách để cao ngạo. Phá diệt, vô thiên kiếm trảm, vô niệm hết lớn lên, thần lạc bẩm sinh không có tác dụng thì chỉ có thể dùng đến kiếm quyết thôi. Hắn ta giảm một giảm nát cả sàn đấu, vung kiếm lên, chém ra một ánh sáng kiếm dài đến 10 trượng. Sở Vô Xương không hề động đậy. Ánh sáng ngũ sắc tập hợp lại xung quanh người cô ta, tạo thành một lá chắn ngũ sắc. Ánh sáng kiếm dài 10 trượng chém thẳng lên lá chắn ánh sáng ngũ sắc đó nhưng không thể phá tan. Không chỉ không thể phá tan mà còn bị chấn bay ngược trở lại, ánh sáng kiếm 10 trượng lập tức tan biến. Ọc, vô niệm lại nôn ra máu, một lần nữa bay ngược ra xa. Đến khi rơi xuống đất, hắn ta lại tiếp tục lùi về sau 4-5 bước, mỗi bước lùi đều để lại dấu chân rất sâu trên sàn đấu. Cánh tay cầm kiếm trước đó cũng be bét máu, còn về thanh kiếm của hắn ta thì đã sớm bị bay ra khỏi sàn đấu từ khi ánh sáng kiếm tan biến và hắn bị chấn động bay ra xa rồi. Mạnh thật đấy, vô niệm lẩm bẩm. Mạnh thật đấy, đấy cũng là câu mà các đệ tử trong cả hội trường đang lẩm bẩm. Vô niệm với thần lực bẩm sinh dùng liên tiếp hai chiêu lớn mà vẫn không làm gì được Sở Vô Xương. Thuộc tính gì vậy? Triệu Bân là người khác biệt nhất, hắn đang nghiên cứu hai thuộc tính còn lại. Không phải hắn chưa từng gặp người có nhiều loại thuộc tính nhưng người có 5 loại thuộc tính bẩm sinh thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Đến giờ hắn vẫn chưa nhìn ra được hai thuộc tính còn lại trong đó, vậy thì nó phải là sức mạnh hiếm gặp đến mức độ nào. Giảm nhẹ nhuệ khí của nhau cũng tốt. Nguyệt thần khoan thai nói, là độc thoại, đương nhiên Triệu Bân không nghe được. Thực lực của Triệu Bân cô ta vô cùng rõ ràng, thực lực của Sở Vô Xương, cô ta cũng thấy rõ ràng, hai yêu nghiệt này nếu thật muốn đấu nhau, tỷ lệ thắng 5 năm, cho dù ai thắng cũng sẽ là một loại rèn luyện. Cấm. Hai tay tiểu vô niệm kết ấn, lại thay đổi đại chiêu. Nhưng nghe thấy một tiếng vù lớn trên bầu trời, ngưng luyện ra một tòa bảo tháp, là bảo tháp hư ảo, tạo nên bí thuật, trên đó. Khắc họa rất nhiều đường vân cổ xưa, lăng thiên hạ xuống bao trùm Sở Vô Xương trong tháp. Phong! Tiểu vô niệm há miệng hét, ấn quyết trong tay lại thay đổi. Bảo tháp phù vù run rẩy, bên trong sấm chớp rền vang còn có ngân quang bắn ra bốn phía, sức mạnh hóa tận diệt. Ngoại trừ cái này chính là một loại vân chú tạo thành dây xích phù văn, khóa tay chân Sở Vô Xương, cũng giống như dây hàn băng, không chỉ có sức mạnh phong cấm, còn có thể hút cắn khí huyết của Sở Vô Xương. Pháp này, vô dụng với ta, Sở Vô Xương nhàn nhạt nói. Lời còn chưa dứt lại thấy một đường kiếm khí ngũ sắc, nhẹ nhàng tách rời bảo tháp. Phụt, vô niệm lại bị cắn trả, phun máu một lần nữa. Còn chưa chờ hắn ta đứng vững. Một đường kiếm khí ngũ sắc liền chém tới đối diện. Chuông vàng hộ thể. Vô niệm đứng yên trên đất, có một miệng chuông lớn màu vàng bao trùm lấy hắn ta. Miệng chuông vàng này làm trưởng lão tại đây nhìn sáng mắt một trận, kia không phải chuông chân chính, cũng là bí pháp, cũng là một loại phòng ngự có thể nói tuyệt đối, về mặt ý nghĩa nhất định thì mạnh hơn thiên cang hộ thể. Điểm khác nhau chính là thiên cang hộ thể tự mang theo lực đàn hồi đáng sợ. Nhưng nếu bàn về phòng ngự hay là chuông vàng hộ thể, đồng cấp tiên có người có thể đánh vỡ, vì vậy nói nếu vô niệm võ tu loại này cũng là người được chọn tốt nhất của tiền phong nhục thuẫn, còn thích hợp hơn so với man đằng, chỉ một cái chuông vàng hộ thể, cơ bản liền có thể chống lại tất cả thương tổn, đánh nhau với man đằng. Chỉ có điều loại bí pháp này đã sớm thất truyền. Không ngờ đó, tên tiểu đầu chọc này cuối cùng được chân truyền, quả thật là đại vận khí. Chớ nói những đệ tử khác. Ngay cả Triệu Bân thấy rồi cũng con mắt lóe sáng, đó quả thật là bí pháp tốt. Con! Đang khi nói chuyện, kiếm khí ngũ sắc kia đã giết tới. Tồn tại của Sở Vô Xương rất tốt cho người đời. Đã nói rõ một đạo lý có từ ngày xưa, không có gì kiên cố mà không phá nổi, chuông vàng hộ thể gì đó ở trước mặt kiếm khí ngũ sắc của cô ta, đó chính một vật trưng bày yếu ớt như tờ giấy trắng,
một kiếm trực tiếp bể tan tành, ngay cả Tiểu Vô Niệm cũng cùng bị xuyên thủng. Ừng ực, cảnh kia không biết bao nhiêu người đứng nhìn âm thầm nuốt nước miếng. Đó là chuông vàng hộ thể đó, phòng ngự tuyệt đối, vậy mà lại bị một đường kiếm khí trực tiếp đánh thủng. Kiếm tới. Vô Niệm đưa tay, kiếm bạc bay ra khỏi chiến đài lại bị hút vào trong tay. Không đợi hắn ta thở dốc, Sở Vô Xương lại xuất ra một đường kiếm khí ngũ sắc càng quỷ dị hơn so với hai đường trước kia, một đường kiếm khí ngũ sắc lại chia thành năm đường, màu sắc đều khác nhau. Keng! Vô Niệm nâng kiếm tiến lên, dùng hết sức múa kiếm gãy để phòng ngự. Tiếp đó chính là liên tiếp chuỗi tiếng va chạm kim loại, năm đường kiếm khí kia giống như có linh tính, lại vẫn được công phạt, cũng có lẽ là Sở Vô Xương đang khống chế, liền giống như loại thuật ngự kiếm đó. Phụt, phụt. Trên chiến đài huyết quang chợt hiện, liên tiếp từng đường. Là Vô Niệm đổ máu, cho dù là đề phòng gió thổi không lọt, vẫn bị năm đường kiếm khí đáng sợ kia vạch ra từng vũng máu, mỗi một vết kiếm đều có ánh sáng ngũ sắc xung quanh, hóa giải tinh khí hắn, khiến cho vết thương không những không khép lại, lại còn khuếch tán ra bên ngoài, ý kiếm đã xâm nhập thể phách. Mấy ngày không gặp, không ngờ nha đầu kia lại mạnh vậy. Lão Trần Huyền sụt xịt một tiếng. Ngay cả ông ta cảnh giới địa tạng này cũng chậc lưỡi không dứt. Cô ta, có phải có 5 loại thuộc tính không? Triệu Bân liếc mắt, hỏi ra vấn đề này. Cô ta có phải có 5 loại thuộc tính không? Triệu Bân hỏi. Có thể nhìn ra cái này, chứng tỏ ngươi cũng không ngu, lão Trần Huyền khoan thai nói. Ngoại trừ thủy, mộc, phong, hai cái khác là loại thuộc tính gì? Triệu Bân lại hỏi, quý mới biết, lão Trần Huyền nhún vai. Ngay cả ông cũng không biết, Triệu Bân không khỏi nhíu mày. Toàn bộ đại hạ, chỉ 3 người biết 2 loại thuộc tính kia, lão Trần Huyền uống ực một hớp rượu. Ai? Đại hạ Hồng Uyên, đại hạ Hồng Tước, nữ soái Xích Diễm. Cái này. Triệu Bân không khỏi nhếch miệng, đây cũng có phần quá cơ mật rồi. Lẽ nào ngay cả phụ mẫu của Sở Vô Xương cũng không biết 2 loại thuộc tính khác? Hay nói là nữ soái dồn hết tâm trí giấu giếm cho bọn họ? Nhà đầu này, có chỗ dựa rất lớn, lão Trần Huyền nhiều thâm ý trong lời nói. Lớn thế nào, Triệu Bân lại nhướng mi. Bí mật, lão Trần Huyền hơi thâm trầm vuốt râu. Triệu Bân hít sâu một hơi, chớp mắt liền muốn lấy ra một cây gậy, chọc vào cái người này 2 cái, sao còn thừa nước đục thả câu chứ? Ăn nói vòng vo như vậy, đi ra ngoài rất dễ bị ăn đòn. Phụt, phụt. Lúc 2 người trò chuyện, Vô Niệm lại phun máu. Kiếm khí một phân thành 5 kia quả thật là ác liệt vô cùng, nhằm vào Vô Niệm toàn thân trong vũng máu. Tiểu đầu chọc đủ kiên trì, cứng rắn chống lại không đầu hàng. Đừng đánh nữa. Tô Vũ không nhìn nổi, kêu lên một tiếng. Con mẹ nó đây là tỉ thí, toàn bộ là một người treo lên đánh đấy chứ. Từ đầu tới đuôi cũng không thấy Sở Vô Xương di chuyển bước chân, trực tiếp treo Tiểu Vô Niệm lên đánh. Đồ nhi, đủ rồi. Sư phụ của Vô Niệm cũng đứng lên. Cũng không thể lại để Vô Niệm đánh nữa, đánh tiếp nữa sẽ tổn căn cơ. Sở Vô Xương không phải là một đệ tử bình thường, kiếm khí của cô ta cũng không phải kiếm khí bình thường, là tự mang kiếm uy. Hơn nữa còn có ý kiếm đáng sợ, xâm nhập thể phách, vết thương chính là căn cơ của võ đạo. Phá, cho ta. Đáp lại Tô Vũ và sư phó là một tiếng gầm của Vô Niệm. Tên tiểu đầu chọc này quả thật nổi bật, đã động vào cấm pháp kiếm quyết, lại là một kiếm càn quét 5 kiếm khí, vì thế hắn ta cũng trả một cái giá vô cùng thảm thiết, một cánh tay rũ xuống, suýt chút nữa bị phế. Không phải đối thủ của ta, sớm đi xuống đài đi, Sở Vô Xương khẽ hé môi. Ta còn chưa đánh đã, Tiểu Vô Niệm che bả vai, cũng là một tên quật cường. Không tự lượng sức mình. Sở Vô Xương đã mất kiên nhẫn. Cũng thay đổi phong cách thật. Kèm một tiếng kiếm vang, đường thứ tư kiếm khí ngũ sắc bắn tới, mạnh đến mức dễ như trở bàn tay. Chiến! Vô Niệm gào thét một tiếng, nâng kiếm xông tới. Rồi sau đó chính là một đường huyết quang cực kỳ chói mắt, kiếm gãy màu bạc của hắn ta lần thứ 2 bị đánh bay, lần thứ 3 hắn ta bị lật đổ, còn chưa định hình được, kiếm khí ngũ sắc đã chạy thẳng đến mi tâm. Sắc mặt Vô Niệm sợ hãi. Quả thật không cản nổi một kích này. Tiếng kiếm vang chói tai, kiếm khí ngũ sắc giết tới. Chỉ có điều, lúc kiếm khí bắn tới ngoài mi tâm hắn ta một tấc,
lại đột ngột dừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tán, dù như vậy, một tia kiếm uy mà trên kiếm khí cuốn lấy cũng chém vào da thịt hắn ta. Không sai, là Sở Vô Xương giữ tay lại. Nếu muốn diệt tiểu đầu chọc, một đường kiếm khí này có thể đâm thủng mi tâm hắn ta. Ta, thua rồi. Cuối cùng dù không muốn, Vô Niệm vẫn phun ra lời này. Mạnh, Sở Vô Xương quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến hắn ta sinh ra một loại cảm giác vô lực chưa từng có. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Lời này, quả là đúng. Chân chính nhìn thấy sức mạnh của đối thủ mới thấy bản thân mình nhỏ yếu. Thua bởi cô ta, không mất mặt. Tô Vũ, Kiếm Nam và Man Đằng đã lên đài đỡ Vô Niệm. Lúc nhìn Sở Vô Xương, ba người tràn đầy kiêng kỵ, thiên chi kiêu nữ đó là mang thần cấp lợi hại đó. Chỉ dựa vào ba người họ, một cái tát văng mang theo máu. Trực tiếp lên trời. Lại đến thời gian nơi đây tĩnh lặng. Tiểu Vô Niệm thất bại rồi, 10 hiệp cũng không chống được. Mà một hiệp này còn là Sở Vô Xương cố ý nhường, nếu thật sự dùng hết sức, 3 hiệp là đủ, mạnh như Vô Niệm cũng như vậy, chứ đừng nói những người khác, mặc đao lên cũng bại thảm thiết. Thật sự, quá mạnh, đệ tử ngoại môn kinh ngạc nói thầm. Thật sự, quá mạnh, đệ tử nội môn cũng nói giống như vậy. Đệ tử mới vào tông khóa này thật sự quá trâu bò. Chỉ một Sở Vô Xương liền có thể càn quét toàn bộ. Thật đúng là người của Sở gia đều là một yêu nghiệt đỉnh cao, nữ soái Xích Diệm cũng thế, Sở Vô Xương cũng vậy. Cho cô ta đủ thời gian, chắc chắn mạnh hơn sư tôn, Linh Lung cười một tiếng. Tất cả mọi người đều biết ý nghĩ của so sánh này, chờ Sở Vô Xương năm nào dòm ngó cảnh giới thiên võ, nhất định lại là một đệ nhất thiên hạ, chắn chắn sẽ thay thế Đại Hạ Hồng Uyên, uy trấn bát hoang tứ hải. Nhưng có áp lực. Lão Trần Huyền liếc mắt nhìn Triệu Bân. Thật không biết tiểu võ tu này tự tin ở đâu lại dám khiêu chiến với Sở Vô Xương. Có chút, Triệu Bân cười một tiếng. Lão Trần Huyền nhếch miệng, mặt hàng này thật không biết trời cao đất dày. Triệu Bân không nói, nói cũng phải nói thật, Sở Vô Xương đáng sợ, nhưng cũng không đến nỗi nghiền ép hắn, áp lực là có, nhưng hắn cũng không phải là con cọp giấy, vẫn là câu nói kia, hắn cũng có thể đánh. Hôm nay. Đến đây chấm dứt. Ngô Huyền Thông liếc nhìn sắc trời, ngày mai lại chiến cũng được. Nhìn Hàn Tuyết, nhìn Vô Niệm, nhìn Bát Nhã từng người bị thương thảm hại, không hơn đại chiến nữa. Vèo. Lời ông ta vừa dứt, Sở Vô Xương liền giống như quỷ quái ra sân. Vẫn như lúc trước, trong trẻo lạnh lùng cũng cao ngạo, để cô ta tham gia thi đấu với tông mới chính là đang lãng phí thời gian, đệ tử nhiều như vậy. Không ai có thể vào pháp nhãn của cô ta, cho dù là đệ tử yêu nghiệt cũng như vậy. Lúc đi ngang qua Man Đằng, cô ta còn liếc mắt một cái. Đại đầu hiếu chiến cũng bị ánh mắt này nhìn đến đái ra quần. Sở Vô Xương cũng chỉ liếc nhìn, chủ yếu là lười ra tay. Mất thể diện. Kịch hay hạ màn, ngày mai lại tới. Các khách xem đều đứng lên, từng người vẫn chưa thỏa mãn. Xem đi, tiết mục áp chót mới là vở kịch lớn. Cơ Ngân Diệt Đại Phật, Mặc Đao Bá Thiên vừa một trận đánh bại Hàn Tuyết, đánh nhiều nhất là Sở Vô Xương, người đều không động, mấy đường kiếm khí ngũ sắc đánh bại. Tiểu Vô Niệm, ngày mai vẫn là mấy người bọn họ, Bát Nhã, Hàn Tuyết và Vô Niệm mặc dù thất bại, nhưng đều có cơ hội sống lại. Hôm nay, ở đây duy chỉ một người không dùng qua cơ hội sống lại, chỉ thừa lại Thể Thiên Linh. Cho nên nói, tỷ đấu ngày mai ít nhất sẽ có hai người đào thải. Sẽ là ai chứ? Không ít người nhìn xung quanh mấy người, ánh mắt đều rơi vào Triệu Bân. Đào thải Cơ Ngân là tốt nhất rồi, tên kia quá không chú trọng võ đức, trên chiến đài phong khí không tốt chính là vì hắn mà ra, đá tiểu đệ đệ của Man Đằng, cục diện sau đó phát sinh không thể cứu vãn. Liên quan đếch gì đến ta? Sắc mặt Triệu Bân biến thành đen, cũng không phải cây gậy ta ném. Cùng đừng ép ta nữa. Lão tử liền không cần mặt mũi, phun đầy phân chó lên mặt các ngươi. Cơ Ngân. Lúc người xem lần lượt đứng dậy, chợt nghe thấy giọng nữ linh hoạt kỳ ảo. Triệu Bân theo bản năng ngoái đầu nhìn lại. Đập vào mắt liền thấy Huyễn Mộng đi về phía hắn. Các khách xem rời đi cũng nhiều người trong nháy mắt quay đầu nhìn. Có chuyện à, Triệu Bân nghe xong, hỏi một tiếng mang tính thăm dò. Cũng không có chuyện gì. Huyễn Mộng cười, tiến lên chính là một cước, đá vào đúng quần Triệu Bân. Cộp. Tiếng kêu thảm thiết của Cơ Ngân trong tưởng tượng,
cũng không có. Ngược lại thì một tiếng cộp vô cùng trong trẻo êm tai. Tiểu đệ đệ kia của hắn là chuông vàng che thiết bố Sam sao? Nam trưởng lão và các nam đệ tử ở đây cùng nhướng lông mày, đặc biệt là man đằng kia, hai người mắt to mở trừng trừng, cứng như vậy, thứ đồ kia của ngươi. Là thép thuần. Các nữ đệ tử kinh ngạc. Vẻ mặt các nữ trưởng lão cũng vô cùng kỳ quái. Cứng không, chỉ có Huyễn Mộng biết, một cước như đá lên tấm thép. Sao cứng như thế, Huyễn Mộng đau đến cắn răng chịu đựng. Biểu cảm này của cô ta mới là buồn bực nhất, nghi ngờ nhất ở đây. Sư tỷ, sao lại tức giận như vậy, Triệu Bân tiến lên ân cần hỏi. Cấp trên giao phó, không dám không nghe theo, Huyễn Mộng tìm chỗ ngồi xuống, chỉ lo xoa chân ngọc, đau, thật sự quá đau, cứ như đá lên trên tấm thép, đau đến mức cô ta chỉ muốn rơi nước mắt. Cái gọi là cấp trên giao phó, cũng chính là ma tử giao phó. Sáng sớm, cô ta đưa bức họa của Triệu Bân qua cho ma tử. Không bao lâu, ma tử liền gửi thư đến, chỉ nói một câu, nói ba lần, đã tiểu đệ đệ của hắn, nói thật, bản thân lẻn vào Thiên Tông đến nay, ma tử vẫn là lần đầu tiên. Cùng một câu nói ba lần, tự lẻn vào Thiên Tông đến nay, cũng là lần đầu tiên cô ta. Nhận được mệnh lệnh không bình thường như vậy. Cô ta không biết nguyên do. Nhưng nếu đã là mệnh lệnh tử của ma tử, vậy cô ta phải làm. Trước khi tới cô ta đã nghĩ xong, hung hăng đá một chút, rồi sau đó bồi thường không phải xong rồi ư. Ai có thể ngờ, tiểu đệ đệ của Cơ Ngân lại cứng như vậy. Người của nhà ngươi, không chân chính, Triệu Bân sụt sịt một tiếng. Ngươi mới không đàng hoàng, con mẹ ngươi. Nếu ma tử hôm nay ở đây, nhất định sẽ tức miệng mắng to, bức họa khá lắm. Xuân cung đồ khá lắm, lão tử không nhìn thấy máu mũi chảy. Lại bị mấy đường bùa nổ. Nổ máu đầy mặt. Ta cũng là phụng mệnh mà làm, Huyễn Mộng vẫn còn xoa chân. Người trung thành như ngươi quả thật không thấy nhiều, Triệu Bân thành khẩn nói. Cái kia của ngươi, sao cứng như vậy, Huyễn Mộng liếc mắt nhìn Triệu Bân. Lời này vừa nói ra, người ở đây vẫn chưa đi, đặc biệt là các nam đệ tử. Cũng dựng lỗ tai lên. Thép thuần. Có thể không cứng rắn ư. Triệu Bân vừa nói, một tay đã đưa vào đũng quần. Rồi sau đó từ trong đũng quần, lấy ra mỗi khối huyền cương sáng bóng. Huyễn Mộng nhìn thấy, khóe miệng chợt co quắp. Mấy người ở đây nhìn thấy, khóe miệng trong nháy mắt cũng giật giật mấy lần. Cái tên này, cũng là thiên tài đấy. Lại đi nhét một khối huyền cương vào trong đũng quần, hắn mưu kế thần tình. Sớm đoán được có người muốn đến đá hắn, vậy mới chuẩn bị trước. Bảo vệ tiểu đệ đệ. Đương nhiên. Cái này sẽ là câu trả lời khá chắc chắn của Triệu Bân. Con nhỏ này, đấu với ta, sớm dự đoán được có cái như vậy, còn muốn đá ta. Sư phụ đưa vào cửa, tu hành phải dựa vào bản thân. Lời của Nguyệt Thần nói ra chắc chắn có đạo lý. Đồ đệ xuất sư rồi. Mặt Huyễn Mộng chạy đầy vạch đen, ngươi lòng vòng lâu như vậy, hóa ra là đào sẵn hố đợi ta nhảy vào. Đã nói mà lại, tại sao lại cứng như vậy, hóa ra là sớm có phòng bị, ngươi và ma tử hợp lại gài bẫy ta. Cho ngươi. Triệu Vân tiện tay thả huyền cương xuống, phóng khoáng rời đi. Nhìn gương mặt đó của hắn đi, khắc một chữ sướng cứng rắn ngay ngắn, cuối cùng đã nở mày nở mặt một hồi, bởi vì ngươi gài bẫy ta, ta bị sư phụ đánh cho một trận. Lần này hay lắm, đá vào tấm thép. Khá khen cho ngươi đây. Huyễn Mộng vạch đen đầy mặt, khập khễnh bước đi. Trước khi đi còn cầm lấy khối thép kia, đây là mang về cho ma tử nhà cô ta. Hai cái miệng nhỏ này thật biết điều, quá nhiều người ho khan. Một người giấu tấm thép, một người qua đá, khá là thú vị. Khá nhiều người đưa mắt nhìn Triệu Bân đi ra quảng trường, ánh mắt cái tên kỳ quái đó, tính tình của hắn kỳ quái, chiến lực của hắn cũng kỳ quái. Trên đường Triệu Bân trở về, bầu không khí có chút lạ. Vân Yên và Mục Thanh Hàn mỗi người một bên, trên đường đều đang âm thầm đánh giá tên này. Ánh mắt kia không phải ánh mắt nhìn người, sợ là trong mắt các nàng, Triệu Bân chính là một quái vật cảnh giới chân linh. Thực lực của hắn cũng mạnh quá đi, đến cả Phật của Bát Nhã cũng bị hắn đánh cho ra bã. Ngươi, còn cất giấu bao nhiêu bí mật, Vân Yên hỏi. Thật ra cô ta muốn hỏi Triệu Bân, ngươi rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu nội tình.
không có bao nhiêu, Triệu Bân cười một tiếng. Đây là một cách nói xúc tích, về cơ bản thì hắn vẫn chưa dùng đến nội tình nào cả. Tất cả lá bài tẩy đều chuẩn bị cho Sở Vô Xương, trước khi hắn đánh với Sở Vô Xương, nội tình có thể không động thì không động, chỉ cần có một sơ sót nhỏ, hắn cũng có thể bị cô ta đánh bại. Vẫn là câu nói kia, hắn chỉ cần đan tỉnh thần. Cấp bậc đan tỉnh thần mặc dù không phải cao nhất, nhưng giá trị của nó rất nhiều đan dược khó có thể so sánh, những ngày này hắn đã nghe ngóng rất nhiều, đừng nói Thiên Tông, toàn bộ Triều Long của Đại Hạ đều không tìm ra viên thứ hai, cũng không phải đan dược chân quý, cũng không phải là luyện không ra, mà tài liệu luyện đan này đã mất tích nhiều, không góp đủ tài liệu nên không luyện ra đan tỉnh thần, chỉ có thể đi tranh đoạt trong thi đấu. Đi, uống rượu. Lúc đang nói, một đám người ồn ào náo nhiệt đi ra. Tô Vũ, Kiếm Nam, Dương Phong, Lâm Tà, Man Đằng, Tử Viêm cũng ở trong đó. Cũng không quan tâm Triệu Bân thích hay không liền kéo đi, Triệu Bân cũng nể tình, chạy thẳng tới tử lầu. Càng nhìn, càng thần bí. Nhìn bóng lưng Triệu Bân rời đi, Vân Yên lẩm bẩm một tiếng. Từng có nhiều lần cô ta muốn cởi bỏ khăn che mặt thần bí của Đồ Nhi, kết quả là càng vén càng thần bí, cũng muốn biết người nữ soái đưa đến rốt cuộc là yêu nghiệt gì. Tu vi chân linh đều khủng khiếp như vậy, sau này nếu cảnh giới đại thành, chắc có nhiều đáng sợ, ít nhất không phải Bát Nhã có thể so sánh. Ngay cả hắn ta cũng như vậy, càng đừng nói Mục Thanh Hàn. Cô ta trong trận thi đấu này, quả thực gặp đả kích. Vân Yên muốn biết, cô ta cũng muốn biết, rốt cuộc là trải qua những chuyện gì mới tạo nên thiên tài như vậy, những gì hắn tạo ra không ai có thể bì được, trong một vài khoảnh khắc còn khiến người ta nảy sinh cảm giác ngưỡng vọng. Đại Phật ngã liên tiếp ba lần, người hôm nay rất lợi hại đó. Bên này một đám người mồm năm miệng người. Ngay cả Man Đằng trên mặt cũng viết một chữ phục thật to, giống như đã quên chuyện không coi trọng vô địch, cùng thế hệ hắn ta rất ít phục ai. Sở Vô Xương tính là một, hôm nay lại thêm một cơ ngân. Khiêm tốn, Triệu Bân một lời châm thẩm, lời này vừa nói ra, sống lưng tên này thẳng tắp một phần. Uy lực trấn áp trong truyền thuyết đã được miêu tả đúng với hình ảnh của hắn trong giờ phút này. Trên đường đi có không ít đệ tử đã nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt khác, lần đầu tiên gặp có không ít người đã nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt, lần thứ hai gặp thì ánh mắt đó đã chuyển thành kiêng kỵ sợ hãi, lần thứ ba gặp, cuối cùng ánh mắt đó đã biến thành kinh hãi tột độ. Uống. Có một đám người đang tụ tập ăn uống với nhau, tử lầu ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Nhưng vì ngày mai Triệu Bân còn phải tham gia một trận chiến cho nên mọi người cũng không uống quá nhiều. Đây mới chỉ là một chiến thắng nhỏ, đợi đến khi tỷ thí Tân Tông thực sự kết thúc thì muốn uống say sưa vẫn còn kịp. Trước khi trở về đỉnh Tử Trúc thì Triệu Bân đã đi đến phía sau núi. Sâu trong bóng tối của rừng núi, hắn tìm được một nơi vắng vẻ yên tĩnh, trước tiên hắn lấy ra hồ lô nhỏ để hấp thụ linh khí. Sau đó lấy cuộn sách cổ do ma tử mang đến ra để tĩnh tâm nghiên cứu, đó chính là ngũ hành độn pháp. Cho dù trước đây có ân oán gì thì bí pháp mà ma tử mang tới cho hắn vẫn rất cao cấp, có rất nhiều ghi chép về ngũ hành độn pháp, đứng trên góc độ của một đệ tử tu luyện võ đạo mà nói thì đó chính là bàng môn tà đạo, chỉ có người tu hệ pháp sư mới thích tu luyện những thứ này. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh rằng trước nay chuyện tu pháp hay tu võ không thể phân định một cách rạch ròi được. Tuyệt diệu. Triệu Bân đã nói câu này rất nhiều lần. Ngũ hành độn pháp thì Triệu Bân cũng thông hiểu không ít, bởi vì nền tảng của hắn rất chắc chắn, hơn nữa hắn còn là một thiên tài yêu nghiệt với thiên phú dồi dào, hắn có thể học một bí pháp mới nhanh hơn người thường gấp mấy lần. Bên trong cuốn sách cổ này có ghi lại rất nhiều bí pháp mà hắn đã thông hiểu được tinh túy bên trong, thứ mà hắn thiếu chính là thời gian thử nghiệm và tôi luyện, không thể không nói, ma tử quả nhiên rất có thành ý. Còn chưa khiến cho ngươi nổ tung được. Triệu Bân lẩm bẩm, bớt chút thời gian suy nghĩ lại về hình ảnh lúc đó. Sau đó, hắn mới tự tìm ra được cho mình một lý do. Một lý do rất rõ ràng, ma tử có thể kháng nổ. Không suy nghĩ nữa, hắn đứng dậy niệm pháp quyết rồi kết ấn. Đột nhiên một kiệt tác xuất hiện, một con rồng lửa lớn rít gào xuất hiện, đây chính là ngũ hành độn hỏa, trong chớp mắt hắn lại thay đổi ấn quyết. Con rồng lửa biến thành một con sư tử lửa chạy khắp núi rừng, nó chạy qua chỗ nào là chỗ đó biến thành biển lửa, mãnh liệt vô cùng. Không tệ, Triệu Bân cười cười, lại thay đổi ẩn quyết. Biển lửa biến mất, ngay lập tức biến thành biển lôi.
hắn đã chuyển ngũ hành độn hỏa thành ngũ hành độn lôi, chỉ cần ấn quyết của hắn thay đổi đủ nhanh và tinh thần lực của hắn đủ mạnh thì hắn hoàn toàn có thể tùy ý biến hóa, ngoại trừ hắn, nếu như là võ tu bình thường thì rất khó để có thể làm được điều này, bởi vì nó có liên quan rất nhiều đến nội tình. Keng, keng. Biển lôi chẳng mấy chốc lại thay đổi hình dạng. Lần này thì biển lôi đã biến thành những lưỡi kiếm gió leng keng ma sát trên không trung, khiến cho rất nhiều cây cổ thụ bị chém ngang thân, thậm chí cả những tảng đá lớn cũng bị chém ngang dễ dàng như đậu phụ. Trong ngũ hành độn pháp, rõ ràng độn phong có uy lực sát thương mạnh nhất, cũng là bởi vì nền tảng của hắn chính là thuộc tính phong, cho nên hắn có thể dễ dàng sử dụng thuật độn phong đạt tới đỉnh cao. Keng, ông. Bởi vì hắn mà cả khu rừng không được yên ổn. Trong lúc hắn sa đà vào nghiên cứu ngũ hành độn pháp thì hắn thậm chí đã quên mất mình đang ở đâu, hắn đã phá nát cả một mảnh rừng núi xanh tươi tốt, cho tới khi hắn dừng tay thì cả một mảnh rừng đã trở thành một đống hỗn độn, có rất nhiều thân cây cổ thụ đã bị đốt trụi, đất đá cũng bị nghiền nát. Triệu Bân ho khan một tiếng, ngay lập tức đổi địa điểm. Hắn lại đi sâu hơn vào rừng, lần này hắn đã biết an phận, chỉ tập trung vào việc thu nạp linh khí. Ban ngày còn phải tham gia tỉ thí tân tông, cho nên ban đêm hắn phải tập trung hồi phục càng sớm càng tốt, cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa dám sử dụng tới thiên nhãn, nhất định hắn phải giấu kín nó cho tới khi gặp được yêu nghiệt Sở Vô Xương. Hắn an phận, nhưng lại có một kẻ khác không an phận. Đã hơn nửa đêm mà ở phía sau núi vẫn nghe thấy tiếng gió rít gào, tiếng chân nguyên vũ động, hơn nữa còn là hai luồng chân nguyên đang làm ầm ĩ cả một mảnh núi rừng, tiếng các cây cổ thụ bị đánh gãy, tiếng đất đá bị nghiền nát vang lên không dứt bên tai. Người bị bệnh sao, ta khiêu khích ngươi lúc nào, có tiếng mắng vang lên rất nhanh sau đó. Lăng Phi. Triệu Bân ngay lập tức mở mắt ra vì nghe thấy tiếng người đang mắng. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì hắn đã lập tức bật dậy, đuổi về phía phát ra tiếng động. Từ xa thì hắn đã nhìn thấy Lăng Phi, cũng chính là thằng nhóc tóc tím, nó đang bò lồm cồm, trạng thái hết sức chật vật. Trên vai trái còn bị toát ra một lỗ máu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết nó đang bị truy giết. Lại nhìn người đang truy giết Lăng Phi, hắn ta cũng là một người quen, Vệ Xuyên. Không sai, đó chính là Vệ Xuyên đang cầm kiếm Thiên Cang hung hăng quát lớn, chạy. Chạy đi đâu? Xem ta phản kích ngươi. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt đánh tới. Ngay khi Vệ Xuyên đại triển thần uy chém một kiếm tuyệt sát về phía thằng nhóc tóc tím. Triệu Bân đã đến đúng lúc, đánh ra một chưởng. Vệ Xuyên bất ngờ không kịp phòng nên ngay lập tức bị đánh trúng một chưởng. Cũng bởi vì thân pháp của Triệu Bân quá quỷ dị, Vệ Xuyên bị đánh trúng mà vẫn không biết là ai đã đánh ra một chưởng này. Chỉ biết một chưởng này hết sức có uy lực khiến cho hắn ta phải hộc máu giàn giụa rồi văng xa. Thân thể đập vào hơn 10 cây cổ thụ mới có thể dừng lại được rồi rơi xuống đất lảo đảo từng bước. Còn chưa kịp thở đã phải há miệng phun ra thêm một ngụm máu. Cơ ngân. Lăng Phi cũng chỉ mới nhìn ra được đó là ai. Nửa đêm không ngủ còn chạy ra ngoài này làm gì, Triệu Bân vừa hỏi vừa đặt một tay đặt trên vai Lăng Phi, đẩy chân nguyên vào trong cơ thể của nó để chữa trị cho nó. Ta tới đây thu thập linh dược chữa bệnh, Lăng Phi lau vết máu nơi khóe miệng nói. Nửa đêm mà còn đi thu thập linh dược, Triệu Bân nhướng mày. Ban ngày ta không dám đi, Lăng Phi cười khan một tiếng nói, ta sợ bị đánh. Nghe vậy thì Triệu Bân rất xúc động, thằng nhóc tóc tím đã được gọi về Thiên Tông, nhưng sư phụ của nó đã không còn, thi thể nằm tạm bên dưới tảng kinh các, chuyện này thật sự không tốt cho nó. Không có sư phụ, chắc chắn nó thường xuyên bị người ta ức hiếp, ngay cả việc đi thu thập linh dược chữa bệnh mà cũng phải làm lén lút, sự chạm mặt các đệ tử khác rồi lại gây ra phiền toái. Là một người bạn cũ, tất nhiên Triệu Bân cũng không khỏi chạnh lòng. Tên nhóc kia mấy ngày nay đều theo dõi ta. Lăng Phi mắng, hơn nửa đêm hắn ta cũng chạy tới đây truy giết ta. Vừa dứt lời thì Vệ Xuyên đã đến, thanh kiếm của hắn ta toát ra sát khí lạnh như băng, từ đầu đến cuối hắn ta chỉ đuổi theo Lăng Phi chứ không hề nhận ra có người khác đã xuất hiện, mất cảnh giác liền bị tấn công bất ngờ, làm sao hắn ta có thể không phẫn nộ. Nhưng vừa nhìn thấy cơ ngân thì hắn ta liền lúng túng. Vệ sư huynh, thật là trùng hợp, Triệu Bân nhìn Vệ Xuyên cười hỏi. Chuyện giữa bọn ta không liên quan gì đến ngươi. Tránh ra, Vệ Xuyên quát lớn. Ta chọc giận ngươi lúc nào mà ngươi gặp ta liền đánh, Lăng Phi không phục liền mắng một tiếng. Không vừa mắt ta thì ta liền đánh, Vệ Xuyên lạnh lùng nói. Chát,
vừa dứt lời thì hắn ta đã nghe thấy tiếng bạt tai vang lên giòn giã. Vệ Xuyên hết sức sửng sốt, một giây trước vẫn còn đang cười, giây sau đã bị đánh cho biến sắc. Cơ Ngân, ngươi, chát, sao ngươi dám, chát, ta chính là, chát, cảnh tượng này, hết sức kỳ quái. Mỗi lần Vệ Xuyên định lên tiếng thì đều bị cắt ngang bởi một cái bạt tai, người đánh hắn ta tất nhiên là Triệu Bân, Lăng Phi bị thương thảm đến như vậy đã khiến cho Triệu Bân hết sức tức giận, cái tên này còn dám đứng đây khua môi múa mép. Làm sao có thể không đánh cho hắn ta một trận? Sau liên hoàn bạt tai, cả thế giới dường như đã trở nên yên lặng. Vệ Xuyên đã ngã xuống do bị choáng váng bởi liên hoàn bạt tai của Triệu Bân. Triệu Bân hết sức tự giác, ngay khi đối phương ngã xuống thì hắn cũng đã ngồi xổm lục lọi bên trong cơ thể của đối phương, bất cứ thứ gì có giá trị, cho dù là ngọc bội hay mặt dây chuyền thì hắn đều lấy đi sạch sẽ, động tác hết sức thành thạo. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cái tên này từ lâu đã quen làm đạo tặc. Như vậy không tốt đâu. Lăng Phi vừa nói vừa ngồi xổm xuống, cũng xắn tay áo vào việc. Ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng động tác càn quét bảo bối của nó cũng rất thành thạo. Bọn họ xem như là đã thủ hạ lưu tình rồi, chỉ lấy sạch bảo bối chứ không hề hại tới tính mạng của Vệ Xuyên. Đây là khu rừng ngay phía sau Thiên Tông, giết người ở đây thì rất dễ bị phát hiện. Huống chi cái tên này còn là thiếu chủ Dương Thiên Thế Gia. Về nhà thôi, càn quét xong rồi thì hai người liên phủi mông bỏ đi. Về phần Vệ Xuyên, hắn ta đã bị lột sạch, trên người chỉ còn lại độc một chiếc quần cộc thêu hoa, hơn nữa, hắn ta còn bị trói gô lại rồi treo lên cây. Đây là lần đầu tiên mà hắn ta rơi vào hoàn cảnh thê thảm như vậy, đây cũng xem như là một bài học cho hắn ta, khuyên hắn ta đừng quá cuồng vọng, nếu không thì rất dễ bị thiên lôi đánh chết. Quay về đỉnh Tử Trúc với ta đi. Sau khi ra khỏi khu rừng thì Triệu Bân liền nói với thằng nhóc tóc tím. Những đệ tử như Lăng Phi và Xích Hiên không phải là cao thủ, cũng không có sư phụ, rất dễ bị người khác ức hiếp. Chuyện đêm nay là một ví dụ, ngay cả việc đi thu thập linh dược mà cũng phải dè chừng đại họa giáng xuống đầu. Số phận như vậy thảm thương biết bao nhiêu, thằng nhóc tóc tím là bạn cũ của hắn từ thành vong cổ, hắn phải có trách nhiệm với bạn của mình. Lão Huyền Sơn sợ rằng sẽ không cho người đi, Lăng Phi ho khan một tiếng nói. Ta sẽ nói chuyện với ông ta, Triệu Bân cười nói, hai người chỉ tạm thời được gửi ở Tàng Kinh Các mà thôi, không phải đồ nhi của ông ta. Ta sẽ hỏi sư phụ của ta, nếu như có trưởng lão muốn thu nhận hai người thì hai người liền có thể rời khỏi Tàng Kinh Các. Sư phụ của ngươi có đồng ý không? Lăng Phi ngập ngừng hỏi. Tính tình của sư phụ ta vẫn rất tốt. Triệu Bân lại cười nói. Đây là sự thật, ngoại trừ Tật Mộng Du thì Vân Yên vẫn rất tốt, cái chính là ai dám bắt nạt đệ tử của đỉnh Tử Trúc thì cô ta đều sẽ phát điên lên mà ra mặt, giống như lần ra mặt đấu với Kim Huyền Trung vậy. Trời đã gần sáng. Hai người cùng nhau đến một tiểu viện. Đây là nơi ở của Lão Huyền Sơn. Nhìn từ xa có thể thấy bên ngoài tiểu viện chất đống bàn đá, bàn sắt, có cả bàn thép nguyên chất. Ai không biết có khi còn tưởng nhà ông ta bán bàn ghế gia dụng. Tại sao ở đây lại có nhiều bàn như vậy? Còn không phải là do ngày hôm qua ông ta đã lớn lối thể thốt hay sao? Nếu ngươi lại thắng thì lão phu sẽ ăn cả cái bàn. Triệu Bân vẫn còn nhớ như in lời này của ông ta, lời này được nói ra một cách hết sức khí phách. Thiên Tông tất nhiên là cũng có rất nhiều nhân tài nhớ rõ lời này, cho nên có không ít người đã gửi bàn đến cho ông ta. Số lượng bàn nhiều như thế này, mỗi ngày gặm một miếng cũng đủ để cho ông ta ăn cả một năm. Lão đạo, Triệu Bân thử gọi một tiếng. Không nghe thấy đáp lại, chỉ nghe trong phòng có tiếng ngáy truyền ra giống như sấm rền. Triệu Bân hít sâu một hơi, rạch ra một vết trên cửa sổ, ném vào trong một lá bùa nổ. Tiếng nổ sau đó nghe hết sức vang dội. Cả căn nhà rung lên, mái nhà còn suýt văng ra ngoài. Khóe miệng Lăng Phi ngay lập tức giật giật mấy cái. Xích Hiên bị đánh thức liền bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Triệu Bân và Lăng Phi, Cơ Ngân bây giờ rất nổi tiếng, nhưng người sáng sớm lại tới đây như thế này, lại còn vứt bùa nổ vào trong đánh thức mọi người. Đúng là xấu tính. Ai? Có bệnh sao? Tiếng chửi rủa rất nhanh đã vang lên, Lão Huyền Sơn mặc đại quần cộc đi ra, trên tay còn mang theo một thanh đao lớn, đang ngủ say đột nhiên lại bị ai đánh thức? Không. Rõ ràng là bị đánh bom chứ không phải đánh thức. Nhìn thấy Triệu Bân thì ông ta lại càng tức giận hơn.
Vì cái tên cơ ngân này mà ông ta thua sạch chỉ còn lại mỗi cái quần cộc. Bái kiến trưởng lão. Nhóc con, chán sống rồi hả? Lão Huyền Sơn đen mặt quát lớn. Triệu Bân cười ha hả, ném ra một cái túi rồi nói, tiền sửa nhà. Ta sẽ thanh toán đầy đủ. Lại là Tử Lệ Binh Tinh, Lăng Phi và Xích Hiên đều kinh ngạc. Bọn họ còn có thể nhận ra thì làm sao Lão Huyền Sơn không thể nhận ra, ông ta liền ném thanh đao qua một bên mà cầm lấy Tử Lệ Binh Tinh, tung tung trên tay đánh giá, hai mắt sáng rỡ, đây chính xác là Tử Lệ Binh Tinh, một khối lớn như thế này bán ra 50 vạn lượng cũng có người muốn mua, bởi vì trên thị trường không có bán rộng rãi, đây đích thực là bảo bối, có được một khối, cơn giận trong nháy mắt giảm xuống một nửa. Hai người bọn họ bây giờ là đệ tử đỉnh tử chúng ta. Trong lúc Lão Huyền Sơn còn đang ngắm nghía Tử Lệ Binh Tinh thì Triệu Bân đã quay người rời đi. Hắn không rời đi một mình, khi rời đi hắn còn hai tay kéo theo Lăng Phi và Xích Hiên, khối Tử Lệ Binh Tinh kia không chỉ để sửa lại nhà mà còn để mang hai người này tới đỉnh tử chúc. Lăng Phi thì không sao. Nhưng Xích Hiên thì hơi sững sờ. Lão Huyền Sơn lúc này mới phản ứng lại, náo loạn nửa ngày, thì ra là hắn tới đây để đổi người. Một khối Tử Lệ Binh Tinh đã có thể đổi của ông ta tận hai người. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không thể nói là đổi người được. Xích Hiên và Lăng Phi chỉ được gửi tạm ở Tàng Kinh Các, không tính là đồ nhi của ông ta. Cấp trên sớm đã có chỉ đạo, chỉ cần có ai thu nhận hai người bọn họ làm đồ đệ thì đều có thể đến Tàng Kinh Các nhận người. Tất nhiên chính Lão Huyền Sơn cũng có thể thu nhận, chỉ có điều ông ta không muốn làm vậy. Thứ nhất là bởi vì Xích Hiên và Lăng Phi không có thiên phú, thứ hai là bởi vì thân thế của cả hai người khá phức tạp, sau này có chuyện gì thì ông ta dễ bị liên lụy. Do đó ông ta tới tận bây giờ cũng không có ý định thu nhận hai người này. Các trưởng lão khác cũng có chung suy nghĩ với ông ta. Cho nên hai người đã ở Tàng Kinh Các nhiều ngày mà vẫn không có ai muốn thu nhận. Hôm nay cơ ngân chạy đến đây chắc chắn là vẫn chưa hỏi qua ý của Vân Yên. Nhưng cơ ngân vẫn rất biết điều, còn hối lộ cho ông ta Tử Lệ Binh Tinh để dễ thương lượng. Mang người đi cũng tốt, đỉnh tử chúc cũng là một nơi không tồi. Ông ta biết tính tình của Vân Yên, ít nhất cô ta sẽ không đối xử tệ với bọn họ. Mặc dù sống lâu nhưng có những việc ông ta cũng không thể hiểu hết. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp đã chiếu rọi khắp Thiên Tông. Trên mỗi đỉnh núi đều có đệ tử xuống núi, mặc đạo bào mới tinh. Có không ít người đã chạy tới nơi tổ chức tỷ thí Tân Tông, người của nội môn cũng chạy tới rất nhiều, quần anh hội tụ, ngay cả đệ tử đang bế quan cũng không khỏi tò mò mà chạy tới góp vui. Vân Yên sư thúc thực sự đồng ý sao? Lăng Phi đã hỏi câu này nhiều lần trên đường đi. Xích Hiên cũng hồi hộp liếc nhìn Triệu Bân mấy lần, nếu như chuyện này là do cơ ngân tự tung tự tác thì phải làm sao? Như vậy lúc lên đỉnh tử chúc bọn họ sẽ không được thu nhận. Bơ vơ như trẻ con mất mẹ, cảm giác này. Thực sự rất xấu hổ. Đồng ý mà, Triệu Bân cười đáp. Hả, đó không phải là Xích Hiên và Lăng Phi sao? Đi theo cơ ngân, chẳng lẽ là được đỉnh tử chúc thu nhận làm đồ đệ? Thân phận của hai người này quá phức tạp mà sư thúc Vân Yên cũng không né tránh sao? Nếu như trong nội bộ Thiên Tông tiến hành tẩy trừ thì hai người đó có lẽ sẽ bị đuổi đi. Bởi vì sự việc kia đã khiến cho các lão nhân trong tông môn rất tức giận. Chuyện đã xảy ra quá lâu rồi, chắc cũng đã bị lãng quên. Trên đường đi ba người gặp không ít đệ tử chỉ trỏ vào mình. Nhưng khi nhìn tới Triệu Bân thì ánh mắt của các đệ tử đó đều thay đổi, khó có thể che giấu sự ghen tị và kính sợ. Hắn đã không còn là tên tiểu võ tu bị khinh thường ngày trước nữa, mà chính là một đại yêu nghiệt hàng thật giá thật, thế lực chống lưng của hắn cũng hết sức cường đại. Triệu Bân phớt lờ tất cả mọi người, mang theo hai người kia một đường đi thẳng lên đỉnh Tử Trúc. Mục Thanh Hàn đã chuẩn bị xong bữa sáng, Vân Yên cũng đã ngồi vào chỗ, mùi cơm thơm phức tỏa ra khắp núi. Ngoài họ ra thì còn có Linh Lung và Đào Tiên Tử cũng đến ăn cơm ké. Khi nhìn thấy đám người Triệu Bân lên núi, cả bốn người đều nhướng mày, đặc biệt là Vân Yên, ánh mắt của cô ta đặc biệt kỳ quái, tất cả đều nhận ra Xích Hiên và Lăng Phi. Sư phụ của bọn họ đã chết, mà chính bọn họ cũng đang bị hiểm nghi. Sư phụ, ta lại thu nhận hai đồ nhi mới cho người, Triệu Bân cười nói. Xích Hiên và Lăng Phi im lặng, họ không biết nói thế nào, chỉ có thể cúi đầu chào từ xa.
Đồ nhi, Mục Thanh Hàn hơi nhíu mày. Nàng ta cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhìn sang Vân Yên. Đào tiên tử là người ngoài, không có được bao nhiêu tiếng nói của bậc tiền bối, mặc dù nhìn hai đứa nhỏ này cũng khá vừa mắt. Linh Lung nhìn thấy hai người này thì cũng nhớ ra. Cô ta đã gặp Lăng Phi và Xích Hiên ở Triệu gia tại thành Vong Cổ, đêm Triệu Bân hồi sinh Phù Dung thì cô ta, Lăng Phi, Xích Hiên đều có mặt, cũng có thể xem bọn họ như bạn cũ. Nhìn thấy hai người này khiến cho cô ta không khỏi nghĩ đến Triệu Bân. Cũng không biết bây giờ tên nhóc đó đang ở đâu, liệu hắn có còn đang ở thành Vong Cổ hay không. Lên đỉnh Tử Trúc thì chính là người của đỉnh Tử Trúc, Vân Yên mỉm cười nói. Cơ Ngân đã mang hai người này tới đây, cô ta tất nhiên cũng không bài xích, về phần cả ba tên nhóc này có quan hệ sâu xa gì với nhau thì cô ta cũng không muốn hỏi nhiều. Sau tất cả, cô ta vẫn tin tưởng vào Cơ Ngân. Cảm ơn sư phụ, Xích Hiên và Lăng Phi vội vàng hành lễ ra mắt sư phụ. Ngồi ăn cơm cùng đi, Vân Yên mỉm cười nói. Chấm. Nhanh. Gấp cái gì, còn chưa bắt đầu mà. Phải giành được một chỗ tốt, màn kịch hôm nay hẳn là rất tuyệt vời.